chương 4056, không thấy ngươi thả qua nửa phần mặc dù nói cửu trọng thiên vẫn như cũ là, trong vũ trụ hồng hoang. Nhưng nếu giải thích từ trên thiên đạo phép tắc, bây giờ cửu trọng thiên đã là không gian trong tạo hóa thần đình, xem như thần giới được phân ra thuộc về hồng hoang. Cũng vì nguyên nhân này, sức mạnh nhân tộc hồng hoang ra chỉ thêm cho khai quốc thái tổ cơ bang, ở cửu trọng thiên cũng sẽ bị được giảm mạnh. Càng quan trọng chính là, nếu trong cửu trọng thiên, có thể chém chết cơ bang, dựa vào đại chu nhân hoàng khí hội tụ quanh thân cơ bang cho dù là đạo tổ vẫn bị thiên đạo phản phệ sẽ trả ra đánh đổi không thể chịu đựng nổi nhưng trong cửu trọng thiên lại hoàn toàn khác nơi đây thuộc về thần đạo tự nhiên có thể áp chế đại chu nhân hoàng khí từ mức độ nào đó mà nói thái tổ cơ bang xông vào trong cửu trọng thiên chính là hắn đã phạm vào cấm kỵ trước đã mất đi sự bảo hộ của thiên đạo cho nên trong cửu trọng thiên nhóm đạo tổ chém giết nhân hoàng đại chu cơ bang bọn hắn sẽ trả ra giá lớn cực nhỏ cũng sẽ bị thiên đạo phản vệ cực nhỏ chính như thế nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ không quan tâm đến chuyện nhật nguyệt thần quân hàn thế chiết cứ viện cử vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn mà dốc hết toàn lực diệt sát khai quốc thái tổ cơ bang nhưng ngay khi hai người ra tay toàn lực trong nháy mắt một đạo khí tức khác làm bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ bất ngờ xuất hiện trên khoảng không quan hà đài chính là diệp chân sự xuất hiện của diệp chân giống như nhật nguyệt thần quân hàn thế chiết Chân trước chân sau vội vàng lao tới cứu viện. Thời điểm Diệp Chân xuất hiện, ánh mắt và khí tức của hắn rơi xuống trên thân Nhật Nguyệt Đạo Tổ với Lôi Ngục Đạo Tổ. Sắc mặt của Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ trầm xuống, thần sắc bọn hắn trở nên khó coi. Phần thân lão phu lại đi ngăn đón cản lại, ngươi toàn lực chém giết kẻ này. Nhật Nguyệt Đạo Tổ khẽ quát một tiếng, trong thanh quang sau lưng bước ra một bóng người, lại là Pháp Thân Đạo Tổ. Pháp Thân Đạo Tổ thôi động Nhật Nguyệt âm dương kỳ, vẫn như cũ hợp lực với lôi ngục đạo tổ tiêu diệt thái tổ cơ bang. Nhưng chân của chân thân đạo tổ lại đạp vào âm dương bồ đoàn, chứng đạo chi khí của hắn, tự ý nghênh hướng diệp chân. Khi diệp chân xuất hiện, tận mắt thấy nhật nguyệt thần quân hàn thế chết đã ôm thần nguyên của đồ sơn uẩn, bị hao tổn nghiêm trọng vào trong ngực, trong đôi mắt của hắn tràn đầy vạn phần thương tiếc. Nhìn bộ dáng thần nguyên của đồ sơn uẩn yếu ớt, trong đôi mắt hàn thế chết ngoại trừ thương tiếc, còn có đau đớn và phẫn nộ. Một màn này để cho diệp chân có chút ngạc nhiên. Trong nháy mắt, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn chính là phân thân của tứ sư tỷ lục mạn ca, làm phân thân, ý chí của phân thân bản thể là một, không thể nào có hai ý chí. Theo lý thuyết, theo thân phận chủ thể tứ sư tỷ lục mạn ca, tứ sư tỷ là khai quốc hoàng hậu đại chu, là người tình của thái tổ cơ bang. Như vậy người yêu của phân thân của tứ sư tỷ lục mạn ca cửu vĩ thiên hồ đồ sơn vẫn như cũ là khai quốc thái tổ cơ bang, mà sẽ không phải thất sư huynh hàn thế chiết nhưng trước mắt bộ dáng đau đớn tràn ngập tình cảm kia của thất sư huynh đối với đồ sơn uẩn đã sớm vượt xa tình cảm sư huynh muội đồng môn hơn nữa cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn chỉ là phân thân của tứ sư tỷ lục mạn ca mà thôi dù nàng vẫn lạc tứ sư tỷ lục mạn ca vẫn còn sống dù sư huynh muội đồng môn thất sư huynh lo hàn thế chết hoàn toàn không cần bi thương tức giận như thế nói cách khác tình cảm của hàn thế chết đối với cửu vĩ thiên hồ hoàn toàn không bình thường vừa nghĩ đến đây trong lòng diệp chân đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ vì yêu sinh hận thất sư huynh hàn thế chết cũng yêu tứ sư tỷ lục Mạn ca thất sư huynh hàn thế chiết vì yêu sinh hận đây chính là lý do thất sư huynh hàn thế chiết phản bội sư tôn gia nhập vào thiên miếu nhưng chuyện này cũng nghĩ mãi không thông nếu thật như thế thất sư huynh hàn thế chiết phải đi đối phó thái tổ cơ bang mà không phải phản bội sư tôn lục ly mà trước đó trong sư môn vô luận là các vị sư huynh sư tỷ cũng không có nói với diệp chân thất sư huynh thích tứ sư tỷ hay yêu thá thiết phân thân cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn của tứ sư tỷ phát hiện mới này trong lúc nhất thời khiến diệp chân có một loại cảm giác có rất nhiều câu hỏi nhưng hiện tại cũng không phải lúc diệp chân truy tìm câu hỏi thần sắc của hắn lạnh lẽo ánh mắt hắn nhìn về phía nhật nguyệt đạo tổ chân đạp chứng đạo chi khí âm dương bồ đoàn đang lao đến trận chiến đang dần rơi vào giai đoạn gây cấn thần nguyên của đồ sơn uẩn đã bị tổn thương cực nặng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết xuất hiện trong nháy mắt, Viên Nguyệt Ấn Tỷ xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Thế Chiết, từng đạo thần nguyên thái khí vô cùng tinh thuần sáp nhập vào trong thần nguyên cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn. Nhưng thần nguyên nàng bị thương quá nặng, thần nguyên thái khí được đưa vào, thần nguyên của đồ sơn uẩn cũng không có khởi sắc gì. Khí tức tức giận quanh thân Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết, trong chớp mắt mạnh mẽ dâng lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn chằm chằm về phía đối với nhật nguyệt thiên thiên khôi phùng trạm hạ độc thủ với cửu vĩ thiên hồ ánh mắt dọa người kia khiến thiên khôi nhật nguyệt thiên bị hù lùi lại nửa bước phùng trạm từ trong hàm răng của hàn thế chết lóe ra hai chữ kim dương xích dương kiếm đang lơ lửng trước mặt hắn bỗng biến mất trong nháy mắt tiếp theo một vòng ánh sáng vô cùng bình thường trên đỉnh đầu phùng trạm bỗng biến trở nên vô cùng trói mắt rực sáng chỉ là một cái thoáng qua khi nhật nguyệt thần quân xuất hiện thiên khôi nhật nguyệt thiên biết không ổn đã toàn lực thôi động phòng ngự toàn thân bao gồm trên đỉnh đầu bị một vòng dương quang đột nhiên nhảy ra tới xoắn thành nát bấy chỉ một kiếm đã chém nát nhục thân của thiên khôi nhật nguyệt thiên có tu vi tạo hóa thần quân một kiếm này của hàn thế chết khiến tất cả mọi người kinh ngạc tại chỗ quanh thân long tổ ngao giáp còn dựng thẳng lên vô số hư ảnh vẩy rồng theo bản năng thôi động phòng ngự thủ đoạn của nhật nguyệt thần quân quá mức cường hoành quá mức quỷ dị phùng trạm chỉ còn lại thần nguyên được tiên thiên linh bảo thái dương chân hỏa tháp bảo vệ bị giật mình sợ hãi không dứt lớn tiếng cầu xin sư huynh tha mạng sư huynh tha mạng xin hãy nghĩ đến một chút tình cảm sư huynh đệ thiên miếu cho ta xin một con đường sống chỉ là giờ khắc này ánh mắt của nhật nguyệt thần quân hết sức lạnh lẽo vừa mới cũng không thấy người buông thạo uẩn nhi nửa phần cùng một khắc hàng trăm hàng ngàn đạo dương quang đồng thời nhảy ra xung quanh thần nguyên phùng trạm đồng thời rực sáng đến cực hạn trong chớp mắt đã bóp vỡ thần nguyên của thiên khôi phùng trạm tính luôn cả tiên thiên linh bảo thái dương chân hỏa tháp bị xoắn vỡ nát tạo hóa thần quân nhật nguyệt thiên thiên khôi phùng trạm bị một chiêu nhật nguyệt thần quân cùng xuất thân từ nhật nguyệt thánh địa thiên miếu chém giết vẫn lạc tại chỗ tất cả tạo hóa cảnh tham chiến bên ngoài trên quan hà đài đều bị màn này làm cho chấn kinh đây là mâu thuẫn trong thiên miếu hay do nguyên nhân khác ngoại trừ diệp chân và số ít người ngoại giới cũng không hiểu rõ nội tình của nhật nguyệt thần quân hàn thế chiết chỉ biết lai lịch của hắn cực kỳ thần bí. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, một kiếm của Nhật Nguyệt Thần Quân đã diệt sát Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Cảnh giới thần quân, còn nắm giữ Tiên Thiên Linh Bảo. Điều này làm cho trong lòng tất cả mọi người dâng lên một nỗi khiếp sợ không tên. Một chiêu chém giết tạo hóa thần quân cầm trong tay Tiên Thiên Linh Bảo, chỉ sợ là đạo tổ mới có thể có thực lực này. Nhật Nguyệt Thần Quân thiên miếu vậy mà kinh khủng như vậy. Nhưng, trong lúc mọi người chấn kinh, thần nguyên của Thiên Khôi Phùng Trạm bị Kim Dương xích diễm, kiếm của Nhật Nguyệt Thần Quân xoắn thành nát bấy, bao gồm Tiên Thiên Linh Bảo Thái Dương Chân Hỏa Tháp của hắn đều tại bị kiếm quang xoắn nát, rồi hóa thành thiên địa nguyên khí bổn nguyên nhất, quay về giữa trời đất. Chỉ có một chùm ánh sáng bảy màu nhỏ quan trọng nhất trong thần nguyên phùng trạm, vẫn đang lơ lửng không tiêu tan. Một chùm ánh sáng bảy màu nhỏ này giống như một ấn tỉ nho nhỏ, hiện ra bảy màu, mơ hồ trong đó có rất nhiều thiên địa hỗn độn đang di chuyển đảo lộn. Thiên địa hỗn độn gần như chính là thiên đạo hiển hiện chân chính tất cả mọi người theo bản năng đều cho rằng đây là dị bảo của thiên khôi phùng trạm còn chưa kịp phát huy tác dụng đã bị nhật nguyệt thần quân chém giết nhưng lại chậm một giây nhưng trong nháy mắt này chùm sáng bảy màu trong ngoài thiên địa hỗn độn bỗng kinh thiên lao đi trong nháy mắt lao về phía phong thần bảng đang bị đại chu nhân hoàng khí ràng buộc ở phong thần tế đàn trong nháy mắt tất cả tạo hóa cảnh đều đứng ngơ ngác sắc mặt bọn hán đột ngột trở nên vô cùng khó coi nhất là những quân lính tan giã ở phía ngoài đã từng chiến đấu giành được phong thần bảng sắc mặt bọn hắn càng trở nên đen hơn. Nếu không phải ba vị đạo tổ, chỉ sợ cũng muốn lâm trận mắng ba vị đạo tổ không biết xấu hổ. Bảy chùm ánh sáng bảy màu trong ngoài thiên địa hỗn độn chính là phùng chạm sau khi chết, vậy mà chủ động đầu nhập vào phong thần bảng. Nói cách khác, tiểu quang đoàn này và phong thần bảng có liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Nếu là trước đây, hắn có thể dễ dàng bóp nát thần nguyên phùng chạm, chỉ sợ là thủ đoạn gian lận nhật nguyệt đạo tổ thiên miếu, chỉ cho nhật nguyệt thiên thiên khôi phùng chạm. Thiên khôi phùng chạm có bảo vật này, có thể dễ như trở bàn tay cầm tới phong thần bảng, điều khiển nó. Chẳng thể trách trước đây đạo tổ Thiên Miếu không có gấp chút nào, tùy ý cho bọn hắn chém giết máu chảy thành sông, không chút nào sợ phong thần bảng bị người khác cướp đi thì ra là đã sớm, động tay động chân trên thân đệ tử nhà mình. Cũng may mà đại chu nhân Hoàng Cơ bang ra tay, cưỡng ép cướp đi phong thần bảng trong nguy hiểm, lúc này ba vị đạo tổ Thiên Miếu mới ra tay. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả vây xem, trong đáy lòng đều đang mắng to Nhật Nguyệt đạo tổ Thiên Miếu quá ác độc bọn hắn trơ mắt nhìn tiểu ấn bảy màu bên ngoài thiên đạo hỗn độn muốn dung nhập vào trong phong thần bảng nhật nguyệt thần quân đang vô cùng bi phẫn hơi vươn tay lên tia sáng khắp nơi có hơi biến hóa một đạo tia sáng giữa phong thần bảng và hỗn độn thất thải tiểu ấn đột nhiên rực sáng lên vô cùng trói mắt hóa thành một bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng lướt qua rồi thu hỗn độn thất thải tiểu ấn vào trong tay khi hàn thế chiết bắt được hỗn độn thất thải tiểu ấn ngay lập tức hắn toàn lực thúc giục viên nguyệt thái âm ấn tỷ dẫn động vô số sức mạnh thái âm nguyệt hoa tràn vào trong thần cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn bị trọng thương sắp tan rã biểu cảm tức giận bi thương trên mặt hắn đã đặc đến không tản ra nổi một bên diệp chân và nhật nguyệt đạo tổ chỉ vừa mới bắt đầu đại chiến thiên chu cung sau lưng diệp chân khẽ nhách lên tí thủ ấn treo cao trên đỉnh đầu thiết huyết kiếm hơi hơi tỏa ra kiếm quang nghênh hướng nhật nguyệt đạo tổ cái chết của thiên khôi phùng chạm khiến khóe miệng của nhật nguyệt đạo tổ hơi rung động nhưng cái chết của phùng trạm dù ảnh hưởng cực lớn đối với nhất mạch của nhật nguyệt đạo tổ nhưng giờ khắc này đạo tâm của hắn lại không nhúc nhích chút nào một chút sơ hở cũng không lộ diệp chân người cha ra được chưa nhật nguyệt đạo tổ đột nhiên chỉ điểm ra một đạo chỉ ấn bình thường không có gì lạ hướng về phía diệp chân nhìn qua cực nhanh nhưng cũng trong nháy mắt bay đến trước mặt hắn cha ra cái gì diệp chân không tránh không né kiếm quang của thiết huyết kiếm hơi hơi dương lên chém về phía ngón tay này phản đồ huyền cơ đạo môn của ngươi. Ánh mắt của Diệp Trân hơi động một chút, thiết huyết kiếm trong lòng bàn tay hắn lại không thay đổi, nhẹ nhàng chém trúng ngón tay của Nhật Nguyệt đạo tổ, bên trong ẩn chứa sức mạnh có thể rời núi lấp bể, khiến thiết huyết kiếm của hắn hơi run lên một cái. Nhưng, một chỉ này, trước thiết huyết kiếm vẫn như cũ bị chém chia năm xẻ bảy. Sắc mặt của Nhật Nguyệt đạo tổ khẽ thay đổi, vì một chỉ điểm ra này nhìn thì chậm chạp nhưng thực sự đã nhanh đến cực hạn. Ngươi quan tâm phản đồ huyền cơ đạo môn ta như vậy, khi diệp chân gửi lạnh hắn lần nữa chém ra thiết huyết kiếm thiên chu cung sau lưng hắn đã bắt đầu ông ông hưởng ứng không có điều tra ra được đúng không nhật nguyệt đạo tổ hỏi thì tính sao lão phu biết phản đồ là ai là ai người như rút đi lão phu sẽ nói cho người biết như thế nào nằm mơ giữa ban ngày đàm phán lần này giữa diệp chân và nhật nguyệt đạo tổ lại kết thúc trong thời gian cực ngắn thăm dò ngắn ngủi cũng tuyên bố kết thúc thiên chu cung sau lưng hắn bỗng nhiên mở thành vòng tròn Thiết huyết kiếm được đặt trên dây cung. Khai quốc thái tổ Cơ Bang đang rơi vào nguy hiểm, nên Diệp Chân chuẩn bị xuất toàn lực. Nhưng cũng vào lúc này, Nhật Nguyệt đạo tổ đạo đột nhiên cười nói, nói cho ngươi cũng không sao, là hắn. Khi đang nói chuyện, ngón tay của Nhật Nguyệt đạo tổ nhẹ nhàng chỉ về một hướng nào đó sau lưng Diệp Chân. Trong chớp mắt, Diệp Chân ngạc nhiên. Trong nháy mắt này, Nhật Nguyệt đạo tổ lần nữa điểm ra một chỉ, một chỉ này lại hoàn toàn khác với mấy chỉ trước đó. truy cập haleyzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em xin cà phê nhé. Một ngón tay ra, toàn bộ khí tức cửu trọng thiên đều bị nhật nguyệt đạo tổ dẫn động, tạo hóa thần đình vừa mới diễn hóa thành sông núi nhật nguyệt trong cửu trọng thiên, thậm chí là trong phong thần bảng, khí tức bọn chúng đều có xu hướng tụ vào trong một chỉ này. Trong chớp mắt, một chỉ này bao trùm diệp chân, giống như đối mặt thiên địa đổ nghiêng. Nhưng diệp chân lại không hoảng loạn, lại muốn dùng mánh khoái này sao? Ta vô số lần vào sinh ra tử sao lại bị mê hoặc vì một chút mánh khoái này của ngươi? Trong tiếng cười lạnh, tí thủ ấn trên đỉnh đầu Diệp chân bắn ra ánh sáng rực rỡ. Một ngón tay rơi vào trên tí thủ ấn, bên ngoài nó lan ra vô số gợn sóng. Nhật Nguyệt đạo tổ toàn lực một chỉ này, còn không phá được tí thủ ấn. Nhưng theo sát phía sau, lại là âm dương bồ đoàn. Vật chứng đạo của Nhật Nguyệt đạo tổ âm dương bồ đoàn đang lao đến. Trong lúc này, toàn bộ Nhật Nguyệt tinh thần hồng hoang đều như ẩn như hiện trong đó, hội tụ thành một đạo thiên địa ý chí vô cùng bành trướng, tăng thêm sức mạnh cho âm dương bồ đoàn đánh về phía diệp chân dưới một kích này toàn bộ thiên địa nguyên khí ở cửu trọng thiên nháy mắt không còn một mống rơi vào tình huống bị tấn công liên hoàn tí thủ ấn bảo vệ trên đỉnh đầu diệp chân kịch liệt run rẩy lên hình như có dấu hiệu nứt ra. nhân đạo ở đây tí thủ ấn vẫn sẽ tồn tại trong âm thanh hét to toàn bộ khí thức hồng hoang bên ngoài cửu trọng thiên hơi hơi rung động tí thủ ấn của diệp chân đang run rẩy kịch liệt đột nhiên ổn định lại trong nháy mắt này Diệp Chân kéo căng dây cung Thiên Chu cung thành hình tròn, Thiết Huyết Kiếm hóa mũi tên, xoay mình hóa thành một đạo dòng lũ màu đỏ đen đánh về phía Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Đồng thời, hai mắt của Diệp Chân chừng một cái, thần nguyên trong thần cung nở rộ ngũ thải quang hoa, quan miện nhân đạo thần quang bắn ra tia sáng chói mắt, trong chớp mắt, hai mắt của hắn trở nên vô cùng tĩnh mịch. Thời gian pháp tắc, Diệp Chân muốn mượn sức mạnh thời gian, một đoàn đánh trọng thương Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Mặc dù nói hiệu quả thời tự vĩ lực cực yếu đối với đạo tổ, nhưng Diệp Trân có quan miệng thần quang gia trì, còn có thể hơi ảnh hưởng đến đạo tổ. Trong trận đại chiến với đạo tổ, loại ảnh hưởng này chỉ cần một chút, như vậy đủ rồi. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Trân đột nhiên có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng. Thiết huyết kiếm đánh về phía nhật nguyệt đạo tổ, trong nháy mắt, lôi ngục sơn khổng lồ của lôi ngục đạo tổ, xoay mình mang theo vô số các loại sấm sét phủ đầu đánh về phía Diệp Trân. Lôi ngục đạo tổ chỉ để lại pháp thân dây dưa với thái tổ cơ bang, chân thân hắn thúc giục chứng đạo chi khí lôi ngục sơn toàn lực đánh về phía diệp chân trận chiến quan hà đài cửu trọng thiên thời điểm diệp chân xuất hiện hai đại đạo tổ vốn toàn lực diệt sát cơ bang đã biến thành dùng lực giết chết diệp chân mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người hai đại đạo tổ toàn lực tập kích cho dù là diệp chân cũng phải cẩn thận ứng phó tí thủ ấn phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng dưới tình huống liên tục bị lôi ngục sơn và âm dương bồ đoàn luân phiên oanh kích đều có khả năng vỡ nát mọi lúc đây chính là mưu tính của các ngươi sao? Diệp chân phát ra một tiếng hừ lạnh, từ bỏ thôi động thời tự vĩ lực, quan miệng nhân đạo thần quang hiện lên sau đầu hắn, một đạo lại một đạo nhân đạo quan miệng thần quang biến thành ánh sáng sông thẳng vào, trong tí thủ ấn. Trong chớp mắt nó đã ổn định lại, hoàn toàn không có âm thanh như nãy, một thanh nhật nguyệt kỳ thương lặng yên không tiếng động bay đến sau lưng Diệp chân, Pháp thân Nhật Nguyệt đạo tổ cầm Nhật Nguyệt âm dương kỳ hóa thành một cây kỳ thương, hung hăng đâm vào điểm yếu hai sau lưng Diệp Chân sau lưng Diệp Trân hình như có vô số không gian cách trở, nhật nguyệt âm dương kỳ của nhật nguyệt đạo tổ biến thành kỳ thương bắn ra ánh sáng muôn trượng, đi tới một tấc đều cực kỳ khó khăn. nhưng nhật nguyệt kỳ thương vẫn như cũ vô cùng kiên định đâm vào điểm yếu hại sau lưng Diệp Trân. nhật nguyệt đạo tổ lập tức mượn nhờ điểm đột phá này mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể của Diệp Trân. hừ Diệp Trân hừ lạnh một tiếng, không quan tâm kỳ thương đang đâm vào trong cơ thể mình, thiên chu cung trong lòng bàn tay hắn như đao tùy ý bổ về phía pháp thân nhật nguyệt đạo tổ, đột ngột xuất hiện đánh lén sau lưng hắn. Giờ khắc này, pháp thân nhật nguyệt đạo tổ cũng từ bỏ thái tổ cơ bang, ngược lại tới đánh lén diệp chân. Chỉ để lại pháp thân lôi ngục đạo tổ, tạm thời dây dưa với khai quốc thái tổ cơ bang. Thiên chu cung như đao, trong chớp mắt đã chém trúng pháp thân của nhật nguyệt đạo tổ. Hiện giờ, chân thân nhật nguyệt đạo tổ đang toàn lực ứng đối thiết huyết kiếm của diệp chân. Thiết huyết kiếm, của hắn chính là một kiếm sát chiêu diệt sát thủy tổ ma thần ma tộc a khải mặc dù không được thời tự chi lực ra chỉ lên nhưng bây giờ nhật nguyệt đạo tổ cũng phải toàn lực ứng đối nhưng nhật nguyệt đạo tổ cũng là ngoan nhân pháp thân của hắn mảy may bổ đến trước thiên chu cung ngược lại kỳ thương nhật nguyệt âm dương kỳ toàn lực thôi động đâm vào trong cơ thể của diệp chân điên cuồng phá hư công kích trên nhục thân hắn giờ khắc này người nào đủ mạnh thì người đó có thể thắng nếu Diệp Trân quay lại đối phó với Nhật Nguyệt Âm Dương kỳ biến thành kỳ thương, hắn nhất định sẽ thua. Nếu không quay lại, nhục thân của hắn lại sẽ bị tổn thương, bản thân bị trọng thương. Nhưng, Nhật Nguyệt Đạo Tổ đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Diệp Trân, đánh giá cao chiến lực pháp thân hắn. Diệp Trân không để ý Nhật Nguyệt Âm Dương kỳ, biến thành kỳ thương đã quấy trái tim của hắn thành phấn vụn, thiên chu cung lấy cung hóa đao toàn lực chém xuống. Thân cung đỏ thẫm như máu, như lưỡi dao hung hăng chém vào cơ thể pháp thân Nhật Nguyệt Đạo Tổ thiên chu cung ẩn chứa ý chí linh đại diện nhân đạo ý chí nhân đạo tức thiên đạo thiên chu cung chém vào cơ thể pháp thân nhật nguyệt đạo tổ là thiên đạo chủ sát phạt ý chí linh thiên chu cung trong chớp mắt giống như gió lốc lay động trong ngoài pháp thân nhật nguyệt đạo tổ giống như canh rội tuyết ngày đông pháp thân nhật nguyệt đạo tổ bị thiên chu cung chém trúng trong chớp mắt đã theo gió tiêu tan chôn vùi tại chỗ nhật nguyệt đạo tổ vừa mới toàn lực đón lấy thiết huyết kiếm của diệp chân thần sắc hắn đột nhiên trở nên Ngạc nhiên vạn phần, ở giữa ngực hắn đập liên tục, khóe miệng hắn không cách nào ức chế tràn ra một tia máu tươi. Đồng thời, khí tức Nhật Nguyệt Đạo Tổ bỗng giảm mạnh một mảng lớn. Pháp thân bị diệt sẽ tạo thành phản hệ, tổn thương đến bản nguyên chủ thể chân thân, điểm này dù là đạo tổ cũng không ngoại lệ. Lôi Ngục Đạo Tổ cũng bị một màn này làm cho ngơ ngác, đứng yên tại chỗ. Pháp thân bị diệt, chủ thể bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù khóe miệng của Nhật Nguyệt Đạo Tổ chỉ tràn ra một ít máu tươi, nhưng mà tất cả mọi người đều biết Nhật Nguyệt Đạo Tổ bị thương nghiêm trọng hơn so với biểu hiện hắn lộ ra. Sắc mặt của Nhật Nguyệt Đạo Tổ âm trầm như nước, hai mắt hắn nhìn tròng trọc vào Diệp Trân, hư ảnh Nhật Nguyệt sau lưng hắn như ẩn như hiện lên ánh lửa bạo diệt không ngừng, đại biểu cho tâm trạng của hắn không cách nào hình dung vào giờ phút này. Lần này, hắn lại bị ăn thua thiệt lớn. Lôi ngục Đạo Tổ cũng ngạc nhiên, chấn kinh vạn phần. Vô luận Lôi ngục Đạo Tổ hay Nhật Nguyệt Đạo Tổ, trước đây ở trận đại chiến Thiên Minh Thần Quốc, đều từng giao thủ qua với Diệp chân đều nắm rõ chiến lực chân thực của hắn, sau đó, Diệp Trân được đại thiên tí thủ, thực lực lại lần nữa để thăng ở trình độ nhất định. Nhưng, vô luận là lôi ngục đạo tổ hay nhật nguyệt đạo tổ, đều không phải là hạng người vô năng thiển cận. Ngược lại, người có thể trở thành đạo tổ đều có đại trí tuệ sức mạnh hơn người. Cho nên, trên khả năng phán đoán thực lực Diệp Trân, lôi ngục đạo tổ và nhật nguyệt đạo tổ, thực tế bọn hắn phỏng đoán đã nâng lên hai thành. Biểu hiện của Diệp Trân trên trận chiến ngày hôm nay khiến hai vị đạo tổ nhất định phải sáng tạo ra cơ hội diệt sát hắn, mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí từ mức độ nào đó mà nói, khai quốc thái tổ cơ bang cũng là con mồi bọn hắn diệt sát diệp chân. Tầng tầng sáng tạo cơ hội, mới giúp pháp thân nhật nguyệt đạo tổ sáng tạo ra cơ hội đánh diệp chân trọng thương. Có thể thấy được bọn hắn vô cùng xem trọng diệp chân. Nhưng thời điểm đánh giáp lá ca liều mạng, vô luận là lôi ngục đạo tổ hay nhật nguyệt đạo tổ đều mới phát hiện, bọn hắn đã đánh giá thấp diệp chân. Đánh giá thấp thực lực của diệp chân, đánh giá thấp uy năng chứng đạo chi khí của hắn kết quả đánh giá thấp chính là pháp thân nhật nguyệt đạo tổ bị diệt bị ăn thiệt thòi lớn nhưng ăn thiệt thòi thì ăn thiệt thòi giờ khắc này nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ vẫn là vô cùng minh bạch ai là kẻ địch quan trọng của bọn hắn đại chu nhân hoàng cơ bang còn chưa đủ trình độ này sinh tử đại địch chân chính của bọn hắn chính là diệp chân hai người chấp trưởng thiên miếu vô số năm chỉ một ánh mắt trong chớp mắt đã hiểu tâm ý của đối phương hôm nay việc này xem như bọn hắn thua một chiêu nhưng tất cả vẫn còn có khả năng nhưng đạo tổ làm việc cũng sẽ không được ăn cả ngã về không làm việc cực kỳ kín đáo thần niệm bọn hắn khẽ động trực tiếp dùng thần niệm hạ xuống hai đạo pháp chỉ cho hai vị tạo hóa thần quân là sơn chủ lôi ngục sơn và phong chủ thanh lê phong cùng một khắc ánh sáng linh lực quanh thân hai vị đạo tổ này như nước thủy triều lên lần nữa tấn công về phía diệp chân lần này tiến công nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ vẫn là toàn lực tiến công nhật nguyệt đạo tổ tất nhiên bất chấp còn lôi ngục đạo tổ phân thân lôi ngục đạo tổ trực tiếp buông tha khả năng chém giết thái tổ cơ bang ngược lại cùng với chân thân cầm trong tay lôi trùy vây công diệp chân đương nhiên phân thân lôi ngục đạo tổ sở dĩ từ bỏ chém giết nhân hoàng đại chu cơ bang nguyên nhân căn bản là nhật nguyệt đạo tổ vừa mới để lộ ra chuyện phản đồ chân chính của huyền cơ đạo môn không sai vừa mới nãy nhật nguyệt đạo tổ quay đầu chỉ vào phản đồ bán đứng lục ly chính là nhân hoàng đại chu khai quốc thái tổ cơ bang Tin tức này vừa ra tới, vô luận kết quả hôm nay như thế nào, nhân hoàng đại chu cơ bang đều không chiếm được lợi ích. Nếu hôm nay Diệp Trân bị hai người đạo tổ bọn hắn vây công mà không chết, như vậy nhân hoàng cơ bang sẽ bị Diệp Trân tìm đến nói chuyện. Đồng thời, khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn cũng chính là Lục Mạn Ca, không chỉ là thân truyền đệ tử của Lục Ly, còn là con gái ruột của Lục Ly. Lục Mạn Ca tay cầm tiên thiên linh bảo thiên chu phủ, thế nhưng chính là một chiến lược cực kỳ quan trọng khác của cơ bang. Sau khi Lục Mạn Ca đừng nhìn mới vừa nghe được tin tức này, không có phát tác ngay tại chỗ, đó là Lục Mạn Ca lấy đại cục làm trọng, sau trận chiến mới có thể phát tác. Giờ khắc này, khi tin tức cơ bang bán rẻ Lục Ly vừa ra tới, cơ bang đã gặp phải loạn trong giặc ngoài, phiền phức không ngừng. Giờ khắc này, đối với hai vị đạo tổ, toàn lực diệt sát Diệp Chân mới là chuyện chính. Chỉ là, Diệp Chân cũng không phải người mà bọn hắn muốn giết là có thể giết. Sau khi Nhật Nguyệt đạo tổ bị diệt pháp thân, bị phản hệ nghiêm trọng, thì Tiên Thiên Linh Bảo nhật nguyệt âm dương kỳ hóa thành kỳ thương, cắm vào vị trí tim sau lưng Diệp Chân. Không chỉ có vắt nát bấy trái tim Diệp Chân, giờ phút này, nhật nguyệt âm dương kỳ biến thành kỳ thương, còn cắm ở trong cơ thể của Diệp Chân, không ngừng phun trào ra bản nguyên tri lực nhật nguyệt đạo tổ, trắng trợn phá hư nhục thân của hắn. Đây là thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lôi Ngục đạo tổ và Nhật Nguyệt đạo tổ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá trước mắt như thế. Thậm chí Lôi Ngục đạo tổ và Nhật Nguyệt đạo tổ đều biết lấy biểu hiện ra thực lực của Diệp Trân hôm nay, nếu bỏ lỡ hôm nay, lại muốn chém giết Diệp Trân, chỉ sợ cũng khó khăn. Nhưng, khi hai người bắt đầu lần nữa ra tay toàn lực vây công Diệp Trân, tay của hắn vững vàng nắm lấy nhật nguyệt âm dương kỳ, biến thành kỳ thương cắm ở trong cơ thể mình. Thời điểm nắm chặt, Diệp Trân bỗng nhiên rút ra kỳ thương này từ trong cơ thể mình, linh lực, ngũ thải hồn quang. Quan miệng nhân đạo thần quang liền một mạch tràn vào nhật nguyệt âm dương kỳ, Diệp Trân ý muốn chấn áp chứng đạo chi khí của nhật nguyệt đạo tổ. Nhưng Nhật Nguyệt đạo tổ tất nhiên sẽ không để cho Diệp Chân làm như thế, mà khí linh của Nhật Nguyệt âm dương khí càng không muốn. Số lớn Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy từ kỳ thương Nhật Nguyệt âm dương kỳ tuôn trào ra, theo bản năng phản kháng sự chấn áp của Diệp Chân. Lúc này, đại chiến trước mắt, thời gian cấp bách, nhưng Diệp Chân cũng không nguyện ý cứ như thế buông tha Nhật Nguyệt âm dương kỳ. Hắn tiện tay nắm chặt kỳ thương Nhật Nguyệt âm dương kỳ, ném vào trong không gian Thận Long Châu. "A à, Sửu, món đồ chơi này giao cho ngươi và Lôi Quang Tiên." Diệp lão đại yên tâm. Trong không gian thận Long Châu, huyễn tượng bỗng xuất hiện, tiên thiên linh bảo lôi quang tiên mang theo vô số sấm xét đánh, về phía nhật nguyệt âm dương kỳ. Huyễn tượng thận Long Châu cũng có thể lừa gạt qua hai vị đạo tổ, chớ nói chi là một kiện tiên thiên linh bảo như nhật nguyệt âm dương kỳ, trong chớp mắt khốn trụ nhật nguyệt âm dương kỳ. Điều này khiến nhật nguyệt đạo tổ biến sắc. Mặc dù nhật nguyệt âm dương kỳ không phải chứng đạo chi vật của hắn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như bị Diệp chân thu đi, muốn cầm về, chỉ sợ cũng phải phí nhiều khổ tâm. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể thi triển một thân thần thông và chứng đạo chi vật âm dương bồ đoàn, toàn lực tiến công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới tình huống đạo tổ ra tay toàn lực, uy năng có thể xưng là hủy thiên diệt địa, trời đất xoay chuyển. Nhưng, giao chiến lần này diễn ra trong cửu trọng thiên. Bây giờ, cửu trọng thiên là một thế giới tự thành, lại không có sinh linh hồng hoang, đạo tổ và diệp chân giao thủ phá hư, ngược lại không nghiêm trọng giống như trận chiến kia ở thiên minh thần quốc cho nên vô luận là lôi ngục đạo tổ hay nhật nguyệt đạo tổ lần này cũng có thể không chút kiên kỵ ra tay toàn lực nhưng rất nhanh sắc mặt lôi ngục đạo tổ và nhật nguyệt đạo tổ bọn hắn trở nên khó nhìn vốn chỉ muốn thừa dịp nhật nguyệt đạo tổ cách dùng pháp thân diệt vong đổi lấy trọng thương thừa cơ giết chết diệp chân sau khi diệp chân rút ra kỳ thương trái tim bị thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chuyển biến tốt hơn theo lý thuyết, trọng thương do bản nguyên lực lượng đạo tổ tạo thành, vô luận là rơi trên người ai, đều cần rất lâu mới có thể từ từ loại bỏ. Cho dù là Lục Ly phục sinh cũng như thế, nhưng trên người Diệp Chân, thương thế lại dùng một tốc độ quỷ dị thật nhanh khôi phục. Nhưng, dựa theo ánh mắt lôi ngục đạo tổ và Nhật Nguyệt đạo tổ, tự nhiên đã nhìn ra, Diệp Chân đang vận dụng thời tự pháp tắc, gia tốc khôi phục thương thế và khôi phục sức mạnh. Phát hiện này khiến sắc mặt hai vị đạo tổ càng thêm khó coi điều này không chỉ có đại biểu cho tạo nghệ diệp chân trên thời tự pháp tắc đã đạt đến một trình độ viễn siêu cao hơn bọn họ hơn nữa đại biểu cho ưu thế mà pháp thân nhật nguyệt đạo tổ trước đó bị diệt sáng tạo ra đã biến mất trong khoảng thời gian cực ngắn này Tí thủ ấn toàn lực phòng ngự trước đó uy năng của thiên chu cung lộ ra diệt giết pháp thân đạo tổ khiến nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ đều vô cùng kiêng kỵ đối với thiên chu cung đang lướt đến vô luận là lôi ngục đạo tổ hay nhật nguyệt đạo tổ đều cẩn thận tránh lui không dám liều mạng trong lúc nhất thời, Diệp Chân bị thương nặng thôi động tí thủ ấn, Thiên Chu cung, Thiết Huyết kiếm toàn lực phòng thủ, gắt gao chặn lại toàn lực tấn công của hai vị đạo tổ, làm cho tất cả mọi người vô cùng chấn động. Nhưng bên ngoài trận đại chiến của Diệp Chân, Nhật Nguyệt đạo tổ, Lôi Ngục đạo tổ trên quan hà đài lại sinh ra biến hóa. Dưới cái nhìn chăm chú của Sơn chủ Lôi Ngục Sơn, vào thời khắc đặc biệt, cuối cùng Phong chủ Thanh Lê Phong vẫn lựa chọn tuân theo pháp chỉ của đạo tổ. Sơn chủ Lôi Ngục Sơn nhìn chăm chú hoặc nói là dưới sự pháp chỉ đạo tổ trói buộc, phong chủ thanh lê phong vận chuyển pháp quyết, một đoàn hỗn độn nội uẩn, tiểu ấn trình, ra trùm sáng bảy sắc đột ngột từ đỉnh đầu hắn bay ra, bay về phía lôi ngục sơn sơn chủ. Vui mừng không cách nào che giấu chợt lóe lên trong đôi mắt của lôi ngục sơn sơn chủ. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, hắn lại có thể dễ dàng trở thành thần đình chi chủ như thế. Không sai, chính là thần đình chi chủ. Lôi ngục đạo tổ và nhật nguyệt đạo tổ đồng thời hạ xuống pháp chỉ, mệnh lệnh phong chủ thanh lê phong phong lập tức xuất ra một phần thần vương ấn tỷ của hắn giao cho sơn chủ lôi ngục sơn trợ giúp sơn chủ lôi ngục sơn lấy thần vương ấn tỷ trực tiếp dùng bí pháp trong thời gian ngắn nhất lấy được phong thần bảng đồng thời chấp bảng phong thần một khi bắt đầu chấp bảng phong thần cũng sẽ đại biểu cho nhân thần phân chia nhân đạo quy về nhân hoàng thiên đạo quy về thần đình chi chủ thiên đạo quy về thần đình cũng không phải nói thần đình chi chủ có thể triệt để trưởng khống thiên đạo nhưng lại có thể khống chế độ ảnh hưởng biến hóa vận chuyển của thiên đạo trên diện rộng nhất. Loại ảnh hưởng này cùng phạm vi khống chế lớn, cho dù bất luận kẻ nào, bao gồm đạo tổ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nói lại thẳng thắn hơn, chính là trong lúc Diệp Chân đại chiến với ba vị đạo tổ của Thiên Miếu, thần đình chi chủ có thể thông qua quyền hành của bản thân, ảnh hưởng và khống chế thiên đạo thậm chí là pháp tắc thiên đạo. Loại biến hóa này không cần quá nhiều, chỉ cần nghiêng về phía ba vị đạo tổ của Thiên Miếu một chút xíu là đã có thể làm cho ba vị đạo tổ của Thiên Miếu được lợi rất nhiều. Đồng thời, lúc này Diệp Chân chứng đạo, điểm xuất phát là Nhân Đạo tức Thiên Đạo, là từ Nhân Đạo chứng Thiên Đạo. Một khi tạo hóa thần đình lập, nhân thần đã phân, nhân đạo về nhân hoàng, thiên đạo về thần đình chi chủ, như vậy Diệp Chân lấy Nhân Đạo tức Thiên Đạo làm cơ sở chứng đạo, chỗ dựa vào là phương diện đại đạo, tất nhiên sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn, mà thực lực của ba vị đạo tổ lại sẽ lấy được tăng cường. Một tiến một lui, ba vị đạo tổ của Thiên Miếu chém giết Diệp Chân sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Nguyên bản trước đó, ba vị đạo tổ của thiên miếu đều có ý tưởng đối với tạo hóa thần đình chi chủ. Thiên miếu nhìn thì như là một chỉnh thể, nhưng cũng lại là ba cá thể độc lập. Ba người nhật nguyệt đạo tổ, lôi ngục đạo tổ, thanh lê đạo tổ, mỗi người đều có đạo thống và lợi ích của riêng mình. Không hề nghi ngờ, tương lai mặc dù tạo hóa thần đình, chi chủ là đệ tử của một nhà nào thì quyền hạn, và lợi ích của tạo hóa thần đình này sẽ có khuynh hướng về một nhà đó. Tương lai mấy ngàn năm thậm chí là vài vạn năm, một nhà đó sẽ đại hưng mà hai nhà khác sẽ phát triển hơi kém hơn một chút, thậm chí là bị áp chế. Đạo thống chi tranh, đại đạo chi tranh, trên con đường này, cho tới bây giờ đều là gió tanh mưa máu, không có bất luận kẻ nào nhượng bộ. Năm đó lục ly bỏ mình cũng có rất nhiều yếu tố bên ngoài, nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là đạo thống chi tranh, đại đạo chi tranh. Thần đình chi chủ chỉ có một, nhưng trong thiên miếu lại có ba nhà, cho dù là nhật nguyệt đạo tổ hay là lôi ngục đạo tổ hay là thanh lê đạo tổ, đều muốn để đệ tử nhà mình trở thành thần đình chi chủ, chủ trì phong thần, cũng không nguyện ý chắp tay nhường thần đình chi chủ cho người. Tranh luận trong này, thật ra thì từ khi ba vị đạo tổ, bắt đầu đúc lập tạo hóa thần đình đã tồn tại. Ba vị đạo tổ cũng coi là trí giả, trong lòng đều rất rõ ràng, nếu ba nhà bọn họ vì vị trí thần đình chi chủ này ra tay đánh nhau liều mạng, cuối cùng tiện nghi chính là địch nhân. Cho nên, thần đình chi chủ này, bọn hắn hẳn là lấy phương pháp hòa bình để quyết định, phân phối lợi ích, ba nhà chia đều. Chỉ là thế gian này có rất nhiều chuyện, nói dễ hơn làm. Đạo lý đó, ba vị đạo tổ đều hiểu nhưng muốn chấp hành thì lại rất khó. Ai cũng có thể đảm bảo đệ tử của mình trở thành thần đình, chi chủ sẽ chia đều lợi ích, sẽ không chèn ép hai nhà khác, nhưng ai cũng không nguyện ý từ bỏ vị trí thần đình chi chủ, đưa vị trí thần đình chi chủ cho một nhà trong đó. Loại tranh luận này đã diễn ra vài vạn năm, nhưng ba vị đạo tổ của Thiên Miếu Kinh Lịch vô số cũng có được đại trí tuệ, ba người sớm đã xác định một dây đỏ cho tranh đoạt thần đình chi chủ. Ba nhà có thể tranh đại vị thần đình chi chủ nhưng tất cả tranh đấu đều phải tranh đấu trong phạm vi dây đỏ ba bọn hắn xác định không thể qua giới không thể làm hao tổn lực lượng của ba nhà có tiền đề này ba vị đạo tổ trải qua vô số lần thương nghị đã thương nghị ra phương án trước mắt đầu tiên nhất định phải đảm bảo tạo hóa thần đình chi chủ đến từ một trong ba nhà của thiên miếu không thể để cho nó rơi vào tay ngoại nhân phong thần bảng từ lúc lục ly khởi xướng kế hoạch đã được luyện chế đi là nhân đạo làm chủ đường đi phong thần bảng nhất định phải là người được thiên đạo chiếu cố mới có thể chấp bảng phong thần. Dưới tình huống bình thường, dù ai cũng không cách nào đảm bảo phong thần bảng rơi vào tay ngoại nhân. Nhưng lục ly thiết kế, tạo hóa thần đình bao gồm ba vị đạo tổ, của thiên miếu bổ sung sau đó là cả một hệ thống hoàn mỹ. Người chấp bảng phong thần, cũng chính là tạo hóa thần đình chi chủ cũng tức là tạo hóa thần vương chân chính. Phong thần bảng chỉ dùng đến chấp bảng phong thần, thần đình chi chủ sẽ có một tòa cấu kết với thần đình, và thần chức ấn tỷ của các phương thiên địa, ấn tỷ này và phong thần bảng là một thành bộ tên là tạo hóa thần đình tổ ấn lại tên là thần vương ấn tỷ thần vương ấn tỷ này chính là máy gian lận được ba vị đạo tổ của thiên miếu làm cho ba vị đệ tử của bọn hắn thần vương ấn tỷ chia ra làm ba đệ tử ba đại thánh địa của thiên miếu một người một khối có thể đảm bảo vào thời khắc mấu chốt phong thần bảng sẽ không lọt vào tay ngoại nhân hơn nữa sẽ để cho ba người vô cùng dễ dàng lấy được phong thần bảng theo kế hoạch ban đầu của ba vị đạo tổ thiên miếu là sau khi diệt kẻ quấy rối cơ bang, ba người bọn họ sẽ chỉ định thiên đạo trùng tử thực hiện các thủ đoạn, tranh đoạt thần đình chi chủ. Chỉ là không ngờ, kẻ quấy rối cơ bang này ở trong dữ liệu của ba vị đạo tổ thiên miếu, nhưng Diệp Chân lại ngoài dữ liệu của bọn hắn. Một lần lại một lần, mỗi một lần thực lực đều nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nguyên bản lần này, ba vị đạo tổ bố trí dày đặc, muốn lấy cơ bang làm mồi nhử, sáng tạo chiến cơ, tiêu diệt Diệp Chân, thanh trừ hết cái họa lớn trong lòng Diệp Chân này, nhưng không ngờ, răng của Diệp Trân còn cứng hơn trong tưởng tượng của bọn hắn. Một ngụm nuốt mất mồi nhừ của bọn hắn, còn thuận thế trọng thương Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Chuyện này khiến Lôi Ngục Đạo Tổ và Nhật Nguyệt Đạo Tổ đều có chung nhận thức, qua hôm nay, chỉ sợ bọn hắn muốn giết Diệp Trân sẽ rất khó, hơn nữa chính là hôm nay, bọn hắn cũng không có quá nhiều khả năng giết chết Diệp Trân. Cho nên mới có chuẩn bị này. Nếu bọn hắn đã xuất toàn lực cũng không thể diệt sát được Diệp Trân, vậy sẽ mượn thiên đạo chi thủ, mượn lực lượng của thần đình chi chủ, mượn lực lượng của để diệt sát diệp chân vội vàng ở giữa kế hoạch đệ tử ba nhà các hiển thần thông tranh đoạt thần đình chi chủ sớm định ra đã không làm được làm vì thiên đạo trùng tử thiên khôi nhật nguyệt thiên phùng chạm lại bị nhật nguyệt thần quân xử lý mặc dù nhật nguyệt đạo tổ mặt ngoài không có gì nhưng trong lòng vẫn phun ra một ngụm lão huyết điều này đại biểu cho một mạch nhật nguyệt thiên hắn đã mất đi tư cách tranh đoạt tạo hóa thần đình chi chủ lúc này dưới chuyện tranh tổng quyền nhật nguyệt đạo tổ mới quay tới ủng hộ lôi ngục đạo tổ hợp thần vương ấn tỷ với đệ tử sơn chủ lôi ngục sơn lôi ngục đạo tổ từ hai nhà thành một trong thời gian ngắn nhất chấp bằng phong thần về thiên đạo ở thần đình nhân thần có phần mượn lực lượng thiên đạo diệt sát diệp chân đây là hai vị đạo tổ trong thời gian ngắn nhất câu thông sau đó nghĩ ra được kế hoạch diệt sát diệp chân cho nên pháp chỉ hạ cực kỳ nghiêm khắc để phong chủ thanh lê phong xuất thân từ thanh lê phong giao ra một phần tạo hóa thần vương ấn tỷ của của mình hắn là không cam lòng thế nhưng phía dưới loại đại thế trước mắt này chính là thanh lê đạo tổ lấy năng lực một người đại chiến đại chu tổ thần chân thân cũng không cách nào ngăn cản sau khi trao đổi với đạo tổ nhà mình phong chủ thanh lê phong chỉ có thể bất đắc dĩ giao thần đình ấn tỷ của mình ra sau lưng thần đình ấn tỷ bay ra được bí pháp của sơn chủ lôi ngục sơn thôi động hai khối thần đình ấn tỷ lập tức dung hợp thành một khối thần đình ấn tỷ khá lớn đã có vài phần giống khí thức tạo hóa thần đình tổ ấn len lén nhìn thoáng qua một khối tạo hóa thần đình ấn tỷ khác đang ở trong tay nhật nguyệt thần quân thậm chí trong đôi mắt có xuất hiện nước mắt lôi ngục sơn sơn chủ quả quyết quyết định không đi trêu chọc nhật nguyệt thần quân chuyện của tên kia và cửu vĩ thiên hồ hắn cũng biết một chút vẫn không nên trêu chọc thì tốt hơn đến gần bảy thành tạo hóa thần vương ấn tỷ đã đầy đủ trong nháy mắt tiếp theo trong tay lôi ngục sơn sơn chủ đột mà rũ ra bốn khối ngọc phù ẩn chứa khí tức thế giới khi ba khối ngọc phù hướng về phía thiên ngoại âm thanh của sơn chủ lôi ngục sơn đã vang vọng hồng hoang triệt để lục soát chư thiên được hồng hoang di thổ nay dẫn về hồng hoang lấy toàn thiên đạo ngay khi âm thanh của sơn chủ lôi ngục sơn vang lên trong lòng bàn tay đột ngột hiện ra bốn mạch lạc như sợi tơ như có như không mạch lạc như sợi tơ này chợt nhìn chỉ có một sợi nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có thể phát hiện mạch lạc như sợi tơ này là từ vô số sợi tơ hợp tụ mà thành nhãn lực của cường giả ở đây chỉ cần hơi nhìn kỹ một chút là sẽ phát hiện Vô số sợi tơ tụ hợp thành mạch Lạc Ti, tuyến này trên thực tế là thiên địa pháp tắc địa, thủy, phong, hòa bản nguyên nhất của Hồng Hoang đại lục tạo thành. Bốn mạch Lạc Thiên địa pháp tắc như có như không, trong chớp mắt chui vào hư không, vào hỗn độn, cuối cùng mới hiện ra. Cuối cùng chính là bốn khối ngọc phù, bay ra khí tức thế giới nội ẩn trong lòng bàn tay Sơn chủ Lôi Ngục Sơn. Nói cho đúng, bốn mạch Lạc Thiên địa pháp tắc cuối cùng này chính là bốn ngọc phù, nội ẩn khí tức thế giới. Vào giờ phút này, bốn ngọc phù đang mang theo này bốn mạch lạc đạo thiên địa pháp tắc từ trong hỗn độn ở thiên ngoại nhanh chóng ghé qua cảnh tượng lục ly ở trong hỗn độn ghé qua quang quái lúc này xuất hiện trong mạch lạc thiên địa pháp tắc hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người tham chiến trên thực tế sau khi cường giả thần vương thần quân cảnh tham chiến sau khi diệp chân và ba vị cường giả đạo tổ cảnh của thiên miếu tham chiến cường giả phía dưới tạo hóa cảnh giao thủ đã dừng lại giờ phút này bọn hắn cũng ở ngoài ba ngàn dặm càng chú ý chính là trốn xa đến ngoài vạn dặm quan chiến cường giả thần vương, thần quân, thậm chí là đạo tổ giao thủ, vận may chỉ hơi kém một chút, bị dính chút dư ba cũng sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Lúc này, bọn hắn ngược lại thành người quan chiến. Trong lúc nhất thời, đã bị bốn mạch lạc thiên địa pháp tắc trong lòng bàn tay sơn chủ lôi ngục sơn, duỗi ra hấp dẫn. Nói nhiều như vậy, thật ra thì chỉ xảy ra trong nháy mắt. Chỉ là trong thời gian nháy mắt đó, bốn ngọc phụ ẩn chứa khí tức thế giới đã trước sau rơi vào trong bốn tiểu thế giới, trong nháy mắt rơi vào trong hạch tâm của bốn tiểu thế giới. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn tiểu thế giới này đột ngột hướng về phía hồng hoang đại lục, truyền tới một loại tâm tình vô cùng hân hoan. Giống như hài tử bị lạc tìm được mẫu thân, vạn phần cao hứng, giống như bị dẫn dắt, đầu tiên là chậm rãi lên đi, sau đó càng lúc càng nhanh, giống như trở về nhà. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Gần như cùng một khoảnh khắc thiên địa khẽ run lên, tất cả tinh thần chu thiên đều run lên, tất cả quang hoa đều chiếu xuống trên người sơn chủ lôi ngục sơn. Trong hư không, từng sợi thiên địa hỗn độn trống rỗng sinh ra, sau đó nhanh chóng rơi vào trong cơ thể sơn chủ lôi ngục sơn. Thiên đạo có thưởng. Trong chớp mắt, tất cả mọi người, bao gồm Diệp chân đều hiểu. Sơn chủ lôi ngục sơn đây là lấy công lao tình được hồng hoang di thổ, nhận được thiên đạo tán thành, sau đó có thể dùng công lao này chấp bảng phong thần yêu cầu thứ nhất để chấp bằng phong thần chính là thiên đạo chiếu cố làm sao có thể làm cho thiên đạo chiếu cố đương nhiên là lập công huân được thiên đạo tán thành như vậy sẽ tự nhiên biến thành người được thiên đạo chiếu cố sau đó yêu cầu thứ hai chấp bằng phong thần chính là người hữu duyên nguyên bản người hữu duyên này là cực kỳ phức tạp dính đến phương diện khí vận thiên đạo cực kỳ phức tạp nhưng ba vị đạo tổ của thiên miếu đã dùng máy gian lận giải quyết vấn đề này chính là tạo hóa thần vương ấn sơn chủ lôi ngục sơn có được đại bộ phận tạo hóa thần vương ấn trở thành người người duyên cách phong thần bảng gần nhất nói cách khác lúc này sơn chủ lôi ngục sơn đã đến gần vô hạn phong thần bảng lập tức sẽ có thể trở thành người chấp bảng phong thần sở dĩ nói đến gần vô hạn là vì thiên đạo chiếu cố cũng chính là công huân không đủ hồng hoang di thổ vừa bắt đầu trở về chuyện này đối với hồng hoang chính là chuyện công đức vô lượng nhưng chuyện trở về này là một quá trình bốn khối hồng hoang di thổ tiếp tục không ngừng lại gần hồng hoang thế giới mỗi khi đến gần một chút thiên đạo hồng hoang đều sẽ hạ xuống từng tia từng sợi thiên đạo hỗn độn thưởng cho sơn chủ lôi ngục sơn bình thường thì công huân tìm về hồng hoang di thổ ban đầu ít nhất phần cuối nhiều nhất thẳng đến bốn hồng hoang di thổ triệt để trở về hồng hoang đại lục vậy sẽ là lúc sơn chủ lôi ngục sơn thu hoạch được thiên đạo chi thưởng nhiều nhất đương nhiên cũng không phải là sơn chủ lôi ngục sơn nhất định phải đợi đến khi bốn hồng hoang di thổ triệt để trở sau đó mới có thể chấp bảng phong thần thời gian bốn hồng hoang di thổ này trở về cũng không ngắn nhanh thì mấy tháng chậm thì mấy năm mười mấy năm ba vị đạo tổ thiên miếu cũng sẽ không chờ lâu như vậy sơn chủ lôi ngục sơn chấp bảng phong thần cần có thiên đạo công huân chỉ là một giá trị giới hạn mà thôi không nhất định phải triệt để hoàn thành một bước này chỉ cần tích lũy tới trình độ nhất định là được dưới mắt loại tình huống này là hồng hoang di thổ trở về vừa mới bắt đầu thiên đạo đã không ngừng khen thưởng chỉ cần loại thiên đạo khen thưởng này tiếp tục nửa khắc một khắc đồng hồ thì sơn chủ lôi ngục sơn đã có đủ thiên đạo chiếu cố cần thiết, có thể chấp bảng phong thần. Trên thực tế, cần không cần dùng nhiều thời gian như vậy, có thể không cần đến nửa khắc đồng hồ. Sau khi bốn hồng hoang di thổ bắt đầu trở về, đồng thời bắt đầu tăng tốc về phía hồng hoang đại lục, thì số lượng thiên đạo hỗn độn, thiên địa hạ xuống cho sơn chủ lôi ngục sơn càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, có thể chỉ cần thời gian hơn trăm hơi thở đã đủ. Sau khi bốn viên hồng hoang di thổ được, bốn mạch lạc thiên địa pháp tắc dẫn dắt, ngay cả trên mặt nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ đang đại chiến với diệp chân cũng xuất hiện vẻ tươi cười và nhẹ nhõm cho dù vào giờ phút này chiến cuộc của bọn họ cũng không thuận lợi hai người nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ hợp lực vây công diệp chân mà còn là dưới tình huống diệp chân thụ thương nhưng đáng tiếc vẫn không chiếm được thượng phong ngay từ đầu diệp chân ứng đối còn có chút tốn sức chủ yếu là ngay từ đầu diệp chân lấy mục tiêu chém giết hoặc trọng thương một trong hai người nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ sau khi Diệp Trân trọng thương Nhật Nguyệt Đạo Tổ thì sẽ đổi sang toàn lực phòng thủ, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trận chiến đấu này. Bắt đầu đại chiến với Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ, nghiệm chứng bí pháp thần thông của mình, nghiệm chứng đại đạo của mình. Chính là chiến đấu thuần túy. Tí thủ ấn bỏ vị yếu hại trên dưới, Thiên Chu Cung và Thiết Huyết Kiếm lấy công làm thủ, gắt gao ngăn cản một đợt lại một đợt tiến công toàn lực của Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ. Về phần thương thế trước đó, có thời gian pháp tắc gia trì nên đã tốt đẹp. Chiến sắc mặt hai người Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ âm trầm như nước. Vào giờ phút này, Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ chợt lộ ra ý cười nhẹ nhõm, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. "Huyền Hoàng, Tử Vô Quy, hôm nay các ngươi tính toán ta như vậy, xem ra rất phí một phen tâm tư." Diệp Chân đột nhiên cười lạnh nói. Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Sơn đang giao chiến, lấy tay vuốt râu, trên mặt rất có vài phần vẻ tự đắc. Cho dù là lấy cơ bang làm mồi nhử diệt sát Diệp Chân, hay là rất nhiều kế hoạch chấp bảng phong thần, bao gồm lấy tạo hóa thần vương ấn làm máy gian lận, lấy thu hồi hồng hoang di thổ làm công để nhận được được thiên đạo chiếu cố, đều là bọn hắn tự tay thiết kế, là chỗ bọn hắn đắc ý. Lúc này thấy Diệp Chân cười lạnh, hai người lại càng thêm vui vẻ. Đối với sâu kiến tán thưởng, những lời như vậy, bọn hắn đã sớm nghe mòn lỗ tai. Nhưng ca ngợi và lửa giận của kẻ địch hoặc thế lực ngang mình lại là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới này. Hai người Nhật Nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ đã rất lâu chưa từng nghe thanh âm dễ nghe như thế. Mấy người lão phu nghiên cứu thiên đạo cũng có chút đoạt được. Trước đó, Pháp thân nhật nguyệt đạo tổ bị hủy, trong lòng sinh ra một ngụ ác khí cười nói, lúc này Diệp chân tức giận lại làm cho hắn có cảm giác xả được cơn giận. Hừ, cuối cùng cũng có đoạt được. Diệp chân nổi giận quát, các ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Mười vạn năm trước, các ngươi chủ hoạch và phát động đại chiến thiên địa, đánh đến tứ phương hồng hoang phá hoang, có đại lượng mảnh vỡ lưu lạc trong hỗn độn hóa thành một phương tiểu thế giới nhưng bây giờ ngược lại tốt các ngươi lại tìm trở về thế giới hồng hoang bị các ngươi đánh nát mất đi coi là công còn thu hoạch được thiên đạo khen thưởng các ngươi không biết xấu hổ thiên đạo này cũng đủ không biết xấu hổ diệp chân mắng diệp chân thiên đạo có linh há có thể khinh thường lôi ngục đạo tổ quát nếu thiên đạo có linh thì phải đem hai ác ma chân chính như các ngươi trên trụ sỉ nhục vĩnh thế không thoát thân được Diệp Chân nói làm cho sắc mặt Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ đột nhiên biến đổi, ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. "Yên tâm, cho dù Thiên Đạo không có linh thì ta cũng sẽ thay thế Thiên Đạo, vĩnh thế đính hai người các ngươi trên trụ sỉ nhục." Diệp Chân lăng lệ quát lên. Nghe vậy, sắc mặt Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ lần nữa biến đổi, hình như là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt trở nên vô cùng hung lệ. "Diệp Chân, hình như đã đâm đến chỗ đau của hai vị này đạo tổ." cuồng vọng còn muốn thế thiên quả là cuồng vọng đến cực điểm lôi ngục sơn mắng còn muốn trừng phạt chúng ta ngươi thì tính là cái gì nhật nguyệt đạo tổ chỉ thiếu chút nữa là chửi ẩm lên với diệp chân hôm nay chính là ngày ngươi vạn kiếp thành cho ngươi sẽ bước đi theo gót chân sư phó lục ly của ngươi đánh xong một trận hôm nay truyền thừa của huyền cơ đạo môn sẽ triệt để bị hủy diệt qua hôm nay thế gian này sẽ không còn bốn chữ huyền cơ đạo môn hình như bị một ít lời của diệp chân dọa cho phát sợ vẻ mặt của nhật nguyệt đạo tổ trở nên dữ tợn trước nay chưa từng có vạn kiếp thành cho diệp chân cười lạnh các ngươi tưởng là hôm nay ta tất thua không thể nghi ngờ sao chẳng lẽ không đúng khoái miệng của diệp chân lộ ra nụ cười lạnh làm cho thần tình của nhật nguyệt đạo tổ và lôi mục đạo tổ đột nhiên trở nên cảnh giác đột nhiên vẻ mặt hai người biến đổi âm thanh của diệp chân cũng đồng thời vang lên cho mời chư vị sư huynh sư tỷ ra tay âm thanh của diệp chân đột nhiên vang lên khiến ánh mắt của nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ biến đổi lập tức ý thức được chiêu cuối cùng của hắn là cái gì dương nhiệt huyền cơ trên thực tế ba người bọn họ trước kia chém giết lục ly đồng thời sau khi công phá sơn môn huyền cơ đạo môn vẫn luôn truy kích và tiêu diệt dương nhiệt huyền cơ đạo môn nhưng vẫn không thu được kết quả gì pháp chỉ truy sát tàn dư huyền cơ vẫn luôn hữu hiệu ở thiên miếu đến hiện nay chỉ là theo thời gian lâu ngày chín thành chín môn nhân ngay cả dương nhiệt huyền cơ là cái gì cũng không biết làm sao truy kích và tiêu diệt được huống hồ theo sau khi huyền cơ đạo môn công phá đệ tử tông môn này lưu lạc ẩn độn vào chư thiên vạn giới muốn truy sát cũng rất khó nhưng ngoại trừ huyền thiên chân quân hàn thế chiết là người xuất sắc nhất đệ tử khác ba vị đạo tổ thiên miếu cũng không có để ở trong lòng nhưng giờ khắc này đúng lúc trận chiến trên quan hà đài đang diễn ra gay gắt dưới tình huống sức mạnh các phương ra hết nếu thêm cổ sức mạnh dư nghiệt huyền cơ này như vậy chỉ sợ cũng sẽ phá mất sự cân bằng ảnh hưởng chiến cuộc trước mặt xin nghe theo pháp chỉ trưởng giáo. Trong hư không, đột nhiên vang lên âm thanh đáp lại mãnh liệt khiến sắc mặt hai vị đạo tổ thay đổi. Chỉ một cái đáp lại xưng hô đã rõ ràng lộ ra rồi rất nhiều tin tức. Diệp chân chỉnh là đệ tử lục ly, không chỉ có tìm được dương nghiệt huyền cơ, còn tập hợp bọn hắn. Hơn nữa thu được sự tán thành của những đệ tử còn sống của huyền cơ, trở thành tân nhiệm trưởng giáo của huyền cơ đạo môn. Nói cách khác, trước kia huyền cơ đạo môn bị bọn hắn diệt hết, đã được xây dựng lại, chỉ là còn không có thông cáo thiên hạ mà thôi đây tuyệt đối là một tin tức vô cùng khủng khiếp. Diệp Trân có dư nghiệt huyền cơ, muốn lần nữa diệt đi, độ khó này so với diệt đi huyền cơ đạo môn trước kia còn khó hơn. Trong tiếng đáp lại oai hùng, dưới sự dẫn đầu của Đại sư Huynh Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Siêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng, Lữ Mông sáu người như ánh sáng sông đến, đều chiếm một hướng, tất cả dậm chân xếp thành đại trận vây công sơn chủ lôi ngục sơn. Mặc dù trước kia trận pháp của huyền cơ đạo môn, không nói có một không hai trên thế giới này, nhưng ở đương thời, cũng là trận pháp số 1 số 2. Sư tôn lục ly chuyển xuống huyền tâm cho mấy vị đệ tử làm thân trận, là sự kết hợp của nhiều trận pháp chiến đấu của huyền cơ đạo môn. Ít nhất cần hai người khởi trận, 9 người không giới hạn. Số người càng nhiều, uy năng trận pháp càng lớn, còn có thể bù đắp tranh lệch tu vi với địch nhân. Trên lý thuyết, nếu 9 vị tạo hóa thần vương làm thân trận của huyền tâm đô thiên trận, trận pháp vận chuyển như ý phía, thậm chí có thể liên tục trọi cứng sự tiến công liên tục của cường giả đạo tổ điểm này có phải thật vậy hay không trước mắt còn chưa biết nhưng giờ khắc này theo phù tô cầm đầu sáu vị thần vương huyền cơ đạo môn bố thành đại trận ra tay muốn giết sơn chủ lôi ngục sơn khiến hắn rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm nhiều lần suýt chết liên tiếp phun ra máu màn này khiến sắc mặt nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ đột ngột trở nên vô cùng khó coi nếu hiện tại sơn chủ lôi ngục sơn bị xử lý như vậy các ước nguyện của bọn hắn như điều khiển bảng phong thần thiên đạo quy về thần đình tất cả đều là chê cười, chớ nói chi mượn thiên đạo ra tay diệt sát Diệp chân, đó là chuyện căn bản không thể nào trong lòng nhật nguyệt đạo tổ với lôi ngục đạo tổ, đồng thời hiện lên một ý niệm, nhất định phải cứu viện Sơn chủ lôi ngục Sơn. Đối với người khác mà nói, bây giờ, hắn muốn cứu viện Sơn chủ lôi ngục Sơn bị sáu vị thần vương huyền cơ đạo môn, vây công là vô cùng khó khăn. Nhưng đối với nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ lại vô cùng đơn giản. Lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần toàn lực tiện tay đánh một hai kích, đã có thể diệt đi một hai vị tạo hóa thần vương lúc này thần vương huyền cơ đạo môn bày ra đại trận bọn hắn chỉ cần bị diệt mất một hai vị thần vương uy năng đại trận sẽ đại giảm xuống đến lúc đó sơn chủ lôi ngục sơn sẽ có sức tự vệ lại hơi dây dưa một chút thời gian chỉ cần sơn chủ lôi ngục sơn bắt đầu điều khiển bảng phong thần đến lúc đó hắn sẽ được thiên đạo thần đình bảo vệ bất luận ngoại lực gì cũng khó làm hắn bị thương nhưng diệp chân là hạng người bực nào Đừng nói đã sớm nhìn thấu cách làm người của Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ, trên chiến đấu, Diệp Chân luôn luôn vô cùng cẩn thận. A à, Nguyên, ngươi lại trợ giúp các vị sư huynh sư tỷ một chút sức lực, che chở cho bọn hắn. Xin nghe theo pháp chỉ của trưởng giáo. Tiên Thiên Linh Bảo thập nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu được Thiên Đạo hỗn độn và Nhân Đạo thần quang gia trì, ánh sáng lóe lên, rơi xuống đỉnh đầu nhóm phù tô đang bày đại trận, 12 viên Chư Thiên Bảo Châu lập lòe tia sáng, trong chớp mắt khiến không gian quanh thân 6 người phù tô trở nên vặn vẹo bắt đầu mơ hồ cũng chính là a nguyên vừa mới hành động nhật nguyệt đạo tổ mượn cơ hội đánh ra một đạo thái dương chân hỏa lôi mà lôi ngục đạo tổ lại há miệng phun ra một đạo sấm sét màu đen phân biệt đánh về phía đại sư huynh phù tô và người yếu nhất lữ mông đáng tiếc diệp chân đã đi trước bọn hắn một bước khi hai vị đạo tổ cùng nhau công kích tất cả đòn tấn công đều bị tiên thiên linh bảo như a nguyên thông qua tầng tầng thời không vặn vẹo cản xuống a nguyên vừa ra tay thì hai vị đạo tổ cũng ra tay Bây giờ thực lực bọn hắn đã khôi phục lại. Thứ hai, hiện tại, Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ tranh thủ cơ hội đánh ra công kích, có thể giết chết Thần Vương, cũng không phải toàn lực đạo tổ, A à, Nguyên tự nhiên có thể đón lấy. Hai vị đạo tổ thấy mưu tính của bọn hắn bị Diệp Chân nhìn thấu, đánh ra công cốc, tất nhiên trên mặt bọn hắn càng thêm tối tăm. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Sớm quên nói với hai vị một tiếng, qua mấy ngày nữa, Huyền Cơ Đạo môn ta sẽ xây dựng lại đến lúc đó, sẽ hướng hai vị lấy một món lễ lớn. Diệp Trân nói về phía Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ. Hừ, lúc này, ngươi đắc ý có hơi quá sớm. Nhật Nguyệt Đạo Tổ cười lạnh. Khi Lôi Ngục Đạo Tổ cười lạnh, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn phong chủ Thanh Lê Phong có chút thất lạc. Sau đó vị phong chủ này lập tức dùng mình một cái, thu lại cảm giác sợ hãi trong lòng, định trợ giúp Sơn chủ Lôi Ngục Sơn chiến đấu. Nam Man, hiện tại, người không xuất thủ, chờ đến khi nào? Diệp chân tiếng quát hợp thời vang lên xin nghe theo pháp chỉ của trưởng giáo âm thanh nam man thần vương từ phương xa vang lên trong hư không nhưng sớm hơn cả so với âm thanh của nam man thần vương lại là một đạo lại một đạo mũi tên nhanh như sao rơi có uy năng cực lớn bắn tới từ phương xa nam man thần vương trực tiếp dùng lạc nhật thần xạ vây khốn phong chủ thanh lê phong thậm chí man thần vương chủ yếu dùng lạc nhật thần xạ nam để sát phạt nên dưới đòn tập kích của lạc nhật thần xạ hắn dùng tu vi tạo hóa thần vương hậu kỳ có thể chế trụ phong chủ thanh lê phong đã bước vào cảnh giới tạo hóa thần quân sơ kỳ cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời diệp chân đã chứng được đại đạo tất cả dị tâm của nam man thần vương đã biến mất cái không còn một mảnh tự nguyện gia nhập huyền cơ đạo môn diệp chân cũng cho hắn một chút chỗ tốt khiến tu vi của hắn đột phá đến thần vương hậu kỳ phong chủ thanh lê phong bị nam man thần vương cuốn lấy sắc mặt của nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ lại khó coi mấy phần đạo tổ cứu ta cũng vào lúc này sơn chủ lôi ngục sơn bị vây công đột nhiên kinh hô lên khoảnh khắc hắn hô to nửa người hắn đã tiêu vong trong trận chiến thương thế nhục thân đối với sơn chủ lôi ngục sơn một vị thần quân không tính là trọng thương nhưng lại đại biểu cho hắn sắp cận kề cái chết dù nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ có bản lãnh dưỡng khí lúc này bọn hắn cũng rất khẩn trương nếu sơn chủ lôi ngục sơn thật sự bị giết bọn hắn mưu đồ nhiều năm như vậy có thể sẽ thật sự ăn thiệt lớn triệt để thất bại Lôi Ngục đạo tổ trực tiếp dùng ánh mắt nhìn về phía Cửu Trọng Thiên, sớm đã dùng thần hồn truyền âm ra ngoài. Nhật Nguyệt đạo tổ còn hướng về phía hư không nổi giận quát lên, "Thanh Lê, ngươi còn không ra tay, chờ đến khi nào?" Trước mắt loại tình huống này, hình tượng gì đó, Nhật Nguyệt đạo tổ đã không còn quan tâm. Giờ khắc này, ngoài chiến trường trong hồng hoang, Thanh Lê đạo tổ chiến đấu với chân thân tổ thần Đại Chu vẫn còn giữ lại chút sức mạnh. Bên ngoài Cửu Trọng Thiên, Thanh Lê đạo tổ nghe được Nhật Nguyệt đạo tổ nổi giận quát lại âm thầm thở dài một cái, tình thế đã chật vật đến loại trình độ trước mắt này sao? Nhưng, thanh lê đạo tổ thầm than thì thầm than, lại ra tay, không có chút do dự nào. Một hạt giống sự sống bừng bừng xoay mình nở rộ ra trong hư không, phóng ra tầng tầng ánh sáng, công kích liên tục chân thân tổ thần đại chu. Chứng đạo chi khí của thanh lê đạo tổ cửu tiết trượng đột nhiên điểm ra một trượng. Khoảng không trên quan hà đài cửu trọng thiên. Một đường cửu tiết trượng màu xanh ngọc bích đột nhiên vượt không mà đến, khi nó sắp tới gần giống như linh xà hơi biến hóa, hung hăng quất về phía sáu người phù tô. Một kích này chính là một kích toàn lực của Thanh Lê Đạo Tổ. Dù nhóm phù tô có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu của Diệp Trân, bảo vệ cũng bị ảnh hưởng. Một trượng đánh xuống, A Nguyên bày ra tầng tầng không gian trong hư không vỡ nát, 12 viên chư thiên bảo châu đã hiện ra nguyên hình. Sáu người phù tô đang bao vây tiêu diệt sơn chủ lôi ngục sơn, thở ra một hơi, tiết tấu công kích trận pháp bị rối loạn công kích của thanh lê đạo tổ cũng sẽ không kết thúc như vậy cử tiết bích trượng như rắn ra khỏi hang cuồng đánh về phía thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chỉ ba roi chân hình a nguyên đã rút thành một đoàn nhỏ cũng không còn cách nào bảo vệ nhóm phù tô vây công sơn chủ lôi ngục sơn sơn chủ lôi ngục sơn thoát chết trong gang tấc tất nhiên rất vui mừng thần sắc nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ cũng khẽ buông lỏng nhìn bảo vật chứng đạo của thanh lê đạo tổ cử tiết bích trượng quất về phía nhóm phù tô trong lòng bọn hắn rất sảng khoái dưới, một trận này, nhóm phù tố nhất định sẽ bị tổn thương. Nếu bọn hắn bị trọng thương, sẽ không còn cách nào giết chết Sơn chủ lôi ngục Sơn. Tiếp theo chỉ cần thêm trăm hơi thở, Sơn chủ lôi ngục Sơn đã có thể điều khiển bảng phong thần. Trong đôi mắt Diệp chân không có bất kỳ sợ hãi nào, quan miệng nhân đạo thần quang sau đầu hắn bỗng nhiên hóa thành thực thể, buông xuống vạn đạo ánh sáng màu ngọc bích, che lại chân thân hắn. Đáng tiếc đây là trong cửu trọng thiên, uy năng của quan miệng nhân đạo thần quang đã bị giảm trên phạm vi lớn nếu ở trong hồng hoang chỉ dựa vào nó diệp chân đã có thể đứng ở thế bất bại nhưng bây giờ cũng đủ để hắn dùng rồi mặc dù trong cửu trọng thiên nhưng quan miệng nhân đạo thần quang cũng đủ cho diệp chân ngăn lại vài sát chiêu của nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ hắn nhất định phải cứu nhóm phù tô sơn chủ lôi ngục sơn nhất định phải chết cho nên hắn sử dụng thủ đoạn liều mạng này dây cung thiên chu cung kéo căng thành hình tròn thần quang trong hai mắt hắn giống như vòng xoáy luân hãm đây là dấu hiệu báo trước khi diệp chân phát động thời tự pháp tắc nhưng cũng vào lúc này hắn vẫn nhẹ nhàng quát một tiếng vô luận như thế nào thất sư huynh hàn thế chiết đều xem như sư huynh của mình mặc dù có hành động bảo vệ đồng môn sư huynh nhưng phản bội gia nhập vào thiên miếu cũng là sự thật diệp chân làm trưởng giáo huyền cơ đạo môn sau này chắc chắn sẽ thanh toán chuyện này về phần thanh toán như thế nào phải nhìn biểu hiện của thất sư huynh nhưng vô luận như thế nào diệp chân đều vẫn muốn cho hàn thế chiết một cơ hội dù sao thất sư huynh vẫn là đệ tử đắc ý nhất của sư tôn lục ly cũng vì chút tình nghĩa sư huynh đệ đồng môn cho nên vào thời khắc này diệp chân quát nhẹ một tiếng thất sư huynh cùng đạo âm thanh của diệp chân trong lúc cấp bách tiếng thét chói tai của bát sư tỷ trang ninh băng mang theo chút đau đớn vô cùng lanh lảnh vang dội thất sư huynh tiếng thét chói tai của trang ninh băng dường như cầu cứu dường như không cam lòng vang lên cũng ngay khi âm thanh của diệp chân và trang ninh băng vang lên trong nháy biểu cảm trên khuôn mặt hàn thế chiết tràn đầy bi ý giống như bị giật mình tỉnh giấc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người trang ninh băng trong chớp mắt hắn trợn tròn đôi mắt không chỗ nào không có mặt tia sáng ánh mặt trong nháy mắt trước khi cử tiết bích trượng của thanh lê đạo tổ đánh ra ánh mặt trời đã biến thành ngàn vạn đạo kiếm quang đỏ rực chém về phía cử tiết bích trượng thanh lê đạo tổ tia sáng chớp tắt lấp lóe khi kim dương xích hỏa kiếm bỗng đánh ra lần lượt bị cử tiết bích trượng thanh lê đạo tổ chôn vùi lại rơi xuống thế hạ phong nhưng, kim dương xích hỏa kiếm của nhật nguyệt thần quân lại giống như vô cùng vô tận. Dù nó bị cử tiết bích trượng chôn vùi một đợt, trong nháy mắt, nó lại sinh ra một đợt, diệt mãi không hết, gắt cao chặn lại cử tiết bích trượng, không để nó tiến thêm. Có thể nhìn ra được, thanh lê đạo tổ đang rất vội. Ánh sáng bên ngoài thân cử tiết bích trượng không ngừng tăng vọt, trong hư không di chuyển kỳ dị, nhưng không cách nào đột phá được vòng phong tỏa của kim dương xích hỏa, kiếm của nhật nguyệt thần quân. Không thể không nói, thất sư huynh hàn thế chết cũng tức là người có thực lực thần quân đứng đầu nhật nguyệt thời điểm hắn vội vàng ra tay vậy mà có thể khiến thanh lê đạo tổ không cách nào tiến thêm còn lâm vào trạng thái rằng co nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ tận mắt chứng kiến trở nên vô cùng gấp gáp nhưng còn không đợi nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ trợ giúp thanh lê đạo tổ trong hư không cử tiết bích trượng của hắn đột nhiên run lên ánh sáng bỗng nhiên trở nên ảm đảm yếu ớt ngay cả khí tức thanh lê đạo tổ trên không quan hà đài cũng bỗng nhiên bị phong tỏa trong cửu trọng thiên tiếng cười to của chân thân tổ thần đại chu đột nhiên vang tới lại là chân thân tổ thần đại chu thừa dịp chân thân thanh lê đạo tổ và nhật nguyệt thần quân toàn lực giao thủ đánh pháp thân thanh lê đạo tổ trọng thương tiếp đó lại tổn thương đến chân thân thanh lê đạo tổ đang giao thủ với nhật nguyệt thần quân thất sư huynh hàn thế chết đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy vô số kim dương xích hỏa kiếm hội tụ thành một đạo kiếm quang che trời hung hăng chém về phía cửu tiết bích trượng âm thanh kim thiết vang lên bảo vật chứng đạo của thanh lê đạo tổ thanh lê trượng cũng chính là cử tiết bích trượng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ rút về trong hư không trên cử tiết bích trượng có một vết kiếm sâu có thể thấy được thịt trúc bên trong có giặt rào chảy ra dịch màu xanh thanh lê đạo tổ bại lui sắc mặt nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ đột ngột trở nên vô cùng khó coi có thể nói là khó coi đến cực hạn nhưng hàn thế chiết giết lùi thanh lê đạo tổ cũng không có dừng tay chỉ nhìn lướt qua sơn chủ lôi ngục sơn bị nhóm phù tô vây công trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường còn không đợi nhóm phù tô bọn người tập hợp lại thế công diệt sát sơn chủ lôi ngục sơn nhật nguyệt thần quân lại lần nữa ra tay mấy chục đạo ánh sáng mặt trời bạo rực xung quanh sơn chủ lôi ngục sơn sen lẫn hóa thành từng đạo kim dương xích hỏa kiếm chém về phía sơn chủ lôi ngục sơn đạo tổ cứu trong nháy mắt tiếp theo hắn chỉ phát ra một tiếng bi thiết rồi ngừng lại đã bị kim dương xích hỏa kiếm tiên thiên linh bảo hàn thế chiết mang theo bên người chém thần nguyên hắn trở thành hư vô xung quanh quan hà đài âm thanh những người đứng xem hút vào khí lạnh vang dội lên trong chớp mắt huyết sắc trên mặt nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ rút đi trở nên trắng bệch sơn chủ lôi ngục sơn bị một kiếm của nhật nguyệt thần quân cũng tức thất sư huynh hàn thế chiết chém giết trôn vùi giữa thiên địa rơi xuống mưa máu hối hả nhưng dù lôi ngục sơn chủ bị chém giết nhưng lúc trước hắn tìm di thổ hồng hoang ở bốn phía khi hắn phát động thiên đạo pháp tắc dẫn dắt không ngừng hướng về gần hồng hoang đại lục trong hư không Ngàn vạn sợi tơ thiên đạo hỗn độn không ngừng sinh ra, lại không ngừng chôn vùi. Đây là khen thưởng thiên đạo ban cho Sơn chủ Lôi Ngục Sơn tỉnh được Hồng Hoang Di Thổ, nhưng hắn đã vẫn lạc. Ban thưởng của thiên đạo không có chủ nhân, lại tan thành mây khói tại chỗ. Vô số người quan sát cuộc chiến, nhất là phe Thiên Miếu với liên minh trừ tộc, còn có Đông Phương Ti thần kẻ cầm đầu các tế ti phản bội tổ thần điện đại chu, đều bóp cổ tay thở dài, chỉ còn thiếu một chút. Lôi Ngục Sơn chủ chỉ cần lại kiên trì mười mấy, mấy hai mươi hơi thở thậm chí là người hơi thở, ban thưởng thiên đạo chính là thiên đạo hỗn độn sẽ tích lũy đến giá trị nhất định. Từ lượng biến dẫn đến chất biến, hắn sẽ được thiên đạo bảo vệ, dù nhật nguyệt thần quân lại cường đại hơn nữa, muốn chém giết hắn cũng phải suy nghĩ một chút sẽ bị thiên đạo phản phệ. Huống chi, dưới sự gia tăng sức mạnh của thiên đạo, thứ gọi là đại khí vận không nhìn thấy, cũng không sờ được sẽ đứng bên phía sơn chủ lôi ngục sơn. Có lẽ, một cơn gió nhẹ giữa trời đất, thì sẽ đưa đến công kích của nhật nguyệt thần quân xuất hiện một chút lệch đi khiến lôi ngục sơn chủ trốn được một mạng. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều đã muộn, lôi ngục sơn chủ vẫn không có mệnh đó. Không đợi mọi chuyện thành công, hắn đã bị vô số thần vương huyền cơ đạo môn và nhật nguyệt thần quân, hợp lực giết chết. Đám người bị kinh ngạc vì chiến lực, thực lực của nhật nguyệt thần quân va chạm với thanh lê đạo tổ. Đây cũng không phải là sức chiến đấu chuẩn đạo tổ, mà là sức chiến đấu của đạo tổ chân chính. Nhưng, đó là chiến lực của nhật nguyệt thần quân, vô luận là người trong liên minh chư tộc hay tạo hóa cảnh thiên miếu, lại có lẽ là đông phương ti thần tổ cầm đầu phản quân thần điện lúc này ánh mắt của bọn hắn đều gắt cao nhìn chằm chằm về phía nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ thiên miếu đang đại chiến với diệp chân bởi vì hành động tiếp theo của hai vị đạo tổ này sẽ quyết định thắng bại trận chiến này và hướng đi cuối cùng thậm chí còn có sự sống chết của rất nhiều người theo sơn chủ lôi ngục sơn bị chảm tạo hóa thần vương ấn treo ở đỉnh đầu nhóm phù tô đang lấy mình làm thân trận của huyền tâm đô thiên trận mới dung hợp ánh sáng bảy màu hỗn độn vào bên trong cơ thể nó nhưng, người chém giết lôi ngục sơn chủ chính là Hàn Thế Chiết, nếu đổi lại là những người khác, nhóm người phù tô sớm đã trước tiên thu chủ thể tạo hóa thần vương, ấn vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng Hàn Thế Chiết là sư huynh đệ đồng môn, vừa mới bọn hắn lại nhận nhân tình của hắn, được hắn đứng ra ngăn lại thanh lê đạo tổ, lúc này không tiện làm như vậy. Nhưng, phù tô là đại sư huynh huyền cơ đạo môn, không chỉ có tiếng nói, hơn nữa là người vô cùng cẩn thận chu đáo. Hắn tiện tay gẩy ra, đã đẩy chủ thể tạo hóa thần vương ấn về phía hàn thế chiết thật sư đệ người trước tạm thu nó đi thật sư đệ xưng hô thế này khiến trong đôi mắt hàn thế chiết nổi lên gợn sóng nhưng vẫn ngay đầu tiên thu đem chủ thể tạo hóa thần vương ấn vào trong tay vậy ta thu trước sau khi trận chiến kết thúc lại giải quyết sau nói xong hàn thế chiết lại không để ý tới tình hình chiến đấu lần nữa hết sức chuyên chú toàn lực thôi động thái âm ấn trị liệu thương thế thần nguyên cho cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn trong ngực chỉ là trị liệu không có khởi sắc trong đôi mắt hàn thế chiết lại chẳng ngập bí ý và thống khổ lúc này đại sư huynh đưa chủ thể tạo hóa thần vương ấn giao cho hàn thế chiết bảo tồn là có nguyên nhân tầm quan trọng của tạo hóa thần vương ấn không cần nhiều lời tuyệt đối là bảo bối mà thiên miếu dốc hết toàn lực cũng muốn tranh đoạt thậm chí đạo tổ thiên miếu đều có thể sẽ ra tay đoạt lại loại tình huống này phù tô không có năng lực bảo vệ nó đưa cho diệp chân cũng không thích hợp trước tiên bất luận quan hệ đồng môn vẫn còn đó bây giờ diệp chân đang giao chiến kịch liệt với nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ dù phù tô đưa qua chủ thể tạo hóa thần vương ấn cũng không có thể đến trong tay diệp chân ngược lại giao đến trong tay thất sư đệ là bảo đảm nhất dựa vào thực lực của hàn thế chiết dù đạo tổ tới tấn công hắn cũng có năng lực bảo vệ tạo hóa thần vương ấn dưới loại tình huống này tạo hóa thần vương ấn nên rơi vào trong tay nhật nguyệt thần quân hàn thế vào lúc này đại sư huynh phù tô chủ trì vận chuyển huyền tâm đô thiên đẳng thân trận có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu phối hợp đại trận như như gió lốc cuốn qua trong chớp mắt đã quấn vào phong chủ thanh lê phong còn sót lại một trong ba vị đứng đầu ba đại thánh địa thiên miếu vào trong đại trận biến cố này khiến phong chủ thanh lê phong lâm vào tình huống cận kề cái chết mặc dù thanh lê phong chủ có tu vi tạo hóa thần quân trong tay càng có tiên thiên linh bảo nhưng đối mặt với lạc nhật thần xạ đã từng được xưng là sát phạt chi khí mạnh nhất cũng ứng phó hơi có chút gian khổ nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể đỡ được cũng không có quá nhiều nguy hiểm nhưng phù tô chủ trì huyền tâm đô thiên đẳng thân trận xuất quỷ nhập thần áp hắn vào trong trận lập tức làm hắn cảm nhận được áp lực như núi hắn vốn có thể ứng phó được lạc nhật thần xạ của nam man thần vương ngay lập tức nó biến thành mũi tên độc đòi mạng trong chớp mắt thanh lê phong chủ cảm thấy tuyệt vọng hắn muốn cầu đạo tổ cứu nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện đạo tổ cũng không giành cứu hắn hắn là nhất mạch của thanh lê đạo tổ nhưng thanh lê đạo tổ vừa mới bị nhật nguyệt thần quân đánh lui trí bảo lại bị chân thân tổ thần đại chú đánh trọng thương trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào tới cứu hắn về phần nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ lôi ngục sơn chủ gánh trách nhiệm nặng nề đều không có cơ hội cứu chớ nói chi là hắn tuyệt cảnh trong lòng phong chủ thanh lê phong giống như rơi vào vực sâu không đáy màn này càng khiến hai vị đạo tổ đang giao chiến với diệp chân sắc mặt bọn hắn càng thêm sầu khổ lần này khả năng đoạt lại tạo hóa thần vương ấn càng thêm cực kỳ nhỏ hai người bọn họ liên thủ bắt không được một tên diệp chân chớ nói chi là nhật nguyệt thần quân một người có chiến lực không yếu hơn bao nhiêu so với bọn hắn về phần thanh lê phong chủ giờ khắc này hắn đã không còn được hai vị đạo tổ đặt trong lòng trong chớp mắt nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ tâm ý gần như tương thông đã đưa ra quyết định hai vị đạo tổ cùng nhau bộc phát tiến công không tiếc trả giá lớn trong chớp mắt đã chế trụ diệp chân rút lui. Một chữ này nhẹ nhàng phát ra từ trong miệng hai vị đạo tổ, nhưng ở trong tai Liên Minh Chư Tộc và đệ tử Thiên Miếu còn có phản quân tổ thần điện, lại như sấm sét giữa trời quang, bởi vì điều này đại biểu phe bọn hắn trong trận chiến này đã thua, thua trận. Đối với đệ tử Thiên Miếu còn tốt, lần lượt ra khỏi vòng chiến, ý muốn chạy trốn. Giờ khắc này, cường giả Liên Minh Chư Tộc lại có chút không biết nên làm sao. Thần sắc bọn hắn vừa khó coi cũng có kinh hãi, nhưng sợ hãi nhất là thuộc về Đông Phương Ti thần cầm đầu một đám phản quân tổ thần điện. Lúc trước, bọn hắn phản bội đại chu, lật mặt xem như đầu nhập vào phe thiên miếu. Nhưng bây giờ, thiên miếu lại thua. Mùi vị kia, đơn giản. Từng kẻ phản bội có thể nói là hoang mang lo sợ. Nhưng, đông phương ti thần không hổ là truyền kỳ thánh tế. Lập tức quyết đoán, đừng sợ, đạo tổ còn sống. Chúng ta đi theo đệ tử thiên miếu rút về thánh địa thiên miếu là được. An bài này cũng là lựa chọn tốt nhất trước mắt, nhưng vẫn như cũ có tế tự tổ thần điện kêu rên tại chỗ, người nhà của ta tộc nhân của ta toàn ở lạc ấp lần này thua trận làm sao lại không thua ta lão mẫu còn đang sống rất khỏe mạnh lần này lại toàn bộ xong rồi mang danh phản quốc dưới rất nhiều tiếng kêu rên khiến sắc mặt đông phương ti thần trở nên khó coi đồng thời lăng lệ quát to giữ được mạng sống không sợ không có cơ hội gào khóc gì hiện tại trước tiên bảo vệ mạng sống mới là quan trọng nhất trong chớp mắt trận đại chiến trên khoảng không quan hà đài tạo hóa cảnh thiên miếu lại bắt đầu toàn diện rút lui bao gồm những phản quân tổ thần điện, cũng có ý đồ đi theo tạo hóa cảnh thiên miếu rời đi. Đồng thời, quân đội liên minh chư tộc vốn gắt cao cắn tế tự đại chu, cũng vì đạo tổ chủ động ra lệnh rút lui mà đại loạn. Khỏi cần phải nói, lão tổ long tộc ngao giáp là người đầu tiên trốn nhanh nhất. Loại tình huống này, các tế tự đại chu vốn gần như tan vỡ lập tức sĩ khí như thủy triều lên. Đồng thời, trước đó, dưới sự sắp xếp của đại thủ tế bách tương tạm thời chỉ huy, gắt gao cắn lấy đông phương ti thần cầm đầu một đám phản quân trước đây trong đại chiến các tế tự tổ thần điện không hận liên minh chư tộc cũng không hận tạo hóa cảnh thiên miếu đây là chiến trường số mệnh hai phe địch ta chính là tử chiến nhưng bọn hắn lại cực hận đông phương ti thần những kẻ phản bội đâm đao ở sau lưng này trong lúc nhất thời rất nhiều tạo hóa cảnh thiên miếu lần lượt rút lui nhưng đông phương ti thần làm kẻ phản bội rút lui lại hết sức gian khổ vào lúc này nhật nguyệt đạo tổ và lôi ngục đạo tổ ngắn ngủi bộc phát sau khi áp chế được diệp chân một chút trong nháy mắt cũng nhanh chóng thối lui, thân hình Nhật Nguyệt Đạo Tổ hơi hơi rung động, người đã trong chớp mắt biến mất trong cửu trọng thiên. Lôi Ngục Đạo Tổ cũng như thế, nhưng trước khi hắn đi, mang chí bảo Lôi Trùy Thuấn bên mình, oanh ra mấy đạo sấm sét to bằng cánh tay trẻ con, đánh về phía Lục Mạn Ca tay cầm Thiên Chu Phủ và nhóm sáu người phù tô. Ngũ Lôi Thần Quân của Lôi Ngục Sơn đang khổ chiến với Khai Quốc Hoàng hậu Đại Chu Lục Mạn Ca, thậm chí là chết trận. Lôi Ngục Đạo Tổ cũng không muốn vị tạo hóa thần quân cuối cùng của lôi ngục sơn hắn vẫn lạc như vậy, cho nên lúc gần đi ra tay, dự định mang theo ngũ lôi thần quân rời đi. Mà sấm sét đánh về phía sáu người phù tô, thì dụng ý rất sâu, cực điểm cay độc. Đầu tiên, nhóm phù tô là tinh anh còn sót lại của huyền cơ đạo môn, diệp chân tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nhóm phù tô bị lôi ngục đạo tổ, thuận tay tiêu diệt giết, chắc chắn sẽ cứu viện. Chỉ cần diệp chân cứu viện nhóm phù tô đã mất, đi bất luận cơ hội truy kích và ngăn trở, ngũ lôi thần quân tất nhiên sẽ được hắn cứu, sẵn tiện trả nhân tình. Trước đây, Thanh Lê Phong Chủ nhận mệnh giao ra một bộ phận tạo hóa thần vương ấn tỷ do hắn chấp trưởng. Chính giữa chuyện này, có nhân tình của Thanh Lê Đạo Tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Cho nên lúc này, lôi ngục Đạo Tổ muốn bắn một mũi tên, chúng hai đích, xem như trả nhân tình cho Thanh Lê Đạo Tổ. Nhưng, lúc trả nhân tình này, tranh thủ cho Thanh Lê Phong Chủ một chút thời gian chỉ là tiện tay, khả năng phong chủ thanh lê phong được cứu ra vẫn cực nhỏ còn không đợi thanh lê phong chủ cao hứng thanh lê cử tiết trượng của thanh lê đạo tổ lại lần nữa xuất hiện trong cửu trọng thiên nhưng một trượng này chính là hung hăng đập vào sau lưng khai quốc thừa tướng đại chu vương mãnh đang đại chiến với thanh nguyên thần quân trong chớp mắt vương mãnh cầm trong tay bản gốc đại chu luật trực tiếp bị gõ xuống rơi xuống cửu trọng thiên bản thân vương mãnh thì bị một trượng này đập chia năm xẻ bảy tại chỗ thần nguyên thoát ra như quỷ hỏa tùy thời có thể bị giết chết nơi xa khai quốc thái tổ cơ bang thấy cảnh này trong nháy mắt bi thiết kêu lên lão vương vào lúc này chân thân tổ thần đại chu tay nâng tổ thần sơn mang theo vạn đạo ánh sáng đánh tới chui vào trong cửu trọng thiên nơi thanh lê đạo tổ đứng thanh lê đạo tổ lại không có bất cứ dây dưa nào trực tiếp mang theo thanh nguyên thần quân chớp mắt trốn xa đồng thời trốn xa sau lưng hắn còn có thanh lê cử tiết trượng bày ra tầng tầng bóng trượng ngăn cản chân thân tổ thần đại chu trong chớp mắt thanh lê đạo tổ rời đi cửu trọng thiên lui vào trong hư không. Đồng thời, lôi ngục đạo tổ cũng mang theo ngũ lôi thần quân thoát ra bên ngoài cửu trọng thiên. Nhưng, Diệp chân vừa mới tiện tay đỡ được một kích của lôi ngục đạo tổ, đánh về phía nhóm đại sư huynh phủ tô, lại hư lạnh một tiếng. Kiếm tới, thiên chu cung cung kéo căng thành hình tròn, thiết huyết kiếm trong nháy mắt hóa thành mũi tên, dòng lũ màu đỏ đen đã vạch trời lao đi, đánh về phía lôi ngục đạo tổ nhanh chóng thối lui. Đồng thời, u quang trong hai mắt Diệp Chân xoay chuyển nhanh chóng, thời tự pháp tắc bị hắn thôi động đến cực hạn. Trong chớp mắt, Lôi Ngục Đạo Tổ đã thoát ra bên ngoài cửu trọng thiên, sắc mặt của hắn kịch biến. Nhưng, hắn dù hoàng, thân là đạo tổ vẫn có chuẩn bị. Lôi Ngục Sơn bỗng nhiên hiện ra Lôi Ngục chân hình, vô số sấm sét điên cuồng hiện lên, vừa mới tuôn ra tầng tầng lôi ngục, thiết huyết kiếm biến thành dòng lũ màu đỏ đen đánh về phía Lôi Ngục Sơn. Oanh! Ngọn lửa đỏ bùng cháy giữa thiên địa, lôi quang bắn ra bốn phía trong tiếng nổ vang phanh phanh kịch liệt bảo vật chứng đạo của lôi ngục đạo tổ là lôi ngục sơn bị thiết huyết kiếm đánh cho chia ra làm ba vỡ nát tại chỗ như núi sông sụp đổ lại như đất dung núi chuyển trong chớp mắt toàn bộ giữa thiên địa hồng hoang mây đen đầy trời sấm chớp đánh loạn xạ giống như tận thế lôi ngục đạo tổ đã lui về cửu trọng thiên trong miệng hán cuồng phún ra tiên huyết khí tức thì bắt đầu tán loạn chứng đạo chi khí vỡ nát mặc dù không đến mức đạo cơ bị tổn hại tại chỗ lại càng không đến nỗi vẫn lạc nhưng bản thân hắn bị trọng thương và cảnh giới tu vi rơi xuống, lại là chuyện chắn chắc. Nhưng, cũng trong nháy mắt này, Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Thanh Lê Đạo Tổ vừa mới quay lại đến hư không, đồng thời xuất hiện ở bên cạnh lôi ngục Đạo Tổ, trong miệng cuồng phún tiên huyết âm dương bồ đoàn và Thanh Lê cửu thiết trượng, hai linh khí chứng đạo của Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Thanh Lê Đạo Tổ, đồng thời xuất hiện, sau lưng lôi ngục Đạo Tổ. Thoáng chốc, lượng lớn thiên địa hỗn độn, mang theo thụy quang thải hà hiện lên từ trong âm dương bồ đoàn và thanh Lê cử tiết trượng tràn về hướng Lôi Ngục Sơn đang sắp tan vỡ. Trong miệng Lôi Ngục đạo tổ ngậm lấy tiên huyết, toàn lực vận chuyển đại đạo chi pháp của chính hắn, chứng đạo chi khí Lôi Ngục Sơn của hắn bị nát ra, dưới sự giúp đỡ của hai vị đạo tổ còn lại, một lần nữa dung hợp lại với nhau. Lôi đỉnh đánh loạn xạ giữa thiên địa chớp mắt tiêu tan, vô số sấm sét một lần nữa tụ vào trong Lôi Ngục Sơn, mây đen tiêu tan, trời đất trở lại bình thường. Nhưng, khóe miệng của Lôi Ngục đạo tổ vẫn như cũ phun ra tiên huyết lôi ngục sơn vừa mới kết hợp lại, ba đạo khe hở vỡ hiện ra, cho dù là sau này nó được lấp đầy, vẫn như cũ giống, như một con rết cực lớn ẩn hiện trên chứng đạo chi khí của lôi ngục đạo tổ, như thế nào cũng không biến mất được. Trong cửu trọng thiên, diệp chân dương cung lên, thiết huyết kiếm hư huyền ở trước người. Trong hư không, nhật nguyệt đạo tổ, lôi ngục đạo tổ, thanh lê đạo tổ ba người cùng nhau sóng vai, ánh mắt bọn hắn lạnh lẽo ngắm nhìn diệp chân, khí thế điên cuồng lên. Chỉ là dâu của lôi ngục đạo tổ bị máu tươi nhiễm đỏ, vết máu ở khóe miệng của nhật nguyệt đạo tổ còn có cái vết kiếm trên thanh lê cử tiết trượng của thanh lê đạo tổ khiến giờ khắc này ba vị đạo tổ nhìn qua hết sức chật vật lúc này chân thân tổ thần đại chú đã nhận lấy định quốc long tước đao từ trong tay thái tổ cơ bang tay trái cầm tổ thần ấn tay phải cầm định quốc long tước đao bảo vệ ở trước mặt khai quốc thái tổ cơ bang quan sát ba vị đạo tổ thiên miếu và diệp chân đang dây dưa một mình diệp chân không đối phó được ba vị đạo tổ thiên miếu trạng thái bây giờ của ba vị đạo tổ thiên miếu cũng không làm gì được diệp chân không nói ba người bọn hắn ai cũng nói mạng quan trọng hơn trận đại chiến giữa cường giả cảnh giới đạo tổ cứ như vậy tạm dừng chính xác mà nói trận này dẫn động thế lực các phương hồng hoang đại lục tham gia trận chiến phong thần trên quan hà đài cứ như vậy kết thúc đạo tổ rút lui trực tiếp dẫn đến các phe lớn rút lui liên minh chư tộc tạo hóa cảnh thiên miếu đông phương ti thần cầm đầu phản quân tổ thần điện về phần ma tộc thì sớm đã chạy tán loạn so ra mà nói liên minh chư tộc và tạo hóa cảnh bình thường của thiên miếu rút lui vẫn tương đối thuận lợi chỉ có đông phương ti thần cầm đầu phản quân rút lui tương đối gian khổ nhưng truyền kỳ thánh tế đông phương ti thần cầm trong tay tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến mở đường cũng không phải quá khó khăn tạo hóa thần vương tổ thần điện cũng ngăn không được hắn cường ngạnh đối kháng tạo ra một con đường máu chạy thoát mắt thấy có thể chạy ra khỏi cửu trọng thiên đông phương ti thần cầm đại nhật kim ô phiến trong tay thôi động càng dữ dội hơn chỉ cần thoát ra cửu trọng thiên, có thể thu được sự chiếu cố ba vị đạo tổ thiên miếu, lui vào trong ba đại thánh địa thiên miếu. Nhưng vào lúc này, Diệp chân đang rằng co với ba vị đạo tổ thiên miếu ở xa xa, ánh mắt đột nhiên khẽ động. Hô! Bên trong phiếm tử trình ra kim xích kim ô, hướng về phía trước ngăn cản bóng người đụng vào, vung ra một cái, bộ pháp của đông phương ti thần không dừng lại chút nào. Bây giờ trong chiến trường, có thể động thủ đã không còn nhiều người. Mặc dù hắn chỉ là một vị vừa tấn thăng tạo hóa thần vương, nhưng hậu tích bạc phát lại có tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến trợ giúp trước mặt hắn không có ai đỡ nổi một hiệp đại nhật kim ô phiến tiếp tục huy động thái dương chân hỏa ngưng tụ thành kim ô tiêm lệ thiêu hủy tất cả mọi thử ngăn cản bọn hắn rời khỏi mấy ngàn tế ti tổ thần điện phản bội sau lưng đông phương ti thần cũng bước chân không ngừng thật chặt đi theo đông phương ti thần hôm nay chỉ cần đi theo đông phương ti thần xông ra khỏi cửu trọng thiên là bọn hắn sẽ sống sót tất cả đều có thể chỉ là tất cả chờ mong đều cùng hóa thành hư không sau khi có một bóng người cực kỳ đột ngột xuất hiện trước mặt kim ô đại nhật kim ô phiến vung ra hư ảnh kim ô lại giống như đụng vào thái âm huyền băng ở cực bắc tri địa trong chớp mắt tiêu tán con người đông phương ti thần đột ngột co rụt lại lúc này hắn mới phát hiện phía trước hắn vắt ngang một bóng người như núi như núi chỉ một chút đã làm trong lòng đông phương ti thần sinh ra một loại cảm giác không thể vượt qua nhưng đông phương ti thần vẫn vô ý thức toàn lực vung ra đại nhật kim ô phiến trong lòng bàn tay, Thái Dương Chân Hỏa to lớn hóa thành kim ô, hết cái này đến cái khác đánh về phía Diệp Chân cản ở trước mặt hắn. Chỉ là, chuyện làm cho Đông Phương Ti thần tuyệt vọng là, Diệp Chân chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng chưa thôi động chứng đạo chi khí tí thủ ấn để phòng ngự, lại không thôi động Thiên Chu cung dùng công thay thủ, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho Đông Phương Ti thần oanh ra kim ô nhào lên, tất cả Thái Dương Chân Hỏa hóa thành kim ô, nhào sắp đến phạm vi ba trượng trước người Diệp Chân thì bỗng vỡ vụn thành thiên địa nguyên khí thuần túy nhất, đưa về giữa thiên địa. Đây mới là chuyện làm cho Đông Phương Ti thần tuyệt vọng nhất, bởi vì điều này đại biểu cho nghiền ép, điều này đại biểu cho không để ý, điều này đại biểu lấy tuyệt đối áp chế. Lực lượng trước mắt của Diệp Chân, nhất là lực lượng trên phương diện pháp tắc, đối với hắn, cho dù hắn có được Tiên Thiên Linh Bảo thì cũng có áp chế tuyệt đối. Vô ý thức, Đông Phương Ti thần từ xa nhìn về phía ba vị đạo tổ của Thiên Miếu đang ở trong hư không cửu trọng thiên chăm chú nơi này. Sắc mặt ba vị đạo tổ hơi có vẻ chật vật, nhìn chăm chú Diệp Chân ngăn chặn Đông Phương Ti thần, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt âm lãnh, nhưng không có người nào động. Không nói lúc này Nhật Nguyệt Thần Quân địch ta không rõ, chính là Chân Thân Đại Chu Tổ thần bảo vệ Thái Tổ khai quốc đại chu cơ bang, lúc này đang tay cầm Định Quốc Long Tước đao nhìn bọn hắn, đao mang không ngừng phụt ra hút vào, làm cho ba vị đạo tổ trong chớp mắt không có dục vọng xuất thủ. Chân Thân Đại Chu Tổ thần ở bên, cho dù ba người bọn hắn ra tay, cũng là cực khổ mà vô công trừ phi ba người bọn hắn đều có thể không tiếc đại giới liều mình đánh cược một lần đương nhiên có thể cứu đông phương ti thần đáng tiếc ba vị đạo tổ cũng không có lòng liều mình đánh cược một lần hơn nữa một đông phương ti thần quy hàng cũng căn bản không đáng để bọn hắn trả một giá thật lớn để cứu cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền mặt mũi của ba vị đạo tổ không còn chút ánh sáng đều cùng nhau quay người dẫn lấy môn nhân đệ tử còn sót lại quay lại thiên la cung cho dù đông phương ti thần đã sớm nghĩ tới chuyện này nhưng vào giờ phút này tận mắt thấy hắn vẫn như cũ có một loại oán giận và bất đắc dĩ không hiểu ánh mắt dần dần rơi xuống trên người diệp chân đông phương ti thần lấy thân thể đứng thẳng tắp chậm rãi chắp tay về phía diệp chân nói diệp đạo tổ chúng ta chỉ là vì một chút hy vọng sống người đã vào thiên đạo không đáng làm khó chúng ta chứ đông phương ti thần nắm rất chuẩn diệp chân thật mạnh nhưng cường giả đạo tổ cảnh đều có mặt mũi nhật nguyệt đạo tổ của thiên miếu xem như điển hình không biết xấu hổ nhưng cũng cực ít ra tay đối với võ giả tạo hóa thần quân trở xuống nói như thế nào đây nếu đạo tổ ra tay với võ giả tạo hóa thần quân trở xuống thì giống như một người lớn ra tay ẩu đả một đứa trẻ nhỏ lấy lớn hiếp nhỏ không nói thanh danh truyền đi cũng không tốt vào giờ phút này cân nhắc lợi hại đông phương ti thần lập tức lựa chọn phương thức rời khỏi còn sống có khả năng nhất lấy thân phận đạo tổ của diệp chân nói chuyện đông phương ti thần có thể trở thành thánh tế truyền kỳ của đại chu ánh mắt chính trị và ánh mắt chiến lược lại càng cao cấp nhất vào giờ phút này, hắn cũng là vì sống sót, không sai, chính là vì sống sót. Nếu không phải vì sống sót, cũng chính là vì lấy được Trường Sinh, hắn cũng sẽ không âm thầm đầu nhập vào Nhật Nguyệt Đạo tổ của Thiên Miếu. Còn xin Diệp đạo tổ chiếu cố. Một đám phản quân tổ thần điện sau lưng Đông Phương Ti thần nhao nhao học theo, hướng về Diệp Chân xin mệnh. Dù sao từ Hồng Hoang đại lục ước định mà thành quy củ đến xem, đạo tổ đó là cao cao tại thượng, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh phàm tục là được lại sẽ không tham gia vào tranh đấu phàm tục. Đây là chỗ Đông Phương Ti thần đánh chủ ý, theo lý thuyết, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Chân là đạo tổ sẽ không cách nào ngoại lệ. Nhưng đối mặt với lý do thoái thác của Đông Phương Ti thần, Diệp Chân lại phát ra một tiếng hừ lạnh. Bản tọa tuy nhập Thiên Đạo, nhưng xuất thân là nhân đạo, các ngươi phản bội nhân đạo, bản tọa đương nhiên sẽ không xử trí các ngươi, nhưng tự có người xử trí các ngươi. Một đám tế tí tổ thần điện phản bội nhau nhau kêu lên tuyệt vọng. Trong âm thanh kêu rên tuyệt vọng tế ti tổ thần điện đã từ bốn phương tám hướng tới, tràn đầy cừu hận vây lại đám kẻ phản bội này. Khóe miệng đông phương ti thần có quắp, mặc dù đứng trước tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn không triệt để tuyệt vọng, vẫn làm lấy dãy ruộng sau cùng. Diệp đạo tổ, ta thừa nhận, đông phương nhất tộc ta có oán với ngươi, đối với chuyện này, chúng ta nhận sai, nhưng đó là lúc diệp đạo tổ còn chưa chứng đạo. Bây giờ diệp đạo tổ đã chứng đạo, còn xin diệp đạo tổ đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho đông phương gia tộc chúng ta một lần, cho chúng ta một con đường sống đông phương ti thần thả tư thái rất thấp hơn nữa cũng tìm đúng sinh lộ duy nhất trước mắt ba vị đạo tổ của thiên miếu lùi bước thuần túy lấy thực lực mà nói trong thời gian ngắn diệp chân sẽ không có người nào có thể khống chế như vậy duy nhất có thể chế ước diệp chân chính là thiên địa cương thường cũng là đại nghĩa càng là danh nghĩa trong lòng của đông phương ti thần nghĩ như thế nào diệp chân thấy rõ dưới trạng thái bình thường đông phương ti thần tính toán chính xác cường giả đạo tổ cảnh không thể nhúng tay chuyện phàm tục quá nhiều đây cũng là một trong ước thúc thiên địa đương nhiên chính là làm trái cũng không có gì đáng ngại nhưng thanh danh không dễ nghe đáng tiếc giờ phút này đông phương ti thần lại tính lầm hoàn toàn đông phương ti thần hôm nay cản ngươi chính là bản tọa muốn ngươi cho một câu trả lời thỏa đáng về ân oán trước kia âm thanh của diệp chân làm cho đông phương ti thần lập tức nhớ ra cái gì đó sắc mặt trở nên trắng bệch thời niên thiếu ta đạt được một phần sư thừa cực kỳ quan trọng Người này tên là Địch Bách Mạch, hoặc tên là Địa Tâm Hỏa Soái, từ sư thừa của hắn, ta được lợi rất nhiều. Cho nên, hôm nay ngăn ngươi lại chính là vì muốn giải quyết ân oán giữa ngươi với Địch Bách Mạch. Diệp Chân Cao giọng nói, âm thanh truyền khắp hồng hoang. Vạn năm trước, lúc Đông Phương Ti thần ngươi chủ trì nhân ma chiến trường, thầy ta Địch Bách Mạch cũng dưới chứng ngươi, lập xuống rất nhiều công trạng đặc biệt, được nhân hoàng ban thưởng huân tước Địa Tâm Hỏa Soái. Chỉ là ngươi ngấp nghé thần thông Địa Tâm Hỏa quyết thầy ta một mình sáng tạo, Mưu mà không được, cho nên khắp nơi nhằm vào chèn ép, cuối cùng dẫn đến thầy ta cửa nát nhà tan, chết thảm tại ngoại vực. Hôm nay, thụ sư Tôn Di Mệnh đặc biệt tới tìm ngươi kết thúc cọc ân oán này." Diệp Trân nói rất êm tai, nhưng huyết sắc trên mặt của Đông Phương Ti thần lại trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Địa Tâm Hỏa soái địch Bách Mạch, sao hắn lại có thể không nhớ rõ? Trước đó, thật ra thì Đông Phương gia căn cứ đủ loại biểu hiện của Diệp Chân, đã sớm liên hệ Diệp Chân với địch Bách Mạch khi đó đông phương gia không chỉ nghĩ muốn trong tay diệp chân đạt được địa tâm hỏa quyết năm đó không có được địa tâm hỏa quyết của địa tâm hỏa soái là một loại pháp môn thôi động khống chế hỏa diễm dưới tình huống vận dụng thật tốt thôi động lực lượng như nhau uy năng lại có thể mạnh hơn năm thành bí pháp của đông phương gia bọn hắn bí pháp thần thông như vậy đông phương gia làm sao có thể không mưu đáng tiếc năm đó thất bại về sau trên người diệp chân cũng thất bại lúc đầu đông phương gia còn muốn diệt diệp chân chấm dứt hậu hoạn Đáng tiếc Đông Phương Ti thần mấy lần mưu tính đều sắp thành lại bại, mà còn làm cho Đông Phương gia tổn thất nặng nề. Nếu sớm biết có mấy ngày, năm đó Đông Phương Ti thần liều mạng không cần mặt mũi, cũng phải trước diệt Diệp Chân lần nữa. Đáng tiếc bây giờ nói tất cả đều muộn. Theo Diệp Chân để lộ một đoạn ân oán này trước mặt mọi người, Đông Phương Ti thần đã biết, lúc trước hắn muốn lấy đại nghĩa và danh vị đạo tổ, bây giờ của Diệp Chân làm điểm xuất phát rằng buộc Diệp Chân đã triệt để thất bại. Cái gọi là sư đồ như phụ tử, thù hận của sư Tôn Chi không có gì khác với mối thù của chính phủ thân ngươi. Thế gian này, bất luận danh vị gì thì chỉ cần lấy danh nghĩa báo mối thù của người thân, cho dù chém giết một phàm nhân cũng không có bất kỳ người nào có thể đưa ra dị nghị. Đây là thiên địa cương thường. Huống chi, Đông Phương Ti thần từ trình độ nào đó mà nói, bây giờ gần như là phản đồ của nhân tộc. Một nháy mắt, Đông Phương Ti thần đã tuyệt vọng, nhưng Đông Phương Ti thần là truyền kỳ thánh tế, ý chí chi cứng cỏi quả là không thể tưởng tượng chỉ suy nghĩ một chút, Đông Phương Ti Thần lại lần nữa dễ dụa nói, Diệp Đạo Tổ, ta và lệnh sư địch Bách Mạch đúng là từng có ân oán, nhưng cũng không hoàn toàn như lệnh sư nói. Năm đó ta chấp trưởng đại quân, thưởng phạt có phép đều theo luật đại chu, nếu Diệp Đạo Tổ không tin, thì có thể lật lại chuyện cũ năm đó trong bí ngăn. Không thể không giáo mà chu, trước mặt mọi người, Đông Phương Ti Thần nói như vậy, Diệp chân chỉ phải đáp ứng tìm kiếm ngăn cũ năm đó, Đông Phương Ti Thần hắn có thể tranh thủ đến một chút thời gian, mà từ trong chút thời gian đó, có lẽ sẽ tìm được cơ hội sống sót. Đáng tiếc, Đông Phương Ti thần đối mặt với Diệp Chân. Chuyện xưa vạn năm trước đó đã sớm tan theo mây khói, không cần phải công luận. Chợt ánh mắt Diệp Chân như điện, lục tâm tỏa bảy sắc đột nhiên từ sau đầu Diệp Chân bay ra, hào quang hơi phun. Bây giờ, Diệp Chân ta chỉ thay Tâm nguyện sư tôn địch bách mạch báo thù mà thôi. Nói đến đây, lục tâm tỏa vừa bay ra đột ngột bay tới trước người Diệp Chân trên đầu ngón tay diệp chân đột nhiên có một đám lửa nhanh chóng xoay tròn nghe vậy sắc mặt của đông phương ti thần đột nhiên biến thành vô cùng tái nhợt nhưng nếu thay thầy báo thù vậy ta sẽ chỉ dùng sư thừa và bí pháp thần thông của địa tâm hỏa soái truyền lại cho ta không dùng cái khác diệp chân nói vừa nghe lời này đông phương ti thần đầu tiên vui mừng nhưng sau đó thì thiếu chút nữa chửi ẩm lên mẹ nó vậy còn không phải khi dễ người sao chỉ dùng thần thông bí thuật của địch bách mạch đây quả thực giống như dùng kiếm, cùng một thanh kiếm. Trong tay cao thủ bình thường có thể trả 10 người trăm người, nhưng trong tay ở kiếm, thánh lại là vô địch. Thần thông bí thuật của địch bách mạch chỉ là kiếm, nhưng cảnh giới bây giờ của Diệp Trân đã là đạo tổ, lại cầm kiếm của kiếm thánh. Trong tay kiếm thánh, cầm rơm dạ cũng có thể giết người. Chỉ là, còn không đợi đông phương ti thần nói gì, bảy sắc lục tâm tỏa từ tinh thần của Diệp Trân bay về phía đông phương ti thần. Đây là lục tâm tỏa thầy ta một mình sáng tạo, chuyên công thần hồn, uy năng khó lường, âm thanh của diệp chân vang lên đông phương ti thần sẽ không ngồi chờ chết muốn chạy trốn thế nhưng thân hình vừa khẽ động diệp chân thúc giục lục tâm tỏa đã mãnh liệt tăng vọt quang hoa bao phủ vùng không gian đông phương ti thần đang đứng lại hào quang bảy sắc của lục tâm tỏa bao phủ vẻ mặt của đông phương ti thần kịch biến đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười lên ha hà nụ cười trên mặt khoa trương đến cực hạn sau đó bộ mặt tức giận chỉ phương hướng thiên la cung trong hư không chửi ẩm lên sau đó lại ai khóc lên tiếng vì lục tâm tỏa chế trụ, thất tình hao tổn tinh thần, mới có bộ dáng lần này của Đông Phương Ti Thần. Đây là bí pháp thần thông bí truyền của địch sư, địa tâm hỏa sơn bạo âm thanh của Diệp Chân vang lên lần nữa, một đoàn ánh lửa cao tốc xoay tròn đã thôn vệ thất tình hao tổn tinh thần, trong Đông Phương Ti Thần, trong chớp mắt bạo chết nhục thân của Đông Phương Ti Thần. Đúng như Đông Phương Ti Thần suy nghĩ, lấy cảnh giới tạo nghệ bây giờ của Diệp Chân, đừng nói dùng truyền thừa bí pháp của địch bách mạch chính là tiện tay bổ ra một đoàn linh quang cũng có thể giết người. Ừm, chính là khi dễ hắn, muốn diệt hắn. Khoảnh khắc thần nguyên của Đông Phương Ti Thần xuất hiện đã bị bảy sắc hào quang của Lục Tâm tỏa chiếu rọi, trong chớp mắt, thần nguyên của Đông Phương Ti Thần giống như canh rội tuyết phi tốc tan rã. Mất đi chủ nhân, ra ngoài tiên thiên linh bảo của Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Đại Nhật Kim Ô Phiến, gào thét một tiếng, định đào tẩu. Chỉ là còn không đợi nó đào tẩu, ngón tay diệp chân nhẹ nhàng từ trong hư không nhô ra, giống như bóp tú hoa châm, nắm Đại Nhật Kim Ô Phiến, làm cho đại nhật kim ô phiến không cách nào động đậy chút nào. Trong thiên la cung, nhật nguyệt đạo tổ, lôi ngục đạo tổ, thanh lê đạo tổ ngồi xếp bằng chữa thương nhìn một màn này, sắc mặt hết sức khó coi. Nhất là nhật nguyệt đạo tổ, một gương mặt mo càng âm trầm đủ để vặn ra nước. Nhật nguyệt thiên một mạch của hắn lại mất một món tiên thiên linh bảo. Một món tiên thiên linh bảo đủ để cho một vị tạo hóa thần vương, có được chiến lực của tạo hóa thần quân. Đáng tiếc, trước đó nhật nguyệt thiên thiên khôi phùng chạm bỏ mình tiên thiên linh bảo hắn chấp trưởng cũng hủy, lúc này đại nhật kim ô phiến lại ném. Đến trong tay Diệp chân thì đừng nghĩ cầm trở về. Mà thế gian này, tiên thiên linh bảo có ít. Cho dù là đạo tổ, muốn luyện chế một món tiên thiên linh bảo cũng muôn vàn khó khăn. Trên không quan hà đài, sau khi dùng bí pháp truyền thừa của sư tôn địch bách mạch diệt đi đông phương ti thần, Diệp chân không để ý chút nào. Đối với đám kia phản quân đi theo đông phương ti thần đang kinh hãi muốn tuyệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉnh ngay ngắn y quan, Diệp Chân hướng về phương hướng Chân Huyền Đại Lục, xa xa cúi đầu, "Địch sư, đệ tử đã thỏa nguyện vọng của ngươi, truyền thừa của ngươi, đệ tử cũng sẽ chọn anh tài truyền thừa tiếp, còn xin địch sư an tâm. Bây giờ Diệp Chân tấn thân đạo tổ, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa." Giữa thiên địa như có một chút biến hóa nhỏ không thể thấy. Lục Tâm Tỏa vừa mới diệt thần nguyên của Đông Phương Ti Thần, không biết có phải là ảo giác hay không mà chợt trở nên nhảy cẫng gào thét trở về trong thần cung của Diệp Chân, treo ở chỗ cổ của Diệp Chân, bảy sắc hào quang phun ra nuốt vào một lát, sau đó mới dần dần yên ổn xuống. Lúc này, trong quan hà đài, lần nữa tiếng kêu giết dầm trời. Càng nhiều hơn chính là kêu thảm. Chính là tế ti tổ thần điện đại chu, và quân đội đại chu đã bắt đầu vây quét diệt sát những tế ti, phản quân bị diệp chân ngăn lại. Đối với những phản quân phía sau đâm đao người một nhà, tế ti tổ thần điện đại chu hận đến cực hạn, công phạt cực kỳ tàn nhẫn. Nguyên bản nếu có đông phương ti thần chủ trì, phản quân này còn có thể ngăn cản một hồi, thậm chí là vừa đánh vừa lui. Nhưng đông phương ti thần bị diệp chân chu sát, mất đi chủ tâm cốt, càng không có cường giả thần vương cảnh tọa chấn. Đối mặt với cường giả thần vương cảnh của tổ thần điện đại chu dẫn đội công kích, không người nào có thể ngăn cản. Gần như là đồ sát, không bao lâu đã bị tàn sát chống không. Tiếng la giết rất nhanh đã lắng xuống. Trong quan hà đài của cửu trọng thiên, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người diệp chân. Vào giờ phút này, cường giả đạo tổ cảnh trong quan hà đài chỉ còn lại một người diệp chân mặc dù nói còn có chân thân đại chu tổ thần đại chu tổ thần cũng có thể so với cường giả đạo tổ cảnh thế nhưng trước đây diệp chân một người độc chiến hai đại đạo tổ của thiên miếu vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong phút cuối cùng còn có thể trọng thương lôi ngục đạo tổ thế nhưng đại chu tổ thần chân thân độc chiến thanh lê đạo tổ còn để cho thanh lê đạo tổ rút ra chân thân đến cửu trọng thiên trợ chiến hai chiến tích này vừa so sánh Thực lực của Chân Thân Đại Chu Tổ Thần và Diệp Chân ở sai biệt đã rất rõ ràng. Nhưng vào giờ phút này, Chân Thân Đại Chu Tổ Thần bảo vệ trước mặt Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang, lại là một chút cũng không sợ hãi Diệp Chân, đao quang định quốc long tước đao không ngừng phụt ra hút vào, đao quang ẩn chỉ Diệp Chân. Làm Đại Chu Tổ Thần, mặc dù chỉ là có được có chiến lực so được với đạo tổ, nhưng tự có chỗ đặc thù của hắn. Chân Thân Đại Chu Tổ Thần hợp thành phức tạp, nhưng có thể trường tồn tại thế, chủ yếu nhất là được quốc vận đại chu gia trì nhân hoàng của đại chu khí rèn đúc mà thành, chính là tồn tại cực kỳ đặc thù của thế gian này. Giao thủ với chân thân đại chu tổ thần là không có bất cứ vấn đề gì. Giống như ba vị đạo tổ của thiên miếu. Nhưng nếu ai muốn chảm diệt chân thân đại chu tổ thần, vậy thì đồng nghĩa với là chảm diệt một bộ phận quốc vận đại chu, thậm chí chảm diệt bộ phận khí vận nhân tộc, sẽ bị thiên đạo định tội. Ai cũng không dám làm như vậy. Cho dù ba vị đạo tổ của thiên miếu, hay là diệp chân bây giờ nhìn qua chiến lực siêu cường cũng không dám làm như vậy. Cho nên, từ trên chuyện này mà nói, chỉ cần chân thân Đại Chu Tổ Thần hợp lực tử chiến ra sức bảo vệ Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang, cho dù Diệp Chân có mạnh mẽ chiến với hai vị đạo tổ, cũng không cách nào chém giết Thái Tổ Khai Quốc Đại Chu Cơ Bang. Đối với địch ý mơ hồ của Đại Chu Tổ Thần chân thân, Diệp Chân không để ý chút nào. Ý chí của Đại Chu Tổ Thần chân thân, từ trình độ nào đó là thuận theo nhân hoàng Đại Chu Cơ Bang. Mặc dù trước đây Nhật Nguyệt Đạo Tổ nói, năm đó bán hành tung của trưởng giáo Huyền Cơ Đạo môn, cho bọn hắn chính là thái tổ khai quốc đại chu cơ bang phản đồ là đại chu thái tổ khai quốc cơ bang nhưng một là không phải kẻ địch nói cái gì thì tin ngay thứ hai báo thù cho vi sư là tất nhiên nhưng diệp chân cũng có một vấn đề phải lựa chọn vào giờ phút này nếu diệp chân thật muốn mạnh mẽ bắt đi thái tổ khai quốc đại chu cơ bang tất nhiên sẽ có một trận huyết chiến với chân thân đại chu tổ thần cho dù là diệp chân đối mặt với đại chu tổ thần cũng chỉ có thể tổn thương mà không giết độ khó chiến đấu chống rỗng tăng thêm mấy lần. Nếu là thời gian chiến tranh, ba vị đạo tổ thiên miếu vừa lui về thiên la, cung lại giết ra đến ngư ông đắc lợi, vậy thì việc vui sẽ rất lớn. Hơn nữa, còn có điểm thứ ba quan trọng nhất. Hoàng hậu khai quốc đại chu, tứ sư tỷ lục mạn ca. Thân phận của lục mạn ca cực đặc thù, một bên là tứ sư tỷ của huyền cơ đạo môn, nữ nhi của lục ly, một bên là nữ nhân của cơ bang. Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp chân đã có thể lý giải thống khổ trong lòng của tứ sư tỷ lúc này loại thống khổ này, không cách nào hình dung, không cách nào kể rõ. Cho nên, trước mắt mà nói, Diệp Trân muốn thả chậm chuyện của Thái Tổ khai quốc cơ bang một chút. Đợi sau khi chuyện khác chấm dứt, lại chấm dứt chuyện này. Nhưng có chút chuyện, bây giờ Diệp Trân thân là trưởng giáo huyền cơ đạo môn vẫn phải nói một chút. Nhìn ánh mắt Diệp Trân rời khỏi trên người chân thân đại chu tổ thần, không có ý sống mái với đại chu tổ thần, văn võ đại chu lưu lại quan hà đài đều thở dài một hơi. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía phong thần bảng trên tế đàn phong thần, vẫn như cũ bị nhốt ở trên bầu trời quan hà đài nhưng ánh mắt nóng bỏng thì nóng bỏng bọn hán lại không dám tùy ý nghĩ cách vừa đến thời gian chiến tranh trước đây bọn hán đã biết phong thần bảng này có quan hệ với tạo hóa thần đình tổ ấn lúc này tạo hóa thần đình tổ ấn đang ở trong tay nhật nguyệt thần quân hàn thế chiết thứ hai loại chuyện này từ trước đến nay là nắm đấm lớn quyết định bây giờ toàn bộ trong cửu trọng thiên nắm đấm lớn nhất chính là diệp chân ánh mắt mọi người lần nữa tụ tại trên người diệp chân mà bọn người đại sư huynh phủ tô thì càng một mặt hưng phấn. Một trận chiến này, cho dù là trưởng giáo huyền cơ đạo tổ hay là bọn hắn, biểu hiện đều cực kỳ sáng chói, càng đánh ra môn hào huyền cơ đạo môn. Nghĩ đến không bao lâu nữa, huyền cơ đạo môn bọn hắn có thể một lần nữa khai sơn lập phái, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Ánh mắt của Diệp Chân chậm rãi đảo qua phong thần bảng, bọn người thất sư huynh Hàn Thế Chiết, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, cuối cùng lại rơi xuống trên người Thái Tổ Khai Quốc Đại Chu Cơ Bang trêu đến một đám văn võ đại chu và chân thân đại chu tổ thần khẩn trương không thôi nếu là diệp chân ngang nhiên ra tay thì phải ứng đối thế nào nhân hoàng bản tọa có một chuyện muốn hỏi còn xin nhân hoàng thành thật trả lời diệp chân đột nhiên cao giọng hỏi thanh âm không lớn nhưng lại truyền khắp cửu trọng thiên thái tổ khai quốc đại chu cơ băng bởi vì trọng thương mà mất máu sắc gương mặt cắn bỗng nhúc nhích vẫn gật đầu lạnh nói mời nói đứng bên cạnh tứ sư tỷ lục mạn ca đột nhiên cắn chặt bờ môi vẻ mặt trở nên vô cùng khẩn trương. Chỉ có thất sư huynh Hàn Thế Chiết, vẫn như cũ một mặt bí ý nhìn tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn trong ngực, không để ý tình hình ngoại giới chút nào. Xin hỏi nhân hoàng, có phải năm đó là người tiết lộ hành tung của trưởng giáo huyền cơ đạo môn lục ly, cho ba vị đạo tổ thiên miếu, cho nên trưởng giáo bị phục kích bỏ mình hay không? Diệp chân đọc nhấn rõ từng chữ rất chậm, cho nên đoạn văn này, hỏi cực kỳ rõ ràng. Ánh mắt của tứ sư tỷ lục mạn ca, vào giờ phút này đã qua gắt gao chăm chú vào, trên mặt của thái tổ khai quốc cơ bang cơ bang cũng nhìn lục mạn ca một chút vừa va chạm với ánh mắt của lục mạn ca đã lập tức tránh đi sau đó ngẩng đầu nhìn diệp chân nói hành tung đúng là chậm tiết lộ cho ba lão tặc kia nói xong cơ bang tự giễu nhẹ cười lên vừa dứt lời thân thể lục mạn ca lung lay mấy cái lấy tay đỡ chán lung lay sắp đổ trang ninh băng lại vội vàng lướt qua đỡ lấy lục mạn ca lục mạn ca nhìn chòng chọc vào thái tổ khai quốc đại chu cơ bang một hồi ánh mắt như đao lửa giận như tiễn, một hồi lại như bể khổ hưng sóng, thống khổ cả ngón tay đều run rẩy. Nàng không ngờ, nằm mơ cũng không ngờ, người bên gối nàng lại là phản đồ bán hành tung của phụ thân nàng. Từ lúc phụ thân nàng lục ly vẫn cách, nàng vẫn luôn tìm kiếm phản đồ, cho đến sau khi trọng thương ngủ say, cũng không có tìm ra. Đến lúc nàng tỉnh lại từ trong ngủ mê vẫn tìm kiếm phản đồ, đã từng cao độ hoài nghi thất sư đệ và ngũ sư đệ mất tích. Nhưng nàng nằm mơ cũng không ngờ, phản đồ lại là người bên gối nàng. Trước đó, lúc Nhật Nguyệt đạo tổ vạch ra cơ bang là phản đồ, Lục Mạn Ca vẫn còn có chút không tin. Kẻ địch cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Nhưng bây giờ, trưởng giáo sư đệ hỏi thăm, chính miệng cơ bang đều đã thừa nhận, còn có cái gì không tin? Một khoảnh khắc này, trái tim của Lục Mạn Ca như bị dao đâm, hận không thể tại chỗ chém giết cơ bang báo thù cho cha, thế nhưng người bên gối này đã trải qua vô số năm cảm tình. Trong lúc nhất thời, trái tim của Lục Mạn Ca như bị dao đâm lửa giận ngút trời, nhưng lại nước mắt rơi như mưa. Nàng đã triệt để loạn. Nàng đã không biết nên làm như thế nào. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là bả vai của Trang Ninh Băng. Một khoảnh khắc này, Lục Mạn Ca có một loại cảm giác thân hãm vào bùn lầy. Cơ băng trả lời, chí ít không làm mất thân phận và khí độ của nhân hoàng. Nếu vào giờ phút này, hắn lại chống chế hoặc nói cái khác thì cũng quá mất mặt. Vào giờ phút này, lấy đại sư huynh phủ tô cầm đầu sáu vị thần vương của huyền cơ đạo môn, cũng hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm cơ bang, vào giờ phút này, chỉ cần trưởng giáo sư đệ Diệp chân ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ lập tức xông về phía cơ bang, toàn lực ứng phó. Náo nửa ngày, người bán hành tung của Sư Tôn Lục Ly năm đó lại là cơ bang. Thái tổ Khai Quốc đại chu, phu quân của Lục Mạn ca. Về phần chuyện làm sao cơ bang có thể biết được hành tung của Lục Ly, không cần truy đến cùng, nhìn Lục Mạn ca đã hiểu rõ. Thân là nữ nhi kiêm đệ tử thân truyền của Lục Ly, Lục Mạn ca chắc chắn biết hành tung của Lục Ly lấy tâm thuật đế vương của cơ bang, không cần tận lực, chỉ sợ cũng có thể đạt được hành tung của Lục Ly từ trong miệng Lục Mạn ca. Đây cũng là nguyên nhân căn bản lúc này Lục Mạn ca vừa giận vừa đau vừa hận mình. Vẻ mặt của Diệp Chân cũng biến thành ngưng trong không gì sánh được, quanh người tỏa ra sát khí. "Đủ. Có câu nói này của Thái tổ khai quốc đại chu cơ bang đã đủ." Vào giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân, một mặt khẩn trương, bởi vì tiếp theo sẽ xảy ra đại chiến hay không, đều do Diệp Chân quyết định vì sao? Đột nhiên, Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết liên tục ôm tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn, đột hỏi thăm. Nghe vậy, khóe miệng của cơ băng xuất hiện một tia đau thương, không mở miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía phong thần bảng phía trên tế đàn phong thần. Ý nghĩa trong đó, không nói cũng hiểu. Vì phong thần bảng, vì chấp bảng phong thần, thành tựu thần vương. Cơ băng hắn, không chỉ phải làm nhân hoàng, còn muốn làm thần vương, làm chủ kế hoạch của lục ly chủ hoạch kiến lập tạo hóa thần đình trưởng nhân đạo, chấp thiên đạo, đây mới thực sự là hồng hoang chi chủ. Đáng tiếc, trong quy hoạch của nhạc phụ lục ly của hắn, nhân hoàng và thần vương tuyệt đối không thể rơi vào tay một người, nhân thần có phần. Ừm, cho dù tạo hóa thần đình, hay là phong thần bảng thì sớm nhất đều là lục ly chủ hoạch kiến lập rèn đúc. Cho nên mới có biến cố lúc sau. Cái nhìn này của cơ bang nhìn về phía phong thần bảng, cho dù là thất sư huynh hàn thế chiết, hay là tứ sư tỷ lục mạn ca, lại hoặc là bọn người đại sư huynh phủ tô, thì đều đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện trong đó hàn thế chết cười lạnh một tiếng lực chú ý một lần nữa quay lại đến tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn trong ngực mình bọn người phù tô thì lại nhìn về phía diệp chân bây giờ đánh hay lui hay là cái khác đều phải xem trưởng giáo sư đệ quyết định cùng một khoảnh khắc ánh mắt văn võ còn sót lại của đại chu cũng nhìn về phía diệp chân một khoảnh khắc này vận mệnh tương lai của đại chu đế quốc đều nằm trong tay diệp chân cơ bang một cọc bản án năm đó của thầy ta trưởng giáo huyền cơ đạo môn lục ly người tiết lộ hành tung của thầy ta bán thầy ta trong vụ án này cũng có người một phần nhưng ngươi chính là nhân hoàng của đại chu thân hệ thiên hạ việc quan hệ đến tục tuyệt của nhân tộc làm người đông đếm vụ án này hôm nay sẽ tạm thời gác lại lưu lại thời gian cho ngươi ngày sau ta sẽ tự mình đến nhà chấm dứt vụ án này với ngươi âm thanh của diệp chân ngang qua cửu trọng thiên cho dù có thật nhiều người đã sớm dự liệu được một kết quả này ví dụ như ba vị đạo tổ trong chữa thương trong thiên la cung. Nếu giờ phút này Diệp chân sống mái với với chân thân đại chu tổ thần, còn có cơ bang thì nói không chừng là, có thể để bọn hắn tìm được một cơ hội đáng quý. Đáng tiếc, Diệp chân làm việc lại là một chút xíu cơ hội cũng sẽ không cho bọn hắn. Thật ra thì, sở dĩ Diệp chân quyết định như vậy, cũng không chỉ cân nhắc ở phương diện cho tứ sư tỷ Cái gọi là nợ có nặng nhẹ, thù có bao nhiêu quả. Cái chết của sư tôn lục ly, đầu đảng tội ác chính là ba vị đạo tổ của thiên miếu muốn thanh toán thì cũng phải bắt đầu từ ba vị này. Diệp Trân quyết định, nhưng trên mặt của Đại Chu Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang không nhìn ra một chút hỉ nộ. Quyết định này của Diệp Trân, nói trắng ra chính là cho Cơ Bang một chút thời gian giao phó chuyện sau lưng. Ý tứ chính là nói, ngươi trở về giao phó rõ ràng sự vụ của nhân hoàng, sau đó rửa cổ sạch sẽ chờ ta tới cửa đi. Quyết định như vậy, Cơ Bang cao hứng mới là lạ. Nhưng chỉ cần có thời gian thì sẽ có khả năng thay đổi. Vẻ mặt của Cơ Bang nhìn quen sóng gió không có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt càng thêm u ám. Đạo tổ thì như thế nào? Những năm nay hắn đâu thắng đạo tổ còn ít sao? Nhưng Cơ Bang lại không lập tức rời khỏi Văn võ đại chu cũng không hề động, bởi vì Phong thần bảng vẫn còn còn bị vây ở phía trên tế đàn Phong thần. Mặc dù Trấn quốc càn khôn tỷ Chu thiên vạn linh lộ nguyên kính, còn có Cơ Bang, Hoàng hậu khai quốc lục tiểu mạn đều rời khỏi tế đàn Phong thần, không cách nào kéo Phong thần bảng vào trong tế đàn Phong thần, nhưng dựa vào ba ngàn văn võ triều thần đại chu trói chặt phong thần bảng trên bầu trời tế đàn phong thần, thì lại không có bất cứ vấn đề gì. Vào giờ phút này, ba vị đạo tổ của thiên miếu đều đã rời khỏi. Thiên miếu đã mất đi tư cách tranh đoạt phong thần bảng. Lúc này, có thể thu lấy tạo hóa thần đình tổ ấn của phong thần bảng đều rơi vào trong tay nhật nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Thế Chiết lại đi tắm ở trong bi thống, không có ý định thu lấy phong thần bảng. Như vậy, vào giờ phút này, chỉ có đại chu có cơ hội, cũng có năng lực thu lấy phong thần bảng. Thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của một đám đại chu văn võ nhao nhao quét về phía phong thần bảng. Nếu là bây giờ đạo tổ Diệp chân cũng không để ý, như vậy. Thậm chí, thái tổ khai quốc đại chu cơ bang, trọng thương còn không hề rời khỏi quan hà đài của cửu trọng thiên. Thật ra thì cũng là vì phong thần bảng. Hắn vì phong thần bảng mà mưu đồ nhiều năm như vậy, không đến một khắc cuối cùng sẽ không nguyện ý từ bỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, diệp chân đã đánh nát kỳ vọng sau cùng trong lòng ba ngàn văn võ đại chu và thái tổ khai quốc đại chu cơ bang một phương tiểu ấn trình thất thải chùm sáng nội ẩn hỗn độn đột nhiên xuất hiện trên tay diệp chân làm cho cơ bang và văn võ đại chu lập tức ngạc nhiên tạo hóa thần đình tổ ấn này cũng tức tạo hóa thần vương ấn không phải ở trong tay nhật nguyệt thần quân hàn thế chiết sao sao lúc nào chạy đến trong tay diệp chân rồi ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn về phía nhật nguyệt thần quân hàn thế chiết một đoàn chùm sáng thất thải nội ẩn trong hỗn độn tạo hóa thần đình tổ ấn như ẩn như hiện trong lòng bàn tay hàn thế chiết trước đó cái hàn thế chiết lấy được vẫn còn trong tay hắn thế nhưng chùm sáng tạo hóa thần đình tổ ấn trong tay diệp chân là từ đâu đến một đám văn võ đại chu mờ mịt ngơ ngác có chút không rõ ràng cho lắm nhưng thái tổ khai quốc đại chu cơ bang lại có thể nghĩ rõ ràng người đề nghị thành lập tạo hóa thần đình là lục ly phong thần bảng và nguyên bộ tạo hóa thần đình tổ ấn cũng là thủ bút của lục ly trong tay Diệp chân hẳn là truyền thừa lục ly để lại cho truyền nhân của hắn. Chờ mắt nhìn Diệp chân dùng bí pháp thôi động tạo hóa thần đình tổ ấn này, tế đàn phong thần trên bầu trời quan hà đài đột nhiên rung động, quan miệng nhân đạo thần quang sau đầu Diệp chân hơi bắn ra hào quang, phong thần bảng giống như tìm được đường về nhà, ánh sáng nở rộ, ý muốn bay về phía Diệp chân, nhưng lại bị ba văn võ đại chu thúc phát ra nhân hoàng khí của đại chu ngăn lại, trong lúc nhất thời không cách nào bay vào trong tay Diệp chân lúc này ba ngàn văn võ đại chu không muốn chống đỡ diệp chân nhưng cũng không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy trong lúc nhất thời lại có vài phần ý tứ tướng theo không hạ khóe miệng của diệp chân trầm xuống hừ lạnh một tiếng thiết huyết kiếm bay ra kiếm quang chỉ vừa xoay tròn đã chặt đứt ba ngàn văn võ đại chu thôi phát nhân hoàng khí của đại chu dây dưa với phong thần bảng trong nháy mắt tiếp theo phong thần bảng giống như yến non về rừng dây lát rơi vào trong tay diệp chân nhìn một màn này trong đôi mắt của thái tổ khai quốc đại chu cơ bang hiện lên vẻ tức giận và không cam lòng một khi phong thần bảng rơi vào trong tay diệp chân đại thế tạo hóa thần đình trên cơ bản đã định muốn muốn đoạt lại phong thần bảng từ trong tay diệp chân vậy sẽ muôn vàn khó khăn nếu diệp chân lại cấp tiến một chút tại chỗ chấp bảng phong thần có thể tiến một bước trưởng khống thiên đạo chân chính chống đỡ thiên đạo trong chớp nhoáng này trong lòng cơ bang chỉ có bốn chữ đại thế đã mất còn có một chút hận ý vì sao lão nhạc trượng năm đó của hắn cố chấp như vậy không nguyện ý làm cho nhân hoàng hắn cũng làm thần vương nếu năm đó lão nhạc trượng của hắn không kiên trì như vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn tiết lộ hành tung của lão bán đi lão thật hận rút đầy ngập hận vẫn bất bình đại chu thái tổ khai quốc cơ bang được chân thân đại chu tổ thần bảo vệ trong chớp mắt rời khỏi cửu trọng thiên mang theo một đám tạo hóa thần vương còn sót lại về lạc ấp ba ngàn văn võ đại chu các tư tế tổ thần điện lại được hoàng kiếm và bách tương chỉ huy cứu chữa đồng liêu thụ thương, quét dọn chiến trường, thu thập tàn cuộc cuối cùng này. Tính toán ra, chiến dịch quan hà đài này đại chiến không thua, nhưng cũng không thắng, thế nhưng tổn thất lại là cực thảm. Một trận chiến này, người vạn tinh nhuệ tế ti đại chu tổ thần điện, xem như phản quân bị diệt, tử thương cao tới một phần ba. Trừ cái đó ra, trọng thần và tướng lĩnh tổn thương cũng cực nặng. Thừa tướng khai quốc vương mãnh bị chảm bỏ mình. Đây là tổn thất lớn nhất của một trận chiến này thánh tế khai quốc vu trọng văn trọng thương đánh mất nhục thân thần nguyên trọng thương gần như phế đại tướng quân khai quốc lưu khải chiến tử tạo hóa thần vương phục sinh và tỉnh lại khác thì bỏ mình bảy vị những người khác gần như người người mang thương may mà là kẻ địch của đại chu thiên miếu và ma tộc cũng tổn thất nặng nề ma tộc thủy tổ ma thần bị diệp chân diệt sát tạo hóa thần vương trong thánh địa gần như toàn diệt có đạo tổ pháp chỉ của diệp chân ma tộc đã xong Ma tộc tương lai đã không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với đại chu bây giờ mục tiêu thứ nhất của ma tộc là sinh tồn về phần thiên miếu tổn thất cực kỳ thảm trọng chủ nhân ba đại thánh địa của thiên miếu thiên khôi nhật nguyệt thiên sơn chủ lôi ngục sơn phong chủ thanh lê phong toàn bộ ngã xuống nhật nguyệt thần quân làm phản đến tận đây cường giả thần quân cảnh của thiên miếu trấn nhiếp hồng hoang chỉ còn lại ngũ lôi thần quân của lôi ngục sơn và thanh nguyên thần quân của thanh lê phong mà ba vị đạo tổ của thiên miếu chấn nhiếp chư thiên cũng từng người bị hao tổn không nhỏ nhất là nhật nguyệt thiên một mạch thần quân toàn diện thần vương chiến tử tám thành trở lên căn cơ gần như toàn diện kẻ địch tổn thất càng nặng hơn đại chu đây là một tuần quan hà đài chuyện may mắn duy nhất của đại chu qua trong giây lát trên không quan hà đài trừ thu thập chiến trường tàn cuộc cũng chỉ có rất nhiều đệ tử của huyền cơ đạo môn chỉ là trạng thái của tứ sư tỷ lục mạn ca và thất sư huynh hàn thế chiết đều không quá bình thường trong lòng Diệp Trân cũng có vô số nghi vấn. Diệp Trân cũng muốn biết, thất sư huynh Hàn Thế Chiết và tứ sư tỷ lục mạn ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Năm đó sư tôn bỏ mình, có nguyên nhân thất sư huynh vì yêu sinh hận hay không? Chư vị sư huynh, sư tỷ, sư huynh đệ huyền cơ đạo môn ta, thời gian đã qua 10 vạn năm mới tập hợp lại cùng nhau, không bằng cùng nhau về sơn môn trước, cùng bàn bạc chuyện trùng kiến tông môn. Diệp Trân đề nghị, thiện, thiện, cần tuân pháp chỉ của trưởng giáo sư đệ sau khi bọn người phủ tô đáp lại, lúc này lục mạn ca hoang mang lo sợ, cũng được trang ninh băng đỡ lấy quay lại ngũ tiên tông. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hàn thế chiết. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn, được hàn thế chiết liên tục dốc hết toàn lực trị liệu đột nhiên có một tia biến hóa. Cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn bị thương quá nặng. Trước tiên nàng chịu oanh kích lôi chùy của lôi ngục đạo tổ, lại bị nhật nguyệt thiên khôi phùng chạm đánh lén. Dưới tình huống thái dương chân hòa và hỗn độn lôi quang giáp, công, có thể giữ được một tia tàn hồn, đã không tệ. Chớ nói chi là cửu vĩ thiên hồ trời sinh đã bị lôi ngục đạo tổ khắc chế. Thương thế như vậy, thần nguyên nàng nên sớm vỡ nát vẫn lạc. Sở dĩ có thể duy trì lâu như vậy, cũng vì nhật nguyệt thần quân thôi động lực lượng thái âm bản nguyên mạnh mẽ duy trì. Nhưng dù như thế, thần nguyên của nàng cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Dù sao chén nhỏ đã nát đèn đã tắt, thêm nhiều dầu hơn nữa thắp cũng vô dụng. Cho dù nhật nguyệt thần quân hàn thế chết có thần thông quảng đại, Giờ khắc này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một chút tàn hồn còn sót lại của Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn uẩn từng ly từng tí vỡ nát. Cái cảm giác đau đớn khi Nhật Nguyệt Thần Quân, tận mắt thấy người mình yêu nhất từng giờ từng phút tan biến ở trước mặt mình, khiến khuôn mặt hắn đều có chút bóp méo, toàn thân trên dưới không cầm được run rẩy lên. Thật ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Ẩn là huyền cơ phân thân của Tứ Sư Tỷ Lục Mạn Ca, lúc này phân thân bị diệt, Tứ Sư Tỷ vẫn không quan tâm, ngược lại, thất sư huynh Hàn Thế chết đau đớn vạn phần diệp chân hiểu rõ chính giữa chuyện này tất có chuyện xưa nhưng bây giờ lại không phải thời điểm truy hỏi đến cùng khi điểm tàn hồn cuối cùng của đồ sơn ẩn hoàn toàn tan nát thần sắc của nhật nguyệt thần quân đã đau đớn vặn vẹo đến cực hạn dưới loại thống khổ này thiên thái dương tinh và thái âm tinh treo cao ở cửu trọng thiên dưới sự dẫn dắt của khí thức trong cơ thể của hắn tia sáng lập lòe sóng gió nổi lên lông mày của diệp chân nhíu một cái tâm niệm khẽ động định nhúng tay đề phòng vì tàn hồ của cửu vĩ thiên hồ dẫn đến nhật nguyệt thần quân sụp đổ tại chỗ, sự an toàn của hàn thế chiết không cần lo lắng. nhưng nếu hàn thế chiết sụp đổ, trong tình huống hắn không thể kiểm soát sức mạnh trong cơ thể mình, có thể sẽ tạo thành thiên địa đại biến. diệp chân có thể cảm nhận được, mặc dù thất sư huynh hàn thế chiết còn chưa có chứng đạo, nhưng lực lượng trong cơ thể hắn đã sớm đạt đến cảnh giới đạo tổ, chỉ là thiếu thời cơ chứng đạo. diệp chân thận trọng suy nghĩ, một điểm tàn hồn cuối cùng của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn tiêu tan, lại quỷ dị chính là sau khi điểm tàn hồn còn sót lại của đồ sơn ẩn tiêu tan lại, cũng không phải là hư vô. Ở trong tàn hồn tan biến này, bỗng hiện lên một đoàn hồn quang to bằng nắm đấm trẻ con, đang có giúp ở nơi đó, ở giữa có ánh sáng đảo qua đảo lại, rất giống thân ảnh một hồ ly cuộn mình. Ánh mắt của Diệp chân bất ngờ ngưng lại, đây là có chuyện gì? Trong tàn hồn còn ẩn tàn hồn khác. Trong tàn hồn cửu vĩ thiên hồ bao lấy hồn ảnh hồ ly là có chuyện gì xảy ra? Khi Diệp chân nghi hoặc thì sắc mặt của thất sư huynh của hắn lại thay đổi. Sau đó, Hàn Thế Chiết vô cùng cẩn thận, hai tay ôm lấy hồn ảnh hồ ly, thân hình hắn thoát một cái, rời khỏi cửu trọng thiên, biến mất ở phía chân trời. Chính là khi nhóm người Diệp Chân để ý tới cũng không thể làm gì. Diệp Chân vốn định từ trên mặt tứ sư tỷ Lục Mạn Ca nhìn ra chút gì, nhưng Lục Mạn Ca đang bị đả kích, đắm chìm trong quá khứ, tìm kiếm lý do vì sao cơ bang trước kia bán rẻ Lục Ly, căn bản không có chú ý điểm này. Ngược lại là nhóm đại sư huynh phủ Tô thấy cảnh này, trong mắt bọn hắn đều lộ ra kinh sợ, chắc là biết một chút chuyện gì. Nhưng, bây giờ không phải thời điểm hỏi thăm. Mấy vị sư huynh lại trở về tông môn chờ ta, ta có chút việc cần xử trí, xong sẽ quay lại. Diệp chân nói, xin nghe theo pháp chỉ trưởng giáo sư đệ. Bây giờ, nhóm người đại sư huynh phủ tô vô cùng tôn kính thậm chí cung kính với Diệp chân Đây không chỉ vì Diệp chân là trưởng giáo huyền cơ đạo môn, từ hôm nay, giữa thiên địa này. Diệp Trân chính là vị thứ năm có thân phận và thực lực cảnh giới đạo tổ, cũng là nguyên nhân quan trọng diệp chân nói tới dấu vết chính là chỉ chuyện ở bí tàng ma tộc trước đây sau khi diệp chân giết được thủy tổ ma thần ma tộc a khải đại tiên tri ma tộc cử ngôn quỳ xuống cầu xin diệp chân cũng coi là cho bọn hắn một chút hy vọng sống nhưng diệp chân đi vào bí tàng ma tộc điều tra bí mật chuyện ngày xưa vẫn còn đang răng dở chỉ cần hoàn toàn xem hết bí giản ma tộc diệp chân lại có thể hiểu rõ nhiều chuyện khác hắn mới có thể đại khái suy đoán được chân tướng ngày đó sư tôn lục ly rơi xuống nút thời gian tại thời điểm đó rất đặc biệt diệp chân tiến vào bí tàng ma tộc xem như tiến nhập vào một tiểu thế giới độc lập dù hắn có mạnh như thế nào cũng không cách nào vượt giới cảm nhận được tình hình chiến đấu ở cửu trọng thiên kém một chút đã để ba vị đạo tổ thiên miếu giết được khai quốc thái tổ cơ bang đạo tổ thiên miếu diệt đi thái tổ cơ bang đối với diệp chân mà nói thiệt hại không lớn nhưng lại tổn thất rất nhiều với nhân đạo hồng hoang căn cơ diệp chân chứng đạo lại là nhân đạo hồng hoang dưới tình huống đó nhân đạo hồng hoang bị tổn hại tương đương với chuyện đạo cơ diệp chân sẽ bị hỏng ở một mức độ nào đó kết quả có chút nghiêm trọng ngay từ đầu hắn cũng hoài nghi tới có phải ma tộc liên hợp với đạo tổ thiên miếu tính toán mình hay không nhưng hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ này đây là chuyện không thể nào chuyện diệp chân thu thập ma tộc chỉ là ý muốn nhất thời của hắn bao gồm diệt đi thủy tổ ma thần a di khải tiến vào bí tàng ma tộc điều tra tư liệu lịch sử đều là từ diệp chân tự mình yêu cầu nếu là loại tình huống này Ba vị đạo tổ thiên miếu có thể tính toán đến Diệp Chân, như vậy cũng sẽ không có chuyện trận chiến diễn ra ở Quan Hà Đài cửu trọng thiên, bị thua. Về phần Đại Tiên Chi ma tộc cửu ngôn, càng không có lá gan này, cũng không có năng lực này. Bây giờ chuyện Diệp Chân muốn làm chính là giải quyết xong chuyện ma tộc. Vô luận như thế nào, làm việc cũng phải có bắt đầu và kết thúc. Khi Diệp Chân lại xuất hiện ở trên bầu trời Ma Thần Cung Vạn Thánh thành ma tộc, Đại Tiên Chi cửu ngôn không chút do dự đã tiến lên tiếp đón. Nhìn thấy Diệp Chân, hắn không nói một lời, thật sớm bái xuống, bên tay còn có một cái chữ vật giới chỉ. Diệp Trân nhìn lướt qua, biết trong chữ vật giới chính là, tất cả tư liệu lịch sử cất giấu trong nhiều bí tàng ma tộc. Bí tàng ma tộc cũng không chỉ một chỗ, giống như kho tàng, bí tàng đại chu ở hồng hoang thế giới đếm không hết. Đại tiên tri cửu ngôn dâng lên tất cả tư liệu lịch sử bí tàng ma tộc, rồi dập dầu xuống đất, lặng lặng chờ đợi Diệp Trân xử trí. Cho đến hôm nay, cửu ngôn hắn đã sớm hiểu, ma tộc đã không có tương lai trận đại chiến diễn ra ở quan hà đài cửu trọng thiên nếu ba vị đạo tổ thắng tương lai ma tộc cũng không khá hơn chút nào một tộc loại không có cường giả chấn giữ ngoại trừ vùng vẫy giành lấy sự sống là không có tương lai diệp chân nhìn tư thái của đại tiên tri cửu ngôn hiểu rõ ý của hắn bây giờ đại tiên tri cửu ngôn chỉ muốn cầu sinh cho ma tộc một đường sống lúc này diệp chân nhận lấy tất cả tư liệu lịch sử bí tàng ma tộc do đại tiên tri cửu ngôn dâng lên cũng coi như cầm được một vài chỗ tốt nếu là những người khác cầm chút điểm tốt ấy của ma tộc, căn bản không quan trọng, nhưng Diệp Trân không giống vậy. Bây giờ, hắn đã xây dựng được nhân đạo, nắm giữ thiên đạo, nhất cử nhất động, tự có duyên phận. Ánh mắt Diệp Trân đảo qua từ phía chân trời hồng hoang, thần sắc hắn hơi trầm xuống một cái, đã đưa ra quyết định. Ma tộc là kẻ xâm lấn, nhưng mười vạn năm qua cũng đạt sự tán thành thiên đạo ở trình độ nhất định. Cho nên, Diệp Trân chém giết thủy tổ ma thần, thần vương ma tộc, thậm chí là tạo hóa thần nhân cũng không có vấn đề gì nhưng nếu xem xét sự tồn vong của ma tộc cũng không phải chuyện diệp chân có thể quyết định sống hay chết là tồn hay diệt phải nhìn vào ma tộc chỉ vì đại tiên tri lấy ra tư liệu lịch sử diệp chân đã đưa ra quyết định cuối cùng cho đại tiên tri cử ngôn thêm một chút thời gian cũng coi như cho tương lai ma tộc thêm một chút biến số không đáng kể diệp chân tiện tay vung lên trong cơ thể đại tiên tri ma tộc quỳ gối trước mặt hắn giống như có một luồng gió mát thổi qua tu vi của hắn tích lũy vô số năm đột nhiên giống như hạt cát bị gió thổi tán khí tức của cửu ngôn bắt đầu lao nhanh rơi xuống trong chớp mắt hắn từ tạo hóa thần vương rơi xuống trình độ nhập đạo cảnh tộc ngươi đi con đường nào cần một người thông minh để dẫn dắt tạm thời sẽ do ngươi làm người dẫn dắt này ngươi có thời gian 10 năm âm thanh của diệp chân vang lên trong nháy mắt rồi thân ảnh đã biến mất nhưng trên đỉnh núi ma thần cung vạn thánh sơn ma tộc đại tiên chi cửu ngôn quỳ ở nơi đó lại liên thanh hô to cảm ơn đạo tổ từ bi. Trong tiếng hô to này, trên mặt hắn đã lệ rơi đầy mặt. Từ ba ngày, biến mười năm. Giá lớn hắn bỏ ra trước đó không cách nào tưởng tượng được. Mười năm, thời gian này rất ngắn, nhưng lại có thể khiến đại tiên tri cửu ngôn làm rất nhiều chuyện. Có thể không cách nào an bài ra một tương lai cho ma tộc, nhưng giúp ma tộc kéo dài hơi tàn, lại không có vấn đề gì. Đương nhiên, loại kéo dài hơi tàn này cũng không phải ở hồng hoang. Tương lai, Ma tộc chính là gà rừng thỏ rừng, mà Hồng Hoang thì khắp nơi là thợ săn. Khí tức của Đại Tiên Chi Cửu Ngôn rơi vào nhập đạo cảnh, ánh mắt hắn nhìn về phía bên ngoài Hồng Hoang, tìm một tiểu thế giới rất vắng vẻ, như vậy đủ rồi. Đại Tiên Chi Cửu Ngôn thu thập tới rất nhiều tư liệu lịch sử từ trong các bí tàng ma tộc có thể xưng là mênh mông như biển. Dù sao cũng là ghi chép của một tộc trải qua mười mấy vạn năm, dù chỉ là những chuyện chính cũng nhiều như biển cả. Nhưng, bây giờ Diệp Trân dùng thần niệm cấp độ đạo tổ khẽ quét qua, nội dung trong này, hắn đã toàn bộ đọc xong. Chỉ trầm ngâm mấy hơi thở, thần niệm hắn quét qua mấy lần, tìm được ghi chép có ích với hắn. Chờ đến lúc Diệp Trân xuất hiện ở trên không sơn môn ngũ tiên tông, đã tìm được tư liệu lịch sử chuyện cũ năm đó, cách đây 10 vạn năm được ghi lại trong bí tàng ma tộc. Diệp Trân run lên thở ra một hơi ở trên bầu trời ngũ tiên tông, sắp xếp lại những tư liệu lịch, sử giải rác này không sai biệt lắm. Mặc dù còn thiếu khuyết rất nhiều chi tiết, nhưng hắn cũng đã có rất nhiều phỏng đoán, là có người gian dẫn họa sao? Nếu thật như thế, Diệp Chân có thể sẽ muốn lần nữa thay trời hành phạt. Trong tiếng cười lạnh, hắn bước vào Ngũ Tiên Tông, vừa mới quay lại không bao lâu, nhóm đại sư huynh phủ Tô đã đi ra nghênh đón. Sơn môn Ngũ Tiên Tông trong Bình Hải Sơn. Kể từ sau khi trở về, Tứ sư tỷ Lục Mạn Ca không nói một lời, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng chảy dài nước mắt, đau khổ không cách nào lắng xuống. Điểm này Vô luận là Diệp Chân hay nhóm người đại sư huynh phù tô có thể hiểu được, cơ bang bán rẻ sư Tôn Lục Ly, dẫn đến sư Tôn Lục Ly vẫn lạc, còn tự mình thừa nhận. Chuyện này là đả kích quá lớn với tứ sư tỷ, thậm chí nếu thảo luận sâu hơn, huyền cơ đạo môn bị diệt, các vị sư huynh trôi dạt khắp nơi, giống như con chuột trốn tránh người vạn năm cũng vì cơ bang. Có thể khẳng định là, trước kia nếu Lục Ly không vẫn lạc, huyền cơ đạo môn tuyệt đối sẽ không bị diệt. Giống như bây giờ, huyền cơ đạo môn sắp được xây lại. Có một vị cường giả cảnh giới đạo tổ như Diệp Chân tọa trấn, không người nào có thể cản, không người nào có thể diệt. Từ sâu trong đáy lòng Tứ sư tỷ Lục Mạn ca, cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với các vị sư huynh, sư đệ, sư muội. Huống chi, Lục Ly còn là phụ thân của Lục Mạn ca. Đau đớn trong lòng nàng cũng chỉ có nàng cảm nhận được. Nhưng, bọn hắn cũng không lo lắng. Các cư huynh đệ huyền cơ đạo môn, thần vương thậm chí là thần quân đều đã chứng đạo, lại có thể kiên trì cực khổ trong 10 vạn năm đến nay không có chỗ nào mà không phải là hạng người tâm trí kiên nghị, nên không cần lo lắng cho lục mạn ca. Đây là tâm kiếp của chính lục mạn ca, chỉ có chính nàng mới có thể phá kiếp mà ra. Theo ý các vị sư huynh sư tỷ, vẫn là để lục mạn ca một mình yên lặng một chút sẽ tốt, lúc nào nàng nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ đi ra gặp mọi người. Ngoại trừ lục mạn ca, còn có thất sư huynh hàn thế chiết, cùng với ngũ sư huynh hứa tiến đã mất tích, nhóm sư huynh sư tỷ huyền cơ đạo môn lại lần nữa tập hợp lại với nhau nhưng lần này tập hợp so với lần trước còn muốn nhàn nhã hơn, thoải mái nhiều hơn. Bọn hắn không chỉ có cởi bỏ được hiểu lầm, hơn nữa lần này đại thắng, chính là thời cơ để huyền cơ đạo môn xây dựng lại. Nên đại sư huynh phủ tô trực tiếp bày tiệc rượu. Mặc dù dựa vào tu vi diệp chân và nhóm phủ tô uống nhiều rượu cũng không say, nhưng từng người nâng ly cạn chén, rất cao hứng. Mười vạn năm, huyền cơ đạo môn lánh đời 10 vạn năm, cuối cùng lần nữa xuất thế một đám sư huynh đệ nói chuyện cực kỳ hưng phấn, cũng nói chuyện cực vui vẻ. Như vậy trong lúc nói chuyện phiếm, Diệp Chân thưởng thức rượu, từ từ nói ra suy đoán bảy tám phần chuyện cũ của Huyền Cơ đạo môn, chính là các manh mối hắn lấy được từ trong bí tàng ma tộc rồi sắp xếp lại, rất nhiều thứ, không chỉ càng nói càng rõ, chân tướng cũng sắp nổi lên mặt nước. Đầu tiên Diệp Chân hiểu rõ chuyện xưa của Thất sư huynh Hàn Thế Chiết và Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn ẩn Thất sư huynh Hàn Thế Chiết là đệ tử có thiên phú cao nhất dưới chứng sư Tôn Lục Ly, còn mạnh hơn so với đại sư huynh Phủ Tô Vãn đã nhập môn 800 năm. Nhưng, thất sư huynh nhập môn được trăm năm, tu vi hắn đã đuổi kịp đại sư huynh nhập môn sớm nhất, không bao lâu, cũng đuổi kịp tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, người có tu vi cao nhất trong tông môn. Tứ sư tỷ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh sư tôn Lục Ly, bản thân nàng còn là huyết mạch sư tôn, trong các sư huynh sư tỷ mặc dù xếp hạng 4, nhưng nếu bàn về thời gian người đi theo bên cạnh sư tôn dài nhất là thuộc về tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, Chuyện đương nhiên, trong tám đệ tử, người mạnh nhất chính là Lục Mạn Ca. Về sau người này đã biến thành thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Thiên tài trưởng thành không có đạo lý có thể hiểu. Trong mắt thế nhân, Diệp Trân chỉ dùng mấy chục năm đã biến thành tồn tại đạo tổ. Bản thân hắn không cách nào tưởng tượng so với thiên tài, hắn còn biến thái hơn. Nhưng lại không người nhìn thấy phần kinh thế ẩn phía sau, sự trả giá và cố gắng của Diệp Trân. Nếu là tính cả thời gian trong thời tự không gian thận Long Châu, Diệp Trân dùng thời gian cũng không ít loại tình huống này, thất sư huynh Hàn Thế Chiết đã trở thành một ngôi sao mới nổi bật, nhất huyền cơ đạo môn. Trở thành tạo hóa thần tướng trẻ nhất lúc ấy của chư thiên vạn giới, là sự tồn tại duy nhất thời ấy. Đồng thời, cũng là đệ tử được sư tôn lục ly yêu thích nhất, đương nhiên, loại yêu thích này cũng không phải bất công. Trên phương diện bồi dưỡng đệ tử, lục ly vẫn rất dụng tâm, đều là ước lượng thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng thiên phú của thất sư huynh thật sự quá xuất sắc, lúc đó lục ly từng ở trước mặt tám vị đệ tử nói qua sau này chức trưởng giáo của huyền cơ đạo môn có thể là đại sư huynh phủ tô cũng có thể là nhị sư huynh lãnh thủ thiên thì phải nhìn các loại tâm tính tạo nghệ các vị đệ tử sau này nhưng sau này người có thể kế thừa y bát của hắn chỉ có thất sư huynh hàn thế chiết càng nói thẳng ra sư tôn lục ly cho rằng nếu hồng hoang có một vị đạo tổ mới thì thất sư huynh là người có khả năng lớn nhất cũng chính vì nguyên nhân này thời gian thất sư huynh đi theo sư tôn lục ly là dài nhất, phần lớn thời gian sư tôn diệp chân ra ngoài, đều là do thất sư huynh đi theo bên người hầu hạ. Theo đại sư huynh Phủ Tô nói, chuyện này cũng vì trước kia sư tôn lục ly cân nhắc cho tông môn, ngay lúc đó, so với thiên miếu có ba vị đạo tổ, từ đầu đến cuối huyền cơ đạo môn chỉ có một vị cường giả cảnh giới đạo tổ, có hơi yếu thế. Nhưng, chỉ đi theo sau lưng sư tôn lục ly, được hắn tận tâm chỉ bảo, không cách nào trở thành cường giả chân chính. Rất sớm trước đó, sư tôn lục ly đã bắt đầu sắp xếp cho từng đệ tử ra ngoài tu luyện tỷ như tam sư huynh lệnh xiêm trước kia cũng dùng tên giả vào thời điểm khai quốc thái tổ cơ bang vẫn còn đang vươn lên rất hiệu quả thể nghiệm qua tình đời một năm kia xuất ngoại đến các nơi tất cả có ba đệ tử theo thứ tự là tứ sư tỷ lục mạn ca ngũ sư huynh hứa tiến thất sư huynh hàn thế chiết khi đó tu vi của lục sư huynh liên mặc và bát sư tỷ trang ninh băng chưa cao cho nên còn ở sơn môn tu luyện ngũ sư huynh hứa tiến làm người chứng trạc, hắn rèn luyện, bốn bề yên tĩnh, vì dùng pháp quyết huyền cơ đạo môn mở ra một phương tiểu thế giới ở chư thiên, xem như đạo trường, cũng xem như là địa bàn tu luyện riêng của hắn. Nếu so sáng, quá trình rèn luyện của tứ sư tỷ lục mạn ca và thất sư huynh hàn thế chiết, lại đặc sắc hơn nhiều. Thời gian thiên hạ phân tranh, hào kiệt nổi lên bốn phía. Dường như duyên phận, cũng là vận mệnh, tứ sư tỷ lục mạn ca đã gặp gỡ cơ bang là hào kiệt mới nổi lên, cùng nhau đồng hành trên đường nàng đi theo cơ bang cùng một chỗ trinh chiến thiên hạ. Đó là phấn đấu, đó là mở rộng. Còn về phần thất sư huynh Hàn Thế Chiết, càng giống như nhàn vân dã hạc đi khắp các nơi ở hồng hoang, gặp chuyện bất bình, liền thuận tay giúp đỡ, ngẫu nhiên chấp nhận thỉnh cầu của tứ sư tỷ lục mạn ca, lặng lẽ giúp cơ bang một hai. Thiên tư còn tại đó. Việc làm, vừa hay chứa đại đạo. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết rèn luyện không mấy năm, lại trở thành tạo hóa thần vương trẻ tuổi nhất thế gian, còn là tạo hóa thần vương có tiền đồ nhất, lấy lực chứng đạo. Từ lâu, mặc dù thất sư huynh hàn thế chiết có thiên phú kinh người, nhưng cũng là người thông minh. Một lần rèn luyện hơi chút hiển lộ ra tài năng, cả thế gian chấn kinh. Chuyện này lập tức hấp dẫn sự chú ý của người hữu tâm. Muốn giết chết hắn. Về sau, trong một lần chém chết yêu long, thất sư huynh hàn thế chiết đã quen biết thanh khâu hồ tộc đồ sơn uẩn. Một người là nam tử đương thời kỳ, như ngọc như kiếm, một người khác xinh đẹp không gì sánh được, Sinh xắn như hoa lan, lập tức trong lòng sinh ra ái mộ, kết bạn hành tẩu chư thiên. Một lần kết bạn này chính là thời gian 10 năm. Vốn dĩ, lần xuống núi lịch lãm này, sư tôn lục ly cho phép bọn hắn rèn luyện trong vòng 10 năm sau 10 năm, về sơn môn luận công, lại bàn đến chuyện khác. Nhưng, trong ba vị sư huynh đệ xuống núi, cũng chỉ có ngũ sư huynh hứa tiến trở về. Tứ sư tỷ lục mạn ca và thất sư huynh hàn thế chết cũng không có trở về. Sư tôn lục ly tự nhiên tức giận, tự mình xuống phù chiếu, do đại sư huynh Phủ Tô tự mình đi, mới tìm được hai người. Tiếp đó, chính là căn nguyên tất cả. Hai đệ tử này lại đã tìm được một nửa khác. Lúc này, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca đang giúp cơ bang tranh bá thiên hạ, cho nên quên mất thời gian. Mà thất sư huynh Hàn Thế chết lại cùng Thanh Khâu Hồ, tộc đồ sơn ẩn du lịch chư thiên vạn giới, còn giúp đồ sơn ẩn tìm được tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên của yêu tộc. Nhưng, trong quá trình tìm tiên thiên linh bảo này cũng bị thương không nhẹ. Làm sư tôn, Lục Ly tự nhiên hiểu rõ tình hình, Bằng tâm mà nói, Lục Ly vẫn tương đối sáng suốt. Cũng không có làm quá mức quan hệ giữa Lục Mạn Ca và Hàn Thế Chiết, chuyện đạo lữ là rất bình thường. Nhưng, thân là sư tôn, Lục Ly dù sao cũng phải vì kiểm tra các đạo lữ đệ tử mình một chút. Tự mình hóa thân hiện thế, điều tra cơ bang và đồ sơn uẩn. Một lần điều tra này lại tra ra một điểm không tốt. Sau đó, Lục Ly ra lệnh cho đại đệ tử Phù Tô và nhị đệ tử lãnh thủ thiên hóa thân vào phàm thế, lần nữa điều tra cơ bang và đồ sơn uẩn cơ bang không có vấn đề. Một anh hùng hảo hán vô cùng thông minh cơ trí, cũng không có lợi dụng tứ sư tỷ lục mạn ca. Hơn nữa, lúc đó tứ sư tỷ lục mạn ca cũng che giấu tu vi bên người đi theo cơ bang. Ít nhất lúc đó nhìn vào, cơ bang là thật tâm ưa thích lục mạn ca. Nếu thật lòng, cũng không phải tả ma, càng không phải là hạng người cổ hủ, còn là người nữ nhi mình thích, lục ly đương nhiên sẽ không phản đối. Lấy tâm cảnh của đạo tổ lục ly, buông xuôi bỏ mặc tùy duyên là được. Trong quá trình cơ bang trưởng thành, Lục Ly không có trợ giúp, nhưng đến khi Cơ Bang trưởng thành thành Chư Hầu một phương, bối cảnh thậm chí là sức mạnh huyền cơ đạo môn đều sẽ giúp Cơ Bang một chút. Đây là sau này. Lúc đó có vấn đề là Thanh Khâu Thiên Hồ Đồ Sơn ẩn. Chỉ 10 năm đi theo bên cạnh Hàn Thế chiết, Đồ Sơn ẩn từ Thiên Hồ 6 đuôi đột phá trở thành Thiên Hồ 8 đuôi, thiếu một chút nữa chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ Thanh Khâu Hồ tộc. Vốn dĩ chuyện này cũng không cái gì. Cái gọi là đại đạo trăm sông đổ về một biển. Nếu đệ tử mình đắc ý nhất làm bạn đời với Thanh Khâu Thiên Hồ, lục ly cũng không vấn đề gì thực tình là tốt nhưng hết lần này tới lần khác đạo tổ lục ly ở trên cao nhiều mặt điều tra hắn phát hiện thanh khâu thiên hồ đồ sơn ẩn không chỉ có người sau lưng còn mang mục đích không thể cho người khác biết tiếp cận hàn thế chiết mục đích có thể là hủy đi hàn thế chiết trước khi hàn thế chiết quen biết đồ sơn ẩn, hắn hành tẩu thế gian có thể xưng là trăm trận trăm thắng dù hắn gặp phải trí cường giả cũng sẽ chủ động né tránh trong tâm cảnh không tổn hao gì nhưng từ sau khi hắn quen biết đồ sơn uẩn Cùng nhau trải qua 116 trận chiến lớn nhỏ, ở trong đó chỉ có 7 trận chiến toàn thắng. Mặt khác 109 trận chiến khác, hơn một thành là thắng thảm, hơn một nửa thắng lợi đều phải bỏ ra cái giá to lớn. Thậm chí có mấy trận chiến, đều lưu lại thương thế cho trong cơ thể hàn thế chiết không cách nào nghịch chuyển. Mà tất cả 116 trận chiến lớn nhỏ, có 115 chiến, nguyên nhân nổi lên là vì đồ sơn ẩn. Hai người trong cùng một chỗ người năm, đồ sơn ẩn từ thiên hồ 6 đuôi thành 8 đuôi cách chín đuôi chỉ còn một bước, còn chiếm được tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên. Nhưng hàn thế chiết thì tu vi hắn chỉ trệ không tiến không nói, vô luận là nhục thân hay thần hồn, khắp nơi đều là ám thương, ngay cả tâm cảnh cũng biến thành không viên mãn. Không cần lục ly nói, dựa vào ánh mắt nhóm đại sư huynh phủ tô mà xem, chiếu theo trạng thái trước mắt của hàn thế chiết, đừng nói sau này kế thừa y bát thành tựu đạo tổ của sư tôn lục ly, chính là trở thành tạo hóa thần quân, cũng không có bất cứ hy vọng nào. Vì thế, sư tôn lục Ly đích thân tìm hàn thế chết nói chuyện này, còn cho nhóm đại sư huynh phủ tô lấy ra chứng cứ. Chỉ là, hàn thế chết cũng không tin. Hắn với đồ sơn uẩn là vò sinh ra tử, là sống chết có nhau. Tuyệt đối không có lợi dụng. Quỳ hoài không được sư tôn thành toàn. Sau khi thuyết phục nhiều mặt vô dụng, sư tôn lục ly còn có nhóm phù tô mới phản ứng lại. Hàn thế chiết đã bị thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn mê mẩn tâm trí, đã sớm thân hãm trong đó, không cách nào kiềm chế được thanh khâu thiên hồ, am hiểu nhất từ trong vô hình mê hoặc lòng người, từ trong vô hình ảnh hưởng tâm trí, không cách nào tự kiềm chế. Đuôi càng nhiều, càng lợi hại. Chuyện này khiến lục ly thân là đạo tổ tức giận vạn phần. Lơ đáng vậy mà ăn một cái thiệt thòi lớn như thế. Đệ tử mình đắc ý, nhất cư nhiên lai bị một ít người phái ra thanh khâu thiên hồ đùa bỡn, còn lập tức sắp bị hủy. Không sai, loại tình huống này, hàn thế chết gần như là bị hủy. Đương nhiên, lục ly cũng có thể cưỡng ép mang đi hàn thế chiết thậm chí là diệt sát thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn nhưng kết quả không chỉ là sư đồ hoàn toàn bất hòa cũng sẽ hoàn toàn hủy đi hàn thế chiết đồ sơn uẩn sẽ trở thành tâm ma và tâm chứng mãi mãi của hàn thế chiết hàn thế chiết là đệ tử lục ly đã sớm tuyển định kế thừa y bát của mình cũng là đệ tử hán đắc ý nhất cứ như vậy bị hủy lục ly tự nhiên không cam tâm suy nghĩ rất nhiều cuối cùng lục ly vẫn quyết định tự mình đi tìm thiên hồ đồ sơn uẩn tám đuôi ngay lúc đó nói chuyện một chút lúc đó tu vi của thiên hồ tám đuôi đồ sơn uẩn cũng là tạo hóa thần vương đỉnh phong ở trước mặt đạo tổ lục ly căn bản chẳng là cái thá gì nhưng nàng lại từ chối chuyện lục ly bảo nàng rời khỏi hàn thế chiết cứu lấy hàn thế chiết lục ly gần như thả xuống tư thái đi cầu đồ sơn uẩn đồ sơn uẩn lại một điểm mặt mũi cũng không cho còn khăng khăng khẳng định giữa mình và hàn thế chiết là tình yêu thật chưa từng có lợi dụng qua hắn điều này làm cho lục ly giận dữ tại chỗ lục ly đã bắt sống đồ sơn uẩn nhưng cũng không có giết đồ sơn uẩn dưới tình huống đó nếu giết đồ sơn uẩn đồ đệ của hắn hàn thế chiết cũng coi như là hoàn toàn bị hủy chỉ là hắn tạm thời nhốt đồ sơn uẩn lại trị liệu ám thương cho hàn thế chiết sẽ chậm chậm thương nghị nhưng thất sư huynh hàn thế chiết cực kỳ thông minh đã sớm nghĩ đến sư tôn lục ly sẽ ra tay đối với đồ sơn uẩn cuối cùng thậm chí lấy đoạn mạch đối nghịch chỉ cầu gặp đồ sơn uẩn một lần thậm chí nói muốn cùng đồ sơn uẩn chết sống có nhau trong lúc này cuối cùng sư tôn lục ly xác định một sự kiện đồ sơn ẩn mê hoặc đệ tử hắn đắc ý nhất là, có người khác chỉ điểm. Chỉ điểm người, không là người nào xa lạ, chính là nhật nguyệt đạo tổ huyền hoàng và lôi ngục đạo tổ tử vô quy của thiên miếu. Lục ly vô cùng giận dữ, nhưng cũng không thể cứ như vậy đánh. Đến tận cửa, dù sao tất cả chỉ là tìm ra một chút manh mối, cũng không có chứng cứ. Cơ hội xả cơn giận này, về sau còn nhiều, vấn đề hiện tại là như thế nào cứu vãn hàn thế chiết. Lục ly không muốn mất đi hàn thế chiết, vị đệ tử mình yêu thích càng không muốn đệ tử mình coi trọng nhất bởi vì tâm trí bị mê hoặc mà ngày càng trầm luân sau khi suy nghĩ đau khổ mấy ngày lục ly và đại đệ tử phù tô nhị đệ tử lãnh thủ thiên cuối cùng thương nghị ra một biện pháp luyện hóa thanh khâu thiên hồ thành huyền cơ phân thân tiếp đó phản qua lợi dụng phân thân thanh khâu thiên hồ tới giải cứu hàn thế chiết chỉ cần tâm trí của hàn thế chiết khôi phục điều này cũng coi như là ổn thỏa về phần thanh khâu thiên hồ đồ sơn ẩn dám mưu hại đệ tử đạo tổ còn không hối cải, chỉ có thể nói là tội đáng muốn chết. Tiếp đó, chuyện sẽ do ai luyện hóa thanh khâu thiên hồ thành huyền cơ phân thân, còn đang tranh luận. Lục Ly đã quyết định là do đại sư huynh Phủ Tô tới làm chuyện này. Dù sao sư đệ gặp nạn, người đầu tiên đứng ra, chính là đại sư huynh. Nhưng thương lượng hồi lâu sau, vẫn là không cần đại sư huynh Phủ Tô. Hàn thế chết không phải người ngu, một người con trai hóa thành phân thân, một mắt có thể nhìn thấu. Càng nghĩ, cuối cùng lục ly vì muốn cứu tỉnh lại hàn thế chiết tình nữ nhi của hắn cũng tức tứ sư tỷ lục mạn ca sau kín đáo thương lượng kế hoạch đạo tổ lục ly tự mình thi triển thần thông pháp môn khống chế thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn để cho lục mạn ca luyện hóa đồ sơn uẩn cuối cùng thậm chí lục ly còn tự mình ra tay gần như rút lấy đi chín thành chín ký ức của thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn bao gồm công pháp thậm chí là tính cách còn có những chuyện trải qua trước đây toàn bộ đưa vào trong đầu lục mạn ca Cuối cùng, để bảo đảm không xuất hiện sơ hở, Lục Ly tự mình ra tay, trợ giúp Lục Mạn Ca luyện hóa nhục thân và tàn hồn Đồ Sơn ẩn trở thành huyền cơ phân thân của nàng, bao gồm vừa tiên thiên linh bảo Chiêu Yêu Phiên mới lấy được cũng như thế. Việc này có thể xưng là thủ đoạn cực cay độc, nhưng lúc đó Lục Ly cũng không có lựa chọn khác. Sau đó, Lục Ly lại dùng sử dụng thời gian pháp tắc gia trì, khiến huyền cơ phân thân Lục Mạn Ca triệt để lột vỏ thành thanh khâu thiên hồ đồ sơn ẩn. Chuyện về sau thì đơn giản có lục mạn ca, lục ly, nhóm phù tô thiết kế tỉ mỉ, hàn thế chiết và thanh khâu thiên hồ đồ sơn ẩn càng lúc càng xa, cũng dần dần bình tĩnh lại, quay về chính đạo. Nhưng, một chuyện hoang đường thì cần dùng càng nhiều lời hoang đường che đậy. Lục ly không cách nào xác định đồ sơn ẩn nặng bao nhiêu trong suy nghĩ hàn thế chiết, cũng không biết sau khi biết được chân tướng, hàn thế chiết lại sẽ có phản ứng như thế nào. Duy nhất có thể làm, chính là để cho chân tướng biến mất. Vốn, theo kế hoạch lục ly, đám người phù tô, trong một lần đại chiến, hoặc một lần gặp được tà ma ngoại vực, thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn đại chiến mà vẫn lạc. Tiếp đó, hàn thế chết đi báo thù, chuyện này sẽ kết thúc. Nhưng bên phía lục mạn ca lại xảy ra vấn đề. Thời gian khai quốc thái tổ đại chu cơ băng đánh trận thiên hạ, thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn tay cầm chiêu yêu phiên, hội tụ yêu tộc tứ phương làm trợ lực, giúp đỡ cơ băng tranh bá hồng hoang. Lục mạn ca biến thành huyền cơ phân thân thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn, trở nên cực kỳ quan trọng đối với cơ bang nên không muốn cứ như vậy để cho thanh khâu thiên hồ đồ sơn ẩn vẫn lạc. Chuyện này thật đáng tiếc. Cứ như vậy, chuyện này lại bị lãng quên. Dưới sự khống chế của lục mạn ca, thanh khâu thiên hồ đồ sơn ẩn đột phá trở thành cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn, chiêu yêu phiên trong tay, trở thành người lãnh đạo yêu tộc. Đồng thời, cũng làm cho yêu tộc, trở thành minh hữu trung thành nhất của khai quốc thái tổ cơ bang đại chu, mãi đến khi nhất thống hồng hoang. Đây chính là chuyện xưa phức tạp giữa ba người thất sư huynh hàn thế chiết tứ sư tỷ lục mạn ca, cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn. Nói xong, đại sư huynh phủ tô uống một chén rượu, thần sắc hắn phức tạp. Diệp chân cũng bồi một bát, sau đó nói, đại sư huynh, ta có một vấn đề, chiếu theo tình huống trước mắt nhìn. Thất sư huynh đã biết cửu vĩ thiên hồ là huyền cơ phân thân tứ sư tỷ, như vậy thất sư huynh khi nào biết chuyện này? Trước khi sư tôn vẫn lạc hay sau khi sư tôn vẫn lạc? Nếu là trước khi sư tôn vẫn lạc, có khả năng hay không là thất sư huynh vì yêu sinh hận, âm thầm vì báo thù cho đồ sơn uẩn nên liên thủ với cơ bang bán đứng sư tôn vấn đề của diệp chân rất sắc bén để thần sắc nhóm đại sư huynh phủ tô trong chớp mắt trở nên vô cùng khó coi sau đó lục ly lại dùng sử dụng thời gian pháp tắc gia trì khiến huyền cơ phân thân lục mạn ca triệt để lột vỏ thành thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn chuyện về sau thì đơn giản có lục mạn ca lục ly nhóm Phủ tô thiết kế tỉ mỉ hàn thế chiết và thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn càng lúc càng xa cũng dần dần bình tĩnh lại, quay về chính đạo. Nhưng, một chuyện hoang đường thì, cần dùng càng nhiều lời hoang đường che đậy. Lục Ly không cách nào xác định đồ sơn ẩn nặng bao nhiêu trong suy nghĩ hàn thế chiết, cũng không biết sau khi biết được chân tướng, hàn thế chiết lại sẽ có phản ứng như thế nào. Truy cập halezy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Duy nhất có thể làm, chính là để cho chân tướng biến mất. Vốn, theo kế hoạch Lục Ly, đám người phù tô trong một lần đại chiến, hoặc một lần gặp được tà ma ngoại vực, thanh khâu thiên hồ đồ sơn ẩn đại chiến mà vẫn lạc. Tiếp đó, Hàn Thế Chiết đi báo thù, chuyện này sẽ kết thúc. Nhưng bên phía lục mạn ca lại xảy ra vấn đề. Thời gian khai quốc Thái Tổ Đại Chu Cơ Băng đánh trận thiên hạ, thanh khâu thiên hồ đồ sơn ẩn tay cầm chiêu yêu phiên, hội tụ yêu tộc tứ phương làm trợ lực, giúp đỡ cơ băng tranh bá hồng hoang. Lục mạn ca biến thành huyền cơ phân thân thanh khâu thiên hồ đồ sơn ẩn, trở nên cực kỳ quan trọng đối với cơ bang, nên không muốn cứ như vậy để cho thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn vẫn lạc. Chuyện này thật đáng tiếc. Cứ như vậy, chuyện này lại bị lãng quên. Dưới sự khống chế của lục mạn ca, thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn đột phá trở thành cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn, chiêu yêu phiên trong tay, trở thành người lãnh đạo yêu tộc. Đồng thời, cũng làm cho yêu tộc, trở thành minh hữu trung thành nhất của khai quốc thái tổ cơ bang đại chu, mãi đến khi nhất thống hồng hoang. Đây chính là chuyện xưa phức tạp giữa ba người thất sư huynh Hàn Thế Chiết, Tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, Cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn Ẩn. Nói xong, đại sư huynh phủ Tô uống một chén rượu, thần sắc hắn phức tạp. Diệp Chân cũng bồi một bát, sau đó nói, "Đại sư huynh, ta có một vấn đề, chiếu theo tình huống trước mắt nhìn, Thất sư huynh đã biết Cửu vĩ thiên hồ là huyền cơ phân thân tứ sư tỷ, như vậy Thất sư huynh khi nào biết chuyện này? Trước khi sư Tôn vẫn lạc hay sau khi sư Tôn vẫn lạc? Nếu là trước khi sư Tôn vẫn lạc, có khả năng hay không là Thất sư huynh vì yêu sinh hận, âm thầm vì báo thù cho Đồ Sơn Ẩn?" nên liên thủ với cơ bang bán đứng Sư Tôn. Vấn đề của Diệp Chân rất sắc bén, để thần sắc nhóm đại sư huynh phủ Tô trong chớp mắt trở nên vô cùng khó coi. Thật sư huynh Hàn Thế Chiết từ khi nào biết cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn, được luyện chế thành huyền cơ phân thân? Là trước khi Sư Tôn Lục Ly bỏ mình, hay là sau khi bỏ mình? Có thể vì vậy mà Sinh Oan thậm chí là sinh hận hay không? Sư Tôn Lục Ly bị ba vị đạo tổ của Thiên Miếu phục kích thành công, là duyên tại Thái Tổ khai quốc đại chu cơ bang bán đứng tiết lộ hành tung như vậy trong chuyện này thất sư huynh hàn thế chiết đóng vai trò gì có phản bội sư tôn hay không vì sao thất sư huynh hàn thế chiết vốn nên bỏ mình lại trở thành nhật nguyệt thần quân của thiên miếu trong chuyện này đến cùng có ẩn tình gì diệp chân đưa ra rất nhiều vấn đề chư vị sư huynh sư tỷ ở đây không ai có thể trả lời chỉ có thể nói là cũng có thể cho dù là bát sư tỷ trang ninh băng tín nhiệm thất sư huynh hàn thế chiết nhất thì lúc này cũng không dám xác định hàn thế chiết có vì vậy mà oán thậm chí là sinh hận hay không đứng trên góc độ của sư tôn lục ly tất cả đều là vì tốt cho hàn thế chiết sự thật chứng minh cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn xác thực mang lòng mưu hại lúc ấy lục ly để đại sư huynh Phủ tô và nhị sư huynh lãnh thủ thiên cũng tham gia điều tra thật ra thì chính là vì bảo tồn phần tình nghĩa sư đồ này chỉ muốn nói rõ với hàn thế chiết một chuyện hắn là bởi vì đồ sơn ẩn là yếu hại hàn thế chiết cho nên mới thu luyện đồ sơn ẩn tất cả mọi người có thể lý giải thậm chí chín thành chín người đều sẽ tán một tiếng lục ly làm tốt làm đúng. Nhưng, trên đời này, lòng người là phức tạp nhất. Ai cũng không biết hàn thế chết nghĩ thế nào. Trong lúc nhất thời, vấn đề này của Diệp chân làm cho bầu không khí trong điện trở nên trầm muộn. Muốn báo thù cho sư tôn lục ly, trọng trấn huyền cơ đạo môn, thu thập hung thủ và kẻ địch năm đó là được. Ba vị đạo tổ của thiên miếu, chỉ có một chữ, chiến. Thế nhưng thái tổ khai quốc đại chu cơ bang, còn có thất sư huynh hàn thế chết đều liên quan đến hạch tâm phe mình. Chuyện này, có chút khó xử trưởng giáo sư đệ việc này tốt nhất vẫn nên điều tra tốt nhất là ngay trước mặt thất sư đệ hỏi một chút tin tưởng thất sư đệ sẽ không biết nói dối chút đảm đương này vẫn phải có đại sư huynh phủ tô nói ừm diệp chân nhẹ gật đầu trưởng giáo sư đệ bây giờ việc cấp bách là chuyện có liên quan đến huyền cơ đạo môn ta trùng kiến đồng thời chiêu cáo thiên hạ rất nhiều sự vụ còn xin trưởng giáo sư đệ sớm định đoạt chúng ta cũng dễ làm chuẩn bị nói đến đây đại sư huynh phủ tô dừng một chút mặt khác Sư đệ bây giờ tay nắm phong thần bảng, tạo hóa thần đình đi con đường nào? Sư đệ vẫn sớm quyết định cho tốt, dù sao chuyện liên quan đến thần đình chi chủ kéo dài quá lâu, sợ sinh biến. Đại sư huynh phủ tô có chút lo lắng. Đây là lời của người lão thành, Diệp chân xứng nhận. Đa tạ đại sư, huynh nhắc nhở. Diệp chân đứng dậy lễ tạ. Chuyện này xác thực cần sớm định. Đại sư huynh mặc dù phủ tô không có nói rõ, nhưng cũng đã nói không sai biệt lắm. Sợ sinh biến thế gian này, bây giờ biến hóa có thể uy hiếp được Diệp Trân, cũng chỉ có một đại chu và thiên miếu liên thủ tới đối phó Diệp Trân. Tỉ mỉ nghĩ lại, khả năng này cũng không nhỏ. Đại chu Thái Tổ khai quốc cơ bang vì triệt để làm chúa tể hồng hoang, ngay cả nhạc phụ mình cũng có thể bán, vì sao không thể liên thủ với thiên miếu. Trong ván cờ giữa chính trị và lợi ích, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Một khi đại chu và thiên miếu liên thủ, phiền phức của Diệp Trân tuyệt đối không nhỏ đại sư huynh phủ tô cũng không dài dòng nhận diệp chân thi lễ nếu có cần chúng ta thì trưởng giáo sư đệ cứ ban xuống pháp chỉ là được không có không từ gần như là đồng thời nhị sư huynh lãnh thủ thiên tam sư huynh lệnh xiêm lục sư huynh liên mặc bát sư tỷ trang ninh băng đồng thời đứng dậy nói trưởng giáo sư đệ có mệnh không có không từ nếu như thế sư đệ trước hết cảm ơn chư vị sư huynh sư tỷ bảo vệ vừa mới dứt lời ánh mắt của diệp chân đột nhiên ngưng lại quay đầu nhìn về phía hư không ngoài sơn môn chỉ chậm hơn Diệp chân một bước, đại sư huynh Phủ Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Siêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía hư không ngoài sơn môn, ánh mắt nghiêm nghị. Thất sư huynh đến rồi. Vẻ mặt của Trang Ninh Băng giữa có chút phức tạp, càng có chút kinh ngạc, nàng cảm ứng được khí tức của Hàn Thế Chiết đột ngột đi tới, nhưng không cách nào suy đoán mục đích Hàn Thế Chiết hôm nay đến. Là thất sư đệ. Lông mày đại sư huynh Phủ Tô cũng nhăn thật sâu hàn thế chết này bi thương đi một mình giờ mới nửa ngày nhưng lại đến ngũ tiên tông là muốn làm gì lúc đám người nghi hoặc diệp chân lại nói nếu thất sư huynh đã đến vậy chưa vị kia sư huynh sư tỷ hay theo ta cùng nhau đi nghênh đón dù sao đây cũng là thịnh sự khó được của huyền cơ đạo môn ta đại sư huynh phủ tô thở dài gật đầu một cái đây đúng là thịnh sự khó được của huyền cơ đạo môn trừ lão ngũ mất tích lâu không có tin tức ra đệ tử thân truyền môn hạ của huyền cơ đạo môn hôm nay xem như tề tự đại sư huynh dẫn đầu, Diệp Chân làm trưởng giáo cùng nhau đằng không, đi ra ngoài đón. Vừa mới bay ra đại điện, cùng nhau đi tới đón Hàn Thế Chiết. Lúc này, thất sư huynh Hàn Thế Chiết vẫn như cũ là một mặt bí, nhìn các sư huynh đệ cùng nhau đón lấy, Hàn Thế Chiết ngẩn ngơ, lại nhìn thấy đại sư huynh Phủ Tô mang theo các sư huynh đệ đi sư môn ngang hàng thi lễ về phía hắn, cho dù Hàn Thế Chiết trải qua mưa gió, lúc này bộ ngực cũng có chút phập phồng. Chư vị sư huynh, sư muội, đã lâu, một câu nói đơn giản, nói đến trong lòng mọi người bùi ngùi mãi thôi, Bọn người phù tô muốn nói chút gì, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, vẫn là Diệp chân mở miệng nói, thất sư huynh, mời, đi vào lại nói. Một đoàn người quay về đại điện, ngay khi tiến vào đại điện, thất sư huynh hàn thế chết nhìn bảng hiệu mấy hơi. Điện tên là Huyền Tâm Điện, chính là nơi dùng để nghị sự của huyền cơ đạo môn năm đó. Điện tên Y Nguyên, chỉ là lại vào điện này đã toàn không phải. Ngồi xuống lần nữa, nhìn thoáng qua vị trí của lục mạn ca và ngũ sư huynh hứa tiến chống không hàn thế chết lại im lặng ai cũng không biết vào giờ phút này nên mở miệng như thế nào cuối cùng mở miệng chỉ có diệp chân thất sư huynh đến chắc hẳn là có chuyện quan trọng còn xin thất sư huynh nói thẳng đệ tử huyền cơ đạo môn ta cùng nhau trông coi thẳng thắn đây là sư huấn diệp chân nói hai chữ sư huấn làm lông mày thất sư huynh hàn thế chết hơi nhíu lại hàn thế chết cũng là người có đại trí tuệ mặc dù lời này của diệp chân nói trực tiếp nhưng ý sau lưng hàn thế chiết cũng đã nghe hiểu vài phần hẳn là vị trưởng giáo sư đệ này đã suy tính ra điều gì đúng như hàn thế chiết đăm chiêu thật ra thì diệp chân đã suy tính ra một chút phương hướng sau khi bắt về thiên cơ ngọc cốt cũng tức là mảnh vụn của đại diễn thiên cơ kính phương diện suy tính thiên cơ diệp chân không dám nói là thần cơ diệu toán nhưng lúc hàn thế chiết xuất hiện ở trước mặt diệp chân diệp chân trên cơ bản có thể xác định tại sao hàn thế chiết lại đến cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn hẳn là vì tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn trưởng giáo sư đệ hôm nay đến đây là muốn cầu trưởng giáo sư đệ một chuyện hàn thế chiết mới mở miệng làm vẻ mặt bọn người đại sư huynh phủ tô bát sư tỷ trang ninh băng đại chấn. xưng hô trưởng giáo sư đệ này từ trình độ nào đó đã đại biểu lập trường của hàn thế chiết từ xưng hô thế này có thể thấy được hàn thế chiết vẫn xem mình là đệ tử của huyền cơ đạo môn vì vậy mà phán đoán rất nhiều phỏng đoán có thể là hướng về phương hướng tốt thất sư huynh thỉnh giảng nếu có khả năng tất dốc hết toàn lực diệp chân đáp ứng rất thoải mái như thế trước hết cảm ơn trưởng giáo sư đệ trong khi nói chuyện lòng bàn tay hàn thế chiết đã xuất hiện một chùm sáng âm khí lộng lẫy trong chùm sáng có hư ảnh một tiểu hồ ly đang ngủ say ở nơi đó nhìn qua hết sức đáng yêu nhưng việc chùm sáng này vừa xuất hiện lại làm cho sắc mặt bọn người đại sư huynh phủ tô nhị sư huynh lãnh thủ thiên kịch biến hàn thế chiết vẫn là vì cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn mà tới vẫn không bỏ xuống được đồ sơn uẩn đây có phải là lại đại biểu cho trong lòng hàn thế chiết có oán thậm chí là có hận hay không nếu như thế vậy tất cả đều có thể trưởng giáo sư đệ ngươi chính là người có tạo nghệ thời tự pháp tắc tinh thâm nhất trên thế gian này còn có trí bảo thận long châu còn sót lại của sư tôn ta muốn mời trưởng giáo sư đệ thôi động thận long châu ngược dòng tìm hiểu thời không trong khi nói chuyện ánh mắt của hàn thế chiết đã nhìn về phía tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn trong lòng bàn tay Đến tận đây, tâm ý của Hàn Thế Chiết đã không thể hiểu rõ hơn được nữa. Là muốn mời cầu Diệp chân ra tay, ngược dòng tìm hiểu thời không, lấy một loại phương thức khắc phục sinh cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn. Về phần Hàn Thế Chiết nói trí bảo thận Long Châu, cũng không có nói sai. Trước đây thận Long Châu đã có chức năng thời tự. Trước khi mở ra lớp phong ấn không gian thứ 9 của thận Long Châu, Diệp Trân vẫn cho rằng thận Long Châu chính là một dị bảo lấy thời tự, không gian và huyễn thuật làm chủ thể, nhưng sau khi Diệp Chân tiện tay phá mất lớp phong ấn thứ 9 không gian bích lũy của Thận Long Châu, hắn lại phát hiện, hắn sai. Thận Long Châu hẳn là một dị bảo lấy thời tự làm chủ, lấy huyễn tượng làm phụ. Đây là Diệp Chân sau khi phá mất lớp phong ấn thứ 9 không gian bích lũy của Thận Long Châu phát hiện. Nếu nói chuẩn xác một chút, Thận Long Châu là một món dị bảo thời tự cực kỳ hiếm thấy. Nhất là lúc Diệp Chân thi triển thời tự thần thông, Thận Long Châu có thể ở một mức độ nào đó tăng cường uy năng thời tự thần thông mà Diệp Chân thi triển. Đây cũng là gần đây Diệp Trần mới phát hiện. Trước mắt mà nói, toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới, dị bảo có quan hệ đến thời tự chỉ có một món Thận Long Châu. Đại khái chính là nguyên nhân năm đó ba người Nhật Nguyệt Đạo Tổ, Lôi Ngục Đạo Tổ, Thanh Lê Đạo Tổ vây giết sư tôn Lục Ly, lúc Lục Ly bỏ mình Thận Long Châu bỏ chạy, còn không tiêu hao, mạnh mẽ phong ấn Thận Long Châu. Chư Thiên Vạn Giới, một món dị bảo thời tự duy nhất, thật ra thì chính là trong Nhật Nguyệt Thiên của thiên miếu cũng có cùng loại thời tự khác biệt cung cấp đệ tử bí cảnh tu luyện, trong một tháng, ngoại giới mới qua mấy ngày. Nhưng loại thời tự đó là cố định. Không chỉ không cách nào giống như thận long châu trong có thể thay đổi thời tự, cũng có thể sau khi triệt để giải phong, tăng thêm uy năng thời tự pháp tắc diệp chân thi triển. Trước đây sau khi diệp chân đột phá tu vi chứng đạo, tiện tay một kích đã phá mất hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 9 của thận long châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sai, chính là tiện tay một kích trước đây một tầng hàng rào phong ấn không gian thận long châu cuối cùng nhất phá vô cùng khó khăn sau khi diệp chân đột phá đã tiện tay phá mất thẳng đến lúc đó thận long châu mới thật sự là thận long châu nhưng vào lúc đó diệp chân đã không có bao nhiêu vui sướng thậm chí là thu hoạch thật ra thì ngay khi mấy tầng hàng rào phong ấn không gian trước đó của thận long châu phá mất mới là lúc diệp chân vui sướng nhiều nhất và thu hoạch lớn nhất mà trước đây diệp chân thu lấy phong thần bảng đã xuất ra phần tạo hóa thần đình tổ ấn mảnh vỡ thứ tư chính là được từ hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 9 của Thận Long Châu. Lúc này, Hàn Thế Chiết nói như vậy, cũng chính là căn cứ vào năng lực thời tự mạnh mẽ của Thận Long Châu, giúp đỡ mà nói. Thình cầu mới ra, bọn người đại sư huynh Phủ Tô đều nhìn về phía Diệp chân Thời tự thần thông uy năng khó lường. Hàn Thế Chiết nói vậy thật có vài phần khả năng. Ánh mắt của thất sư huynh Hàn Thế Chiết càng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp chân một mặt chờ mong, chờ mong đáp án của Diệp chân sau khi thần nguyên của Huyền Cơ phân thân Lục Mạn Ca băng diệt, Hàn Thế Chiết đã phát hiện tàn hồn của Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn ẩn tồn tại ở trong thần nguyên hạch tâm Huyền Cơ phân thân Lục Mạn Ca. Là sợi tàn hồn này làm cho Huyền Cơ phân thân của Lục Mạn Ca có khí tức Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn ẩn chân chính. Nhưng những năm này gắn bó tướng tồn gần như hòa làm một thể, thần nguyên của Huyền Cơ phân thân Lục Mạn Ca vỡ nát, xuất hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn ẩn tồn tại ở thế gian này duy nhất một sợi tàn hồn. Nhưng rất nhanh, Hàn Thế Chiết đã phát hiện chính là một sợi tàn hồn của đồ sơn ẩn này cũng không cách nào giữ lâu tại thế, không bao lâu sẽ triệt để tiêu tán. Hàn Thế Chiết càng nghĩ, cũng chỉ nghĩ đến phương pháp này. Chỉ có thần thông thời gian ngược dòng tìm hiểu mới có thể chân, chính mang đến một chút sinh cơ cho cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn. Ánh mắt của thất sư huynh Hàn Thế Chiết chăm chú nhìn chằm chằm diệp chân, đôi mắt vị nhật nguyệt thần quân thiên miếu có chiến lực cấp đạo tổ, lúc này lại tràn đầy chờ mong, thấp thỏm, thậm chí là sợ hãi thần thông thời gian ngược dòng là phương thức duy nhất hắn cứu cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn trở về hàn thế chết hết sức rõ ràng khó sự ở trong này cho nên diệp chân tinh thông thời tự pháp tắc đồng thời tay cầm thời tự dị bảo thận long châu đã thành hy vọng duy nhất của hàn thế chiết cũng chính bởi vì nguyên nhân này hàn thế chiết mới cầu đến trước mặt diệp chân vào giờ phút này hàn thế chiết thật sự vạn phần khẩn trương sợ làm cho hắn mất đi một tia hy vọng cuối cùng diệp chân làm sao có thể không rõ ràng tâm tình của hàn thế chiết lúc này thậm chí có thể nói là cảm đồng thân thụ. Chuyện này và tâm tình của Diệp Trân, năm đó truy tìm hạ lạc thải y giống nhau như đúc, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là đáp án này lại làm cho Diệp Trân giờ phút này có biết bao suy nghĩ, không cách nào mở miệng. Mười vạn năm, cử vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn, bị luyện thành huyền cơ phân thân là chuyện mười vạn năm trước, muốn Diệp Trân nhất cử ngược dòng thời gian tìm hiểu mười vạn năm, chuyện này căn bản không thể nào. Chuyện mười vạn năm, đã sớm nắp hòm định luận, cho dù là ai thì cũng không thể thay đổi. Diệp Trân muốn trả lời thất sư huynh Hàn Thế Chiết như vậy, nhưng ánh mắt mong chờ của thất sư huynh Hàn Thế Chiết lại làm cho Diệp Trân không cách nào mở miệng. Chỉ là việc này, Diệp Trân Trung Quy muốn cho Hàn Thế Chiết một đáp án. Xin hỏi Hàn Sư Huynh, ngươi dự định phục sinh cửu vĩ thiên hồ mười vạn năm trước, hay là muốn làm gì? Diệp Trân mở miệng, nhưng lại biến thành hỏi thăm. Trung Quy, Diệp Trân không cách nào lập tức tàn nhẫn trực tiếp xóa bỏ hy vọng của Hàn Thế Chiết, vấn đề của diệp chân làm cho ánh mắt hàn thế chiết xuất hiện một tia cực kỳ đau thương và chờ mong phục sinh hàn thế chiết chậm rãi lắc đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là có thể nói có mấy vấn đề ta muốn gặp mặt hỏi nàng một chút hàn thế chiết nói như vậy trong lòng diệp chân đã hiểu rõ hàn thế chiết muốn hỏi vấn đề của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn thật ra thì cũng chỉ mấy như vậy cũng là tâm kết của hàn thế chiết mà thôi hàn sư huynh Thật có lỗi, ngược dòng tìm hiểu thời gian 10 vạn năm, ta làm không được. Thế gian này cũng không ai có thể làm được. Huống chi là chuyện 10 vạn năm trước, mà còn là sư tôn vị đạo tổ tự mình xuất thủ. Như thiên địa xử trí, không người có thể thay đổi. Diệp chân chán nản nói. Vẻ mặt hàn thế chết đau thương không có gì thay đổi. Kết quả này, hắn thật ra thì cũng dự liệu được, chỉ là ôm một chút hy vọng. Mà bây giờ, hy vọng này lại triệt để vỡ vụn. Ai? Thở dài một tiếng. Hàn Thế Chiết ôm chặt chút tàn hồn của Đồ Sơn ẩn ở trong tay, thất hồn lạc phách định rời khỏi. Xem như thất hồn lạc phách, một thân tu vi cảnh giới ở nơi đó, chỉ vừa bước một bước, dưới chân đã nở rộ ánh sáng, dây lát đằng không. Bọn người phù tô đều im lặng. Đối với chuyện này, bọn hắn không cách nào nhúng tay, chỉ có thể nhìn. Hàn Sư Huynh, nếu như ngươi chỉ muốn biết chút gì, muốn biết chân tướng năm đó, sư đệ ta cũng có một đề nghị. Diệp chân đột nhiên cao giọng nói thân hình hàn thế chết đang thất hồn lạc phách trở đi xuống đột nhiên dừng lại quay người nhìn về phía diệp chân mời sư đệ nói rõ hàn sư huynh tha thứ ta mạo muội chút tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn trong ngực ngươi không bao lâu sẽ triệt để chôn vùi về ở thiên địa thật ra thì nếu hàn sư huynh muốn biết chút gì không ngại cẩn thận luyện hóa chút tàn hồn đó có thể sẽ tìm được chút gì diệp chân nói hàn thế chiết có chút mờ mịt nhìn thoáng qua tàn hồn cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn trong ngực đối với diệp chân đề nghị cũng không quá động tâm phương pháp này hắn không phải không nghĩ tới chỉ là một sợi tàn hồn ít đến không thể ít hơn nữa khả năng tìm được đáp án hắn muốn quá ít hàn sư huynh đương nhiên chỉ chút tàn hồn này chỉ sợ đoạt được sẽ rất ít nhưng gần như là tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên làm bạn với cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn cả đời vẫn còn nếu ngươi có câu hỏi gì thì có thể hỏi thăm khí linh chiêu yêu phiên sau đó từ trong tàn hồn đoạt được từng cái nghiệm chứng là có thể có sở hoạch diệp chân lại nhắc nhở vừa nghe vậy vẻ mặt của hàn thế chiết đột ngột rung động cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối có lẽ chính là như thế thất sư huynh hàn thế chiết này đến hơn nửa ngày toàn bộ tinh thần đều rơi vào phía trên tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn toàn bộ hướng về phương hướng này suy tư nghĩ biện pháp căn bản không nghĩ qua bảo chiêu yêu phiên cái gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trải qua diệp chân nhắc nhở lập tức đã nghĩ hiểu rõ mấy vấn đề hắn muốn biết kia có lẽ khí linh chiêu yêu phiên có thể cho hắn đáp án lại từ trong tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn này thu được chút ít tin tức ấn ký cũng không sai biệt lắm truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé mặc dù ở trước mặt hỏi thăm cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn có khoảng cách nhưng có thể tìm ra một đáp án chuyện làm cho trái tim của hắn xoắn suýt mười vạn năm cũng đủ đa tạ diệp sư đệ có phương hướng thì sẽ có đáp án có phương hướng thất sư huynh hàn thế chiết sẽ khôi phục thần thái đại sư huynh còn xin cho ta mượn một gian tĩnh thất mặt khác chuyện xưa năm đó cũng thỉnh cầu đại sư huynh nhớ lại một chút cung cấp ta tham khảo đáp án của khí linh chiêu yêu phiên hàn thế chiết nói tốt sư đệ muốn dùng ta đương nhiên tận thực tướng cáo còn có ngọc giản cũ ngăn năm đó cũng có thể cho sư đệ ngươi nhìn qua đại sư huynh phủ tô nói chuyện năm đó còn lưu lại ngọc giản làm ngăn vẻ mặt của hàn thế chiết hơi đổi sư tôn sợ ngươi hiểu lầm cho nên nói ta lưu lại ngọc giản làm ngăn phù tô nói. Hàn thế chết giật mình, hình như đang nhớ lại, mấy hơi sau mới nhẹ gật đầu. Như thế, làm phiền sư huynh, thất sư huynh hàn thế chết tiến vào tĩnh thất, một mình hỏi tham khảo chứng chuyện xưa năm đó. Bọn người Diệp chân và đại sư huynh Phủ tô, cũng thừa dịp thời gian này thương nghị một chút chi tiết chuyện trùng kiến huyền cơ đạo môn. Toàn bộ nội ngoại đệ tử ngũ tiên tông nên biết sẽ tới, còn phải một lần nữa vạch trên nội ngoại đệ tử. Nội bộ ngũ tiên tông năm tông phân biệt cũng sẽ hủy bỏ như vậy nhưng diệp chân cũng sẽ không hoàn toàn khôi phục cũ mạo huyền cơ đạo môn năm đó của sư tôn lục ly năm đó tổ chức cơ cấu huyền cơ đạo môn không hợp lý càng hơi có vẻ lỏng lẻo diệp chân bây giờ đương nhiên phải cải tiến lại hướng sâu thảo luận mặc dù diệp chân là trưởng giáo nhưng một khi trọng lập huyền cơ đạo môn trong đó tất nhiên sẽ có phân chia lợi ích thậm chí là tranh chấp chuyện này đều phải sớm xử trí tốt tận khả năng giảm bớt hao tổn đến nhỏ nhất may mà mấy vị sư huynh sư tỷ trải qua huyền cơ đạo môn hưng suy chìm nổi mười vạn năm nghĩ lại đã sớm có đoạt được năm đó huyền cơ đạo môn mạnh thì mạnh nhưng nội bộ xác thực có vấn đề loại tình huống này toàn đều duy trì diệp chân đối với trong huyền cơ đạo môn cải cách còn thỉnh thoảng có sở kiến nghị chuyện này làm cho diệp chân vui mừng không thôi có lẽ chuyện này chính là biết sửa đổi sau khi sai lầm bất luận ngày sau số trời khí vận như thế nào diệp chân trí ít trước từ trên chế độ đảm bảo tính ưu việt của huyền cơ đạo môn về phần chuyện chấp bảng phong thần diệp chân không có thương nghị với bọn người đại sư huynh phủ tô lấy cảnh giới bây giờ của diệp chân thì thiên thời chưa đến cho nên còn không thể chấp bảng phong thần thiên thời đến chấp bảng phong thần chính là chuyện nước chảy thành sông về phần thiên thời ngày nào đến trong lòng diệp chân đã có đoạt được đợi nghị định cải cách công việc huyền cơ đạo môn trong tương lai không bao lâu mấy người diệp chân phủ tô lãnh thủ thiên lạnh xiêm liên mặc Trang Ninh Băng đột nhiên đồng thời nhìn về phía tĩnh thất trước đó Hàn Thế Chiết tiến vào, trong tĩnh thất đột nhiên có chỗ ba động. Trong tĩnh thất, Hàn Thế Chiết lệ rơi đầy mặt. Thì ra, năm đó nàng thật mang mục đích để tới gần ta, là vì hủy tiền đồ của ta. Sư Tôn không sai, Sư Tôn cũng là vì cứu ta, bảo hộ ta. Chỉ là, quẩn Nhi cũng không sai, quẩn Nhi cũng thật lòng yêu ta, sở tố sở vi, lại là bất đắc dĩ. Đột nhiên, khóe miệng của Hàn Thế Chiết lóe ra hai chữ, lão tặc tĩnh thất ra rất nhiều pháp trận đột nhiên vỡ nát thất sư huynh hàn thế chiết từ trong tĩnh thất bước ra trên mặt của hàn thế chiết chảy hai dòng nước mắt nhưng vẻ mặt lại hết sức nhẹ nhõm đau thương và thống khổ trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa phù tô bọn người diệp chân nghênh đón hàn sư huynh có đạt được gì không diệp chân hỏi thất sư huynh hàn thế chiết nghe vậy đầu tiên là hướng về diệp chân rất trịnh trọng xá dài thi lễ tâm kết nhiều năm vào hôm nay tán đi từ hôm nay tâm bắt đầu an hàn thế chiết nói Chúc mừng thất sư huynh. Chúc mừng thất sư đệ. Chúc mừng sư đệ. Chúc mừng âm thanh một mảnh, sắc mặt hàn thế Chiết không thay đổi, chắp tay bái kiến lễ với từng đồng môn sư huynh đệ, cuối cùng, ánh mắt lại rơi vào trên người Diệp Chân. Trưởng giáo sư đệ, chuyện báo thù huyết hận cho sư tôn, đã có mưu đồ gì chưa? Hàn Thế Chiết chợt hỏi thăm, chỉ là trong lúc tra hỏi, ánh mắt Hàn Thế Chiết đã nhìn về phía Thiên La Cung. Ý tứ của Hàn Thế Chiết không thể hiểu rõ hơn được nữa, tâm kết đã giải, đã đến lúc giải ân oán diệp chân nhìn thất sư huynh hàn thế chiết một chút sức một mình ta khó chống đỡ ba vị kia liên thủ về phần bên phía đại chu bây giờ đã xác nhận thái tổ khai quốc đại chu cơ bang chính là phản đồ bắn lục ly năm đó diệp chân hợp tác với đại chu tuyên cáo bỏ dở thậm chí nói diệp chân còn phải đề phòng đại chu ngược lại về phía ba vị đạo tổ của thiên miếu bên kia nghe vậy hàn thế chiết bình tĩnh nói tính ta một người ta chính là một nữa của trưởng giáo sư đệ tốt đa tạ sư huynh hẳn là thế Hàn Thế Chiết thản nhiên khoát tay áo. Phù Tô nhìn Hàn Thế Chiết một chút, lại nhìn Diệp Chân một chút, có chút do dự nói, nếu tứ sư muội có thể gia nhập cùng chúng ta bày trận, trưởng giáo sư đệ lại cho chúng ta một hai món tiên thiên linh bảo, chúng ta cũng chính là thêm một của trưởng giáo. Đại sư huynh Phù Tô còn chưa dứt lời, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca đã từ trong một gian tĩnh thất khác trên đỉnh núi, mặt không biểu tình, ta không sao, tính ta một người. Tốt. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết hô to một tiếng, đột nhiên mời nói, đại sư huynh, tứ sư muội, chư vị sư huynh sư muội, trưởng giáo sư đệ, mười vạn năm chưa tụ, không bằng hôm nay đồng mưu một say, lại đi giết tới thiên la cung, như thế nào? Tốt, 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 đồng mưu một say. Đột nhiên, trong huyền tâm điện của huyền cơ đạo môn, còn chưa chiêu thế trở nên náo nhiệt trước nay chưa từng có. Mười vạn năm sau, đệ tử huyền cơ đạo môn lần nữa đoàn tụ một đường, thiếu một ngũ sư huynh hứa tiến mất tích đã lâu, có thêm một trưởng giáo tiểu sư đệ diệp chân nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha